Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 26. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên lại gần. Một cây bàn long đại đao, một thanh tinh thần cổ kiếm, một cây trường thương màu đỏ, một cây chiến kích màu đen, còn có một cái tinh thuẫn đục ngầu. Có thể đạt tới thần binh, mang ý nghĩa uy lực của bọn nó rất cường đại, cũng có linh trí riêng của mình. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống luyện binh chàng dưới mặt đất, nhưng không có nói chuyện hỗn độn nguyên hỏa, sau đó nói. Năm thần binh bây giờ có chừng hai tình huống. Đầu tiên, bọn chúng hao hết năng lượng trong tháng năm dài đằng đẵng, đã mất đi thần tính, ý thức bên trong cũng tiêu vong. Đơn giản mà nói là, thần binh đã chết. Loại tình huống thứ hai, bọn chúng tại thời kỳ nào đó, lựa chọn bản thân phong ấn, đem lực lượng cùng ý thức đều phong ấn ở trong sâu nhất. Nói cách khác, thần binh không chết, chỉ là đang ngủ say. Nếu như là loại đầu tiên, chỉ cần ai có thể dung hợp nó, liền sẽ trở thành chủ nhân chân chính của thần binh. Nhưng chất liệu thần binh lại rất đặc biệt, muốn dung hợp nó sẽ có nguy hiểm lớn, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng không xác định được. Nếu như là tình huống thứ hai, ai khống chế được nó, người đó sẽ tùy thời đánh thức lại linh trí ngủ say bên trong, mà thần binh sau khi tỉnh lại sẽ làm ra phản ứng gì, càng khó đoán trước được. Sau khi Khương Phàm nói xong, nhìn về bọn người Lâm Nam ở trước mặt. Năm kiện binh khí này rất đặc biệt, trực tiếp ném đi hoặc để đó không dùng, đều có chút đáng tiếc, nhưng nếu như muốn có được, liền có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng, tương đương với cực mệnh. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Dựa theo những gì Khương Phàm nói, đây đúng là siêu cấp cơ duyên hoàn toàn thay đổi được vận mệnh. Nhưng muốn dung hợp, cái giá quá lớn. Nếu như thần binh không chết liền có thể tùy thời uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh ngạc nhìn Khương Phàm, đây là từ chỗ nào lấy ra một bẫy lý luận lớn như thế, không phải nói đã không thể dùng sao. Ta thử một chút. Tiêu Phượng Ngô trần chờ chụp vào chiến kích màu đen. Chờ một chút, ngươi không được. Khương Phàm ngăn lại hắn. Vì sao? Ngươi có đại hoang ấn, tương lai còn phải trấn áp đại hoang, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Thương Hàn Nguyệt cùng Cơ Lăng Huyên đang do dự ra tay đều lắc đầu từ bỏ. Bọn hắn cũng còn sứ mệnh phải gánh vác, không thể nào tùy tiện nếm thử loại đồ tồn tại biến cố lại cực kỳ nguy hiểm này. Hàn Ngạo khẽ nhíu mày, nắm lấy long đao, nhưng đúng vào lúc này, Đao Hoàng cũng cuốn lấy long đao, một người một thú vô ý thức ngẩng đầu nhìn về nhau. Ta muốn chui long đao này. Mặc dù trong lòng Hàn Ngạo có lo lắng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Ngươi xác định. Khương Phàm lo lắng cũng không hề kém so với Hàn Ngạo. Dù sao cũng không ai rõ ràng rốt cuộc tình huống thần binh là như thế nào, có khả năng sẽ tạo thành tựu cho Hàn Ngạo, trở thành rồng trong loài người, vua trong loài rồng. Cũng có thể là hại Hàn Ngạo, để hắn bỏ ra tính mệnh, thậm chí trở thành con rối. Ta chỉ biết là nếu như từ bỏ, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Hàn Ngạo dứt khoát gật đầu. Tính tình hắn cao ngạo, không cho phép mình lạc hậu hơn người khác. Bây giờ Dạ An Nhiên, Khương Phàm dần dần phát ra tài năng, đồng thời tiếp quản đại hoàng ấn, nếu như mình không có cơ duyên đặc biệt, chỉ sợ rất khó siêu việt hơn bọn hắn. Cho nên, hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Thua, hắn nhận. Thành công, hắn sẽ triệt để nghịch chuyển vận mệnh. Đao Hoàng không cùng Hàn Ngạo tranh đoạt, mà là quấn lên hỏa thương trước mặt, nhẹ gật đầu với Khương Phàm. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ. Đao Hoàng rất kiên quyết gật đầu. Nó cũng đã nhận ra mình đang rớt lại phía sau, không phải mình không đủ mạnh, mà là bọn người Khương Phàm càng ngày càng mạnh hơn, nó cần thay đổi đặc biệt. Khương Phàm hơi do dự, gật đầu nói. Nó là của ngươi, xem ra vẫn nên cho ngươi một cái tên thích hợp, Thương Binh. Đưa cái họ, Khương, từ nay về sau, ngươi tên Khương Binh. Dạ An Nhiên thực sự chịu không được cái tên Khương Phàm đặt. Gọi Khương Bân đi, Văn Võ Bân, so với tên binh của ngươi thì êm tai hơn. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Vậy thì Khương Bân. Tiêu Phượng Ngô nhìn phù văn ảm đạm trên mặt cổ kiếm, thầm nói. Không biết cầm thú có nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này hay không? Khương Phàm nhìn về phía Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu lắc đầu, đồ đằng trụ đã đủ, không cần lại bất chấp nguy hiểm. Lâm Nam nhìn chiến kích một chút, lắc đầu, sát tính quá nặng. Chỉ nhìn vài lần liền có cảm giác đau đớn. Lại nhìn tấm chắn cao như núi, cũng không có hứng thú gì.
Cuối cùng Lâm Nam nói với Khương Phàm. Ta không mạo hiểm. Vậy ta thu lại trước, chờ trở lại thánh địa các ngươi lại nghiên cứu. Khương Phàm thu sạch 5 kiện binh khí vào thanh đồng tiểu tháp, cũng may thanh đồng tiểu tháp có thể chịu được trọng lượng binh khí, đổi thành vũ khí không gian khác rất có thể đã bị trực tiếp đè sập. Cảnh giới ngươi làm sao đã đến cửu trọng thiên rồi? Tâm tình Hàn Ngạo rất tốt, mới từ ngũ hành không gian đi ra, lại lấy được một thanh long đao, lần đến thánh sơn này quá đáng giá, xa so với kỳ vọng của hắn gấp 100.000 lần. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cười hắc hắc nói. Sau khi hạ dược cho lão đầu, từ chỗ lão đầu kia cướp được bảo bối. Ta một nửa, hắn một nửa. Chuyện này có thể bỏ qua sao? Khương Phàm rất bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra muốn đi qua, nhưng thật làm khó dễ. Ha ha, lão đầu nhi kia lại là người của đại diễn thánh địa trăm năm trước bị vây ở chỗ này, bây giờ người của đại diễn thánh địa cũng biết, ha ha. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên. Khương Phàm dở khóc dở cười. Đại diễn thánh địa thỉnh cầu chúng ta phối hợp hành động một trận. Hành động gì? Vây bắt Huyền Nguyệt Hoàng thất. Bọn người Tô Triệt dốc lòng bế quan trong sơn động 10 ngày, hưởng dụng linh quả bảo dược phi phàm, được Tô Thiên Tịch chỉ đạo. Sau 10 ngày, thu hoạch không ít. Có người tăng cường thể chất, có người phát triển khí hải, có người còn tăng lên lực lượng linh văn. Thực lực tổng hợp, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. 10 ngày sau, bọn hắn tạm biệt Tô Thiên Tịch. Nơi này có phong thư, giao cho phụ thân ngươi. Đừng lại nhớ mong ta. Ta có thể nhìn thấy các ngươi tới đây, biết được thánh địa cũng đều mạnh khỏe, ta đã không có gì phải tiếc nuối nữa. Thời điểm Tô Thiên Tịch biết Tiêu Thánh Hùng đã được tôn làm nhân hoàng, liền biết mình nên buông tay. Nếu muốn thả tay thì phải thả triệt để. Hắn rất thản nhiên đem một cái dùng vỏ cây quấn quanh gia thú giao cho Tô Triệt. Tô Triệt đang muốn thu lại, Tô Thiên Tịch lại dùng sức kéo, nhìn vào mắt Tô Triệt. Không cần báo thù cho ta, bất luận là ngươi, hay là phụ thân ngươi. Chúng ta, Tô Triệt vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Thiên Tịch đánh gãy. Ta biết ngươi đang tính kế cái gì, nhưng không đáng. Không phải nhị gia ngươi nhu nhược, mà là ta đã chết rồi, chuyện đã qua, bây giờ ngươi lại báo thù, ngoại trừ phát tiết một chút lửa giận thì cũng sẽ không mang đến cho đại diễn thánh địa chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bỏ ra thương vong, mang đến phiền phức. Tô Triệt cắn răng. Nhị gia, cuộc đời của ngài đều đã bị hủy ở trên tay Tiêu Thánh Hùng. Cho nên ngươi liền muốn hủy chính ngươi, hủy đại diễn thánh địa. Ta, Tô Thiên Tịch nhìn mắt Tô Triệt. Đồng ý với ta, quên chuyện này đi. Tô Triệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng giãy giụa. Bọn người Thẩm Minh Thu cau mày nhìn Tô Triệt, cũng nhìn Tô Thiên Tịch. Đại diễn thánh địa của bọn hắn là tôn chủ thánh địa Tây Bộ, ngay cả bốn đại thánh địa Trung ương đều vô cùng tôn trọng. Tại toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, đều thực vì danh uy. Bọn hắn đã lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Tô Thiên Tịch nghiêm túc nói. Ta hoàn toàn có thể bỏ mặc các ngươi ra tay, thậm chí phối hợp các ngươi, trực tiếp giết chết đám đệ tử Huyền Nguyệt Hoàng triều kia. Nhưng sau đó thì sao, ta là thống khoái, các ngươi thế nào? Ta không thể nào ích kỷ như thế, ta càng không thể để cho các ngươi làm chuyện điên rồ. Hai tử, đồng ý với ta. Tô Triệt thở phào một hơi, trong ánh mắt thất vọng của bọn người Thẩm Minh Thu, hắn nhẹ gật đầu. Ta đồng ý. Tô Thiên Tịch dùng sức vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi có thể nhịn được một hơi này, đối với ngươi mà nói, chính là một loại trưởng thành. Tốt, đi thôi, có thể thấy các ngươi ưu tú như vậy, Tô Thiên Tịch ta chết cũng nhắm mắt. Nhị gia, phụ thân chưa bao giờ quên ngài, đại diễn thánh địa cũng không có quên ngài. Tô Triệt lui lại hai bước. Hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt Tô Thiên Tịch, dùng sức dập đầu. Thẩm Minh Thu và mọi người cũng liên tiếp quỳ xuống, con mắt rưng rưng, lễ bái thật sâu. Tô Thiên Tịch vui mừng cười, ngồi ở trên tảng đá. Vậy ta liền nhận cái cúi đầu này của các ngươi. Bọn người Tô Triệt rời khỏi sơn động, chạy tới nơi ước định. Chúng ta thật cứ tính như vậy. Chúng ta không thể nào trực tiếp báo thù nhân hoàng, nhưng nợ của phụ thân thì hài tử đến bồi thường. Chúng ta có thể thu thập bọn người Tiêu Lạc Lê. Thẩm Minh Thu sát tính rất nặng, hỏa khí cũng rất lớn, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này không chỉ liên quan đến một mình Tô Thiên Tịch, còn có ân oán trăm năm trước, cùng tôn nghiêm của đại diễn thánh địa. Nhịn, là một loại trưởng thành, giết, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta hẳn là nên buông tay. Nhưng, Tô Triệt ta đi tới thế gian này một lần.
không phải tới để giận. Tô Triệt ta trưởng thành, càng không phải dùng uất ức đổi lấy. Đáy mắt Tô Triệt lóe lên tia sắt lạnh. Nhị gia không nguyện ý báo thù, đó là ngài đang lo lắng cho thánh địa, không nguyện ý để cho chúng ta gây phiền toái. Nếu như chúng ta không báo thù, đó chính là không biết tốt xấu. Liên hợp vô hồi thánh địa, vây bắt Huyền Nguyệt hoàng tộc. Hạ tử thủ cho ta. Được. Bọn người Thẩm Minh Thu tinh thần đại chấn, lên tiếng hét to. Tô Triệt ta không cần vĩnh hằng chi linh, ta muốn mệnh hoàng triều bọn hắn. Tô Triệt cắn răng khẽ nói, sát ý nghiêm nghị. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới địa điểm ước định, lại chậm chạp không chờ thấy đám người Khương Phàm kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp năm ngày, đều không có nhìn thấy người. Hắn là quên, hay là chết rồi? Làm sao còn chưa tới? Thẩm Minh Thu tức giận. Bọn hắn hẳn là đã gặp được chuyện gì đó. Tô Triệt nhìn qua phương xa, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ hoãn một hai ngày thì có thể hiểu, hôm nay đều đã năm ngày. Khương Phàm không phải thứ tốt, vô hồi thánh địa càng không thứ tốt. Thẩm Minh Thu bực bội đi tới đi lui. Chớ ồn ào. Lữ Lương Nhân trầm giọng nhắc nhở. Các ngươi bình thản được, nhưng ta không được. Ta không rõ tại sao thánh chủ lại đồng ý đề nghị của vô hồi thánh chủ, để đám người Khương Phàm kia phối hợp chúng ta hành động. Ngài ấy không sợ chúng ta bị hố chết. Hay thánh chủ bị vô hồi thánh chủ kia mê hoặc rồi. Thẩm Minh Thu nói, cố ý quét mắt nhìn Tô Lăng đang trầm mặc bên cạnh. Mặc dù Tô Lăng thiên phú rất cao, nhưng chung quy vẫn là do thánh chủ một đêm phong lưu làm ra. Theo Thẩm Minh Thu, hình tượng thánh chủ chính là hình tượng thánh địa, người cưới 18 nữ tử đều không có vấn đề, nhưng ngươi làm loạn khắp nơi, còn để nữ tử kia biến mất, chính là phẩm hạnh có vấn đề. Thẩm Minh Thu, đừng quá mức. Lữ Lương Nhân lớn tiếng quát tháo. Ta đề nghị, không cần phải để ý đến đám gia hỏa Khương Phàm kia, trực tiếp tìm tới đội ngũ Huyền Nguyệt hoàng tộc. Chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, tạo cơ hội cho ta, ta có thể giết sạch sẽ từng kẻ bọn hắn. Thẩm Minh Thu cao ngạo ngẩng đầu lên. Tô Triệt sớm quen với tính cách của Thẩm Minh Thu, nên không có để ý. Đợi thêm hai ngày sau Khương Phàm vẫn chưa tới, chính chúng ta sẽ hành động. Lúc này Khương Phàm thật là đã gặp phải phiền toái, không phải bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, là thật tới không được. Bởi vì thế giới ngũ hành mở ra, đánh thức toàn bộ yêu thú linh cầm ở Thánh Hồ. Mặc dù cuối cùng đều không có tìm được gì, nhưng đám yêu thú cũng không có tản ra. Tỉnh thì đều tỉnh dậy. Ăn một chút gì lại ngủ tiếp. Cho nên, Thánh Hồ hỗn loạn lại táo bạo. Đại yêu hoành hành, bốn chỗ săn mồi. Ác thú gặp nhau, điên cuồng chém giết. Từ biển hồ đến bầu trời, các loại hỗn loạn khắp nơi đều có thể thấy được. Trong lúc bọn người Khương Phàm rời khỏi Thánh Hồ, liên tục lọt vào vài chục lần tập kích, suýt chút nữa thì mất mạng. Liên tục giày vò ba ngày, rốt cuộc cũng đã chạy ra khỏi Thánh Hồ. Nhưng không đợi bọn hắn kịp thở, lại gặp Khổng Tước chờ ở phía ngoài. Lần này không chỉ có Khương Phàm bị bắt đi, ngay cả bọn người Dạ An Nhiên đều bị khống chế. Còn có gì ngôn gì? Khổng Tước hóa thân hình người, tỏa ra tia sáng hoa mỹ, giống như thần nữ lâm thế, ánh mắt giá lạnh lăng lệ, quan sát con người run lẩy bẩy phía dưới. Thả bọn họ đi, ta ở lại, tùy ngươi xử trí. Khương Phàm cũng không nhiều lời cùng với nàng. Trong giọng của Khổng Tước ngũ sắc lộ ra mấy phần tàn nhẫn. Bọn hắn đi, ngươi không ràng buộc, thì còn không sợ cái gì. Nếu như muốn giết chết chúng ta, vậy thì cứ trực tiếp động thủ. Nếu như không muốn giết chết, vậy thì trực tiếp ra điều kiện. Khương Phàm chống cự lại áp bách kinh khủng, nâng cao thân thể, đón lấy cặp mắt giống như vòng xoáy kia. Trước tiên đừng kích động, vẫn có thể nói chuyện một chút nha. Tiêu Phượng Mô tuét miệng cười nói, chỉ là thân thể khống chế run rẩy không nổi. Không phải khiếp đảm, mà là uy thế đại yêu này quá kinh khủng. Khổng Tước ngũ sắc lạnh lùng nhìn xuống Khương Phàm, lại thật lâu không nói gì. Hàn Ngạo, Hỏa Diễm Huyễn Điểu, Tiêu Phượng Ngô, Tiểu Kim Hầu, Khương Bân đều run lẩy bẩy. Loại uy thế kích thích huyết mạch này thật là đáng sợ. Bọn người Cơ Lăng Huyên cũng đều nhẹ nhàng run run, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chưa từng có cảm nhận qua khủng bố như vậy khí thế, trách không được đại diễn thánh chủ nói đại yêu bên trong so với những thánh chủ bọn hắn đều cường đại hơn rất nhiều. Thật lâu, Khổng Tước rốt cuộc cũng mở miệng. Ta có thể thả các ngươi rời khỏi. Nhưng các ngươi cần giúp ta làm vài việc. Nói.
tiếp nhận hai cây linh vũ của ta, một cây linh vũ trấn nhập ý thức, một cây linh vũ trấn nhập khí hải. Làm gì? Khương Phàm cau chặt lông mày, tiến vào ý thức hải chẳng phải là muốn điều khiển ý thức, trấn nhập khí hải chẳng phải là có thể uy hiếp linh nguyên. Chờ sau khi ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bọn chúng sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến một chỗ. Sau khi hoàn thành, hai cây linh vũ đều sẽ biến thành văn ấn, phân biệt khắc ở phần gáy cùng đan điền, để ngươi sử dụng. Một cây có thể bảo vệ linh hồn, một cây có thể biến thành vũ khí. Nhưng, nếu như ngươi kết thúc nhiệm vụ không thành, linh vũ trong ý thức sẽ xóa đi toàn bộ ý thức của ngươi, linh vũ trong khí hải sẽ khống chế linh nguyên của ngươi. Ngươi sẽ biến thành con rối, làm việc cho ta. Trong lòng Khương Phàm run lên, thật ác độc. Bọn người Giả An Nhiên đều lắc đầu với Khương Phàm. Điều kiện này quá dọa người, ai biết khổng tước này giáp tâm muốn làm gì, nếu như đâm vào đến liền bắt đầu bí mật khống chế thì sao? Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn xóa đi ý thức khống chế khí hải thì sao? Một khi chấp nhận, chẳng khác nào mệnh Khương Phàm giữ ở trong tay con khổng tước này. Khổng tước ngũ sắc lạnh lùng đe dọa nhìn Khương Phàm. Tiếp nhận, hay là vĩnh viễn ở lại nơi này? Ta có lựa chọn sao? Nói đi, nơi nào? Khương Phàm không có kháng cự. Không phải không rõ ràng nguy hiểm, mà là coi như cự tuyệt, lão yêu này cũng bị cưỡng ép đâm linh vũ vào trong thân thể của hắn. Chờ sau khi ngươi rời khỏi, linh vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Ngươi đem đồ đặt ở chỗ đó liền có thể rời khỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Đưa đến an toàn, cho ngươi tự do, cũng cho ngươi cơ duyên. Xảy ra sai lầm gì, ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ tận hết khả năng. Khương Phàm không hỏi thêm nữa. Các ngươi đi đi, trước khi rời khỏi, ta sẽ tìm được các ngươi. Hoặc các ngươi chủ động tới tìm ta cũng được. Khổng tước ngũ sắc nhấc lên tia sáng ngũ sắc cường thịnh, đem bọn người Khương Phàm toàn bộ vung ra khỏi tán cây. Tiểu khổng tước uịch lấy cánh nhỏ, chạy đến biên giới tán cây, hiếu kỳ nhìn quanh phía dưới. Khổng tước ngũ sắc mang vẻ mặt phức tạp nhìn tiểu khổng tước, lại nhìn phía thánh sơn xa xôi. Một đám ngu xuẩn, sớm muộn cũng dẫn lửa thiêu thân. Đều không sao chứ. Khương Phàm rơi xuống mặt đất, liên tiếp nâng đỡ bọn người Giả An Nhiên dậy. Không sao. Tiêu Phượng Ngô vỗ bộ ngực, liên tục hít thở. Lão yêu này khí tức quá kinh khủng, suýt chút nữa sợ tè ra quần. Nàng muốn đưa cho ngươi cái gì? Hàn Ngạo nhìn lên tán cây khổng lồ sâu trong mây mù, lòng còn sợ hãi. Ta không biết nàng muốn đưa cái gì, nhưng hẳn là chuyện phát sinh có liên quan cùng Thánh Sơn. Khương Phàm mơ hồ cảm nhận được khổng tước lo lắng và do dự. Nhưng khổng tước quanh năm ở chỗ này, hẳn không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Nàng muốn chỉ dẫn mình đi đâu? Nàng lại phải truyền lại tin tức cho ai? Giả An Nhiên nhìn thấy ánh mắt Khương Phàm thay đổi, liền biết hắn khẳng định đang động tâm tư gì đó. Thành thật đem đồ đưa qua cho nàng, đừng lộn xộn lòng hiếu kỳ của ngươi. Bên ngoài luyện binh chàng. Khương Phàm, ngươi đến rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết hết rồi chứ. Thẩm Minh Thu nhìn thấy bọn người Khương Phàm từ trong rừng rậm chui ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đám hỗn đản này đã để bọn hắn chờ ở chỗ này 6 ngày. Bọn người Lâm Nam khẽ nhíu mày, đây là thái độ gì? Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa khí lớn như vậy, khi còn bé ăn nhiều ớt. Phốc phốc, Lâm Nam cười phun, tranh thủ thời gian đưa tay che môi đỏ. Gia hỏa này nghĩ ở đâu ra từ ngữ như thế? Tiêu Phượng Ngô, ngươi chán sống. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Ngươi giết chết ta à? Tiêu Phượng Ngô xì miệng, cởi mở cười nói với Tô Triệt. Tô Triệt huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Triệt gật đầu. Không có gì, chính là không muốn tới. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, lại liếc mắt nhìn Thẩm Minh Thu, tức chết ngươi nha. Tên tiểu hầu tử ngươi. Thẩm Minh Thu nóng giận lập tức muốn xông tới. Lữ Lương Nhân tranh thủ thời gian ngăn lại. Đủ rồi, là chúng ta đang mời các huynh đệ đến hỗ trợ. Thẩm Minh Thu hất Lữ Lương Nhân ra, ánh mắt hung ác. Đây không phải hỗ trợ, là bọn hắn nợ chúng ta. Tự tiện xông vào cấm khu, quấy nhiễu thánh địa, không lấy đầu của bọn hắn đã là khai ân, bọn hắn dám không giúp thử một chút. Tiêu Phượng Ngô cau mày. Vẻ mặt quái dị nhìn Thẩm Minh Thu một lát, bỗng nhiên quay đầu nói với Hàn Ngạo mặt không thay đổi ở phía sau. Nghe nói trước kia ngươi cũng là bộ dáng này như bức hống hách,
bị thánh chủ mắng một trận, biến thành bộ dạng sợ sệt như bây giờ. Ta bây giờ là thu lại. Hàn Ngạo tức giận, có phải gia hỏa này cảm giác trong đội ngũ không có nam tử khác hay không, chuyện gì cũng đều kéo tới trên người hắn. Đúng đúng đúng, chó cắn người thường không sủa. Ta đập chết ngươi. Hàn Ngạo nhìn hắn hằm hằm. Nếu ngươi còn như trước vậy, lúc này hẳn là rất náo nhiệt. Tiêu Phượng Ngô nhếch nhếch miệng đối với Thẩm Minh Thu, cười nói. Lại nói hai tiếng, ra thưởng ngươi cục xương. Đáy mắt Thẩm Minh Thu chợt hiện ý lạnh, trong chốc lát lay động ra hơn 10 tàn ảnh, hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô cười ha hả, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, một tiếng gào thét cuồn cuộn tại yết hầu, chỗ thủng xuất hiện trong chốc lát, toàn thân bạo khởi khí lãng mãnh liệt, yêu khí cuồng liệt hòa với khí tức đại địa, cuồng dã oanh kích. Đại địa lay động, đá vụn cuồng kích. Bọn người Giả An Nhiên, Tịch Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, vô tình bị vén lui. Nhưng, Thẩm Minh Thu đang cường thế giết tới, bị khí lãng trùng kích mãnh liệt. Mặc dù cảnh giới của hắn là cửu trọng thiên, nhưng tất cả ưu thế đều nằm ở tốc độ. Tiêu Phượng Ngô mặc dù chỉ là cảnh giới bát trọng thiên, lại mạnh ở thế công. Mạnh yếu chạm vào nhau, cảnh giới triệt tiêu. Thẩm Minh Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân run rẩy, trùng kích để thân thể tháo chạy. Lại trong chớp mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, móng vuốt sắc bén quét ra đường cong tàn nhẫn, thẳng đến cổ Thẩm Minh Thu cái. Là Hàn Ngạo. Tại lúc hắn thấy Tiêu Phượng Ngô mắng Thẩm Minh Thu là chó liền đoán được mục đích ra hỏa này. Khi Tiêu Phượng Ngô bạo khởi yêu khí thổ triều, hắn quả quyết mượn nhờ khí lãng tung bay ra ngoài, sau đó cưỡng ép khống cơ thể, lao đến Thẩm Minh Thu. Sắc mặt Thẩm Minh Thu hơi biến đổi, toàn lực xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi. Nhưng sau khi lùi đến ngoài trăm thước, đột nhiên cảm giác chỗ cổ truyền đến từng cảm giác đau, duỗi tay lần mò, máu tươi đầy tay. Yết hầu bị rạch ra. May mà không có vạch đến động mạch chủ. Các ngươi muốn chết. Thẩm Minh Thu dữ tợn, toàn thân dâng lên cường quan chói mắt, giết qua phía Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Dừng tay. Hai bên đều lo lắng hô to, vội vàng ngăn cản, đây cũng không phải là lúc khai chiến. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc. Cùng Hàn Ngạo phủi tay. Hai huynh đệ chúng ta rốt cuộc cũng phối hợp ra chút ăn ý. Khương Phàm quen thuộc Hàn Ngạo, Tô Triệt quen thuộc Thẩm Minh Thu, hai người đều không quan tâm. Tô tiền bối rời khỏi Thánh Sơn lúc nào? Khương Phàm muốn tìm hiểu chút tin tức Di Lạc cổ địa từ Tô Triệt. Thánh Sơn rằng co chỉ kéo dài 3 ngày. Kết quả thế nào? Di Lạc cổ địa bỏ ra cái giá rất lớn, bảo vệ một vật. Bảo vệ. Khương Phàm cau chặt lông mày. Đám kia đại yêu có ý kiến khác nhau rất lớn, nhưng cuối cùng đa số đều vượt trên số ít, cho phép Di Lạc cổ địa bảo trụ đồ như thế, tuy nhiên cần mau chóng đưa ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nhị gia cố ý để cho ta nhắc nhở ngươi, đừng lại điều tra chuyện Di Lạc cổ địa, cũng đừng lại nhúng tay vào món đồ kia. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Vạn Linh Huyết Thụ muốn rời khỏi. Bọn yêu tộc thánh địa này rốt cuộc là suy tính thế nào? Chẳng lẽ đưa ra ngoài liền không sao rồi? Dựa vào thế lực Di Lạc cổ địa kiến tạo ở bên ngoài, không chỉ có thể che giấu Vạn Linh Huyết Thụ rất tốt, cũng có khả năng bồi dưỡng lên. Thái độ của Khổng Tước Ngũ Sắc lại có chuyển biến, còn muốn đưa mình thứ gì đó, có thể có liên quan cùng chuyện này hay không? Vạn Linh Huyết Thụ có cái gì đặc biệt? Tô Lăng trước đó có hỏi qua nhị gia, nhưng nhị gia từ đầu đến cuối không có giải thích. Đó là loại thụ yêu cấm kỵ, là hung vật không nên xuất hiện. Thiết Long cổ thụ trong tay ngươi thì sao? Tô Triệt lại hỏi, hình như trong tay gia hỏa này cũng có cái cây, còn trêu đến hồn thiên thánh chủ đều gào thét giống như nổi điên. Khương Phàm lắc đầu, hỏi ngược lại. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật muốn tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi có lo lắng? Ha ha, ta không có lo lắng, ta đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều không có hảo cảm. Bọn hắn càng ước gì giết chết được ta. Ta chỉ là cảm giác bọn hắn có thể sẽ có phòng bị. Khương Phàm đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều nào chỉ là không có hảo cảm, quả thực là còn có huyết hải thâm thù. Trước tiên ta sẽ giới thiệu sơ lược tình huống những thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng tộc kia. Sau đó, Tô Triệt nhìn đệ tử hai bên đang nóng nảy giằng co, cười khổ nói. Lại nói chuyện phối hợp. Cái này không vội, người đã nghĩ được cách vây bắt bọn hắn rồi sao? Điều Khương Phàm quan tâm hơn chính là cái này. Nơi này là Thánh Sơn, rừng rậm tươi tốt, cổ mộc che trời.
Muốn tại sâu trong dãy núi mênh mông tìm kiếm đám người Hoàng Triều kia, không khác gì mò kim đáy biển. Mà đám tinh anh Hoàng Triều kia cũng có thể đoán được Tô Triệt sẽ tìm bọn hắn về hợp tác, há có thể ngồi chờ chết. Nói không chừng bây giờ đã chiêu mộ những người may mắn từ Hoàng Triều. Mang bọn hắn theo, lại xua những minh hữu kia, sau đó thừa cơ ra tay. Có cách rồi. Tại Thánh Sơn này, hấp dẫn người nhất là cái gì? Vĩnh Hằng Chi Linh, nhưng phạm vi Thánh Sơn quá lớn, muốn khuếch tán tin tức rất khó, cho nên trước tiên phải tạo được một sự kiện đặc thù, đều mang người ở các nơi tới, sau đó lại giả tạo tình huống Vĩnh Hằng Chi Linh ẩn hiện, làm cho tất cả mọi người đều điên mất, quên hết tất cả đuổi bắt. Phương pháp không tệ, nhưng thao tác thế nào? Muốn tạo sự kiện lớn cũng không dễ dàng. Tô Triệt cười nhạt nói. Ta biết một nơi. Hai ngày sau, Tô Triệt mang theo bọn người Khương Phàm đi đến một vách núi dốc đứng, chỉ vào núi cao xa xa. Chính là chỗ đó, Cuồng Nhân Đạo Tràng. Ngọn núi kia tương tự như một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng, chính là tiêu chí của Cuồng Nhân Đạo Tràng. Nhị gia giới thiệu qua cho chúng ta mấy chỗ bí cảnh tại Thánh Sơn, Cuồng Nhân Đạo Tràng là đặc biệt nhất. Lấy ngọn núi kia làm trung tâm, trong phạm vi 7-80 dặm chiếm cứ một lực lượng thần bí. Mặc kệ cảnh giới người cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần xông vào nơi đó liền sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, tàn nhẫn, từ từ mất đi lý trí. Nhưng, nếu như ngươi có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang, sẽ có một lực lượng thần bí rót vào thân thể của ngươi, tẩm bổ linh hồn. Bên trong Cuồng Nhân Đạo Tràng sẽ còn xuất hiện mười mấy vong hồn đã từng chết ở nơi đó. Nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian hai nén nhang, sẽ có lực lượng mạnh hơn rót vào thân thể, đạo tràng sẽ xuất hiện mấy trăm vong hồn. Cứ thế mà suy ra, thời gian kiên trì càng lâu, lấy được càng nhiều chỗ tốt, sinh ra thanh thế cũng sẽ càng lớn. Nhị gia của Tô Triệt lúc đương thời muốn hiểu rõ bí cảnh Thánh Sơn, chính là muốn tìm một nơi có thể gây nên thanh thế kịch liệt, hấp dẫn đám thiên tài Hoàng Triều xuất hiện. Cuồng Nhân Đạo Tràng không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Đám yêu thú đỉnh cấp hẳn là đều biết nơi này, coi như nhìn thấy thanh thế đặc thù, cũng sẽ không tùy tiện tới. Nhưng tất cả đệ tử thánh địa, cường giả Hoàng Triều, cùng đám tán tu may mắn, lại không biết chút nào cả, bọn hắn sẽ bị hấp dẫn, cũng sẽ bị lực lượng thần bí bên trong ảnh hưởng. Cho nên, nơi này tuyệt đối chính là, liệp sát tràng an toàn. Chịu đựng, có thể mang theo vong hồn, không kiên trì nổi, liền điên. Tiêu Phượng Ngô quái dị nhìn Tô Triệt. Người đây là giết người, hay là tự sát? Thẩm Minh Thu lập tức quát tháo. Tiêu Phượng Ngô, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu. Ta dù sao cũng sẽ không theo Thẩm Minh Thu tiến vào đạo tràng này, chẳng may đều phát điên, lấy tốc độ ra hỏa này, đoán chừng một đao giã có thể toàn chặt chúng ta. Hàn Ngạo cũng nhíu mày. Đến lúc đó người dẫn đến đây, chúng ta điên rồi. Ta đoán chừng đám người Tiêu Lạc Lê kia cũng sẽ vô cùng khó hiểu. Khương Phàm cũng hỏi Tô Triệt. Ngươi hiểu qua uy lực cụ thể của đạo tràng không, ví dụ như có thể nổi điên tới trình độ nào, có thể sinh ra tổn thương gì, sau đó có thể khôi phục hay không? Trình độ ảnh hưởng của Cuồng Nhân Đạo Tràng không liên quan cảnh giới cùng thực lực, chủ yếu là ý chí lực và linh hồn lực. Ý chí càng kiên định, linh hồn càng cường đại, thời gian kiên trì sẽ càng dài. Nhị gia có đề cập tới một câu, Cuồng Nhân Đạo Tràng đối với những linh văn khác mà nói là tương đương với đạo tràng giết người. Nhưng đối với linh văn loại linh hồn mà nói là, lại là đạo tràng cơ duyên chân chính. Đề nghị của ta là, chúng ta đừng đi mạo hiểm, giao cho Thái Bình cùng Tịch Nhan đi thử xem. Nếu như có thể đạt tới hiệu quả lý tưởng, chúng ta liền chờ Hoàng Triều ra trận, nếu như không lý tưởng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Tô Triệt nhìn về phía hai người Thái Bình cùng Tịch Nhan. Thái Bình là đệ tử ưu tú trong đại diễn thánh địa, giống như Thẩm Minh Thu, đều là đệ tử thân truyền của Túc Lão. Đều là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, đều là có sứ mệnh quan trọng gánh vác bảo vệ chi đội ngũ này. Linh văn của Thẩm Minh Thu là thánh phẩm, thiểm linh. Linh văn của Thái Bình là lục phẩm, hồn ti. Ta tới trước thử một chút, Tịch Nhan cô nương nhìn tình huống rồi hãy vào. Thái Bình cố ý liếc mắt nhìn Tịch Nhan, sau đó đi tới Cuồng Nhân Đạo Tràng. Ánh mắt của hắn là có ý gì? Hàn Ngạo nhíu mày, đám đệ tử đại diễn thánh địa này xác thực có người không tệ. Giống như Tô Triệt cùng Lữ Lương nhân kia, nhưng cũng có chút cuồng ngạo không ai bì nổi. Tiêu Phượng Ngô hừ hừ hai tiếng. Ánh mắt ghen tị, ghen ghét linh văn của Tịch Nhan chúng ta, ghen ghét mỹ mạo Tịch Nhan của chúng ta.
Tịch Nhan yên lặng nhìn cuồng nhân đạo tràng một lát, sau đó cũng đi tới, không phải muốn cùng Thái Bình cạnh tranh, mà thật cảm giác nơi đó đáng giá để đi một lần. Tô Triệt ra hiệu đám người. Theo họ, đo lường tính toán tốt khoảng cách, không được để bị ảnh hưởng. Cuồng nhân đạo tràng nhìn qua thì cũng không có gì khác biệt cùng nơi khác, cũng là thiên núi chập trùng, rừng rậm tươi tốt, không khí ẩm ướt, nhưng dần dần đi sâu vào, sẽ phát hiện hài cốt ở khắp nơi trên đất. Có một số yêu thú là vừa mới chết, bạo thể mà chết, vô cùng thê thảm. Có một số là chết đã lâu, chỉ còn lại hài cốt. Nơi này ngoại trừ thi hài thì không có bất kỳ yêu thú gì khác, cho dù là ruồi trùng. Thái Bình liếc mắt Tịch Nhan đi tới ở phía sau, thản nhiên cười khẽ. Tịch Nhan cô nương cần phải coi chừng, chẳng may lại chết tại nơi này, Khương Phàm lại nổi điên, lại đến. Dìm nước cuồng nhân đạo tràng. Tịch Nhan lạnh nhạt. Quan sát đến cánh rừng thâm thúy, cẩn thận điều tra khí tức thần bí. Thái Bình lại nói, nếu đều đã đến, có hứng thú đánh cược hay không? Tịch Nhan vẫn không để ý, cách hắn một đoạn, đi đến phía trước bên phải. Chúng ta cược xem ai kiên trì thời gian dài hơn, nếu ta thua, ta đưa người bộ võ pháp linh hồn. Nếu ngươi thua, làm nữ tử của ta mấy ngày, như thế nào? Ngươi và ta đều là linh văn loại linh hồn, khẳng định sẽ rất hợp. Thái Bình cố ý nói rất lớn, cố ý nói cho bọn người Khương Phàm đều nghe. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to, thay Khương Phàm đáp lại. Chúng ta không cần võ pháp, nếu ngươi thua, ngươi làm nữ tử của ta hai ngày. Như thế nào? Thái Bình hừ lạnh, quay đầu nhìn hắn một cái. Ý của ngươi là, thay Tịch Nhan tiếp cái này đánh cược. Không đợi Cơ Lăng Huyên ngăn cản, Tiêu Phượng Ngô lên tiếng hô to. Tiếp, có cái gì không dám? Chúng ta thắng chắc. Thái Bình đưa tay chỉ Tịch Nhan phía xa. Ta thắng, nàng thuộc về ta, không cần nhiều, hai ngày đầy đủ. Hai ngày thì hai ngày. Tiêu Phượng Ngô nói xong, chớp mắt với bọn người Cơ Lăng Huyên bên cạnh. Không sợ, Tịch Nhan của ta thắng chắc. Thẩm Minh Thu tiến đến bên cạnh Khương Phàm, cố ý dò xét hai mắt hắn. Ngươi cũng đồng ý, ta nghe nói ngươi năm đó vì Tịch Nhan mà dìm nước Hoang Mã Nguyên, rất nghiêu bức đấy. Lúc này lại muốn mang nàng ra đặt cược, còn tặng cho người khác. Khương Phàm đang cẩn thận quan sát đến tình huống Tịch Nhan nơi đó, tùy ý trả lời câu. Cách xa ta một chút. Ha ha, người xác thực không phải thứ tốt. Khương Phàm căng cứng tay phải trong chớp mắt quăng về phía cổ Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu đột nhiên ngưng tụ con ngươi, như thiểm điện bứt ra lui lại, thoải mái mà kéo dài khoảng cách. Nhưng, phốc phốc. Trong tay Khương Phàm đột ngột vung lên một thanh tàn đao, phong mang sắc bén cắt cổ của hắn. Không chỉ là da thịt, mà là động mạch. Phong mang cơ hồ quét tới sát phần xương cổ. Đùng! Thẩm Minh Thu gắt gao nắm chặt yết hầu, hốt hoảng móc ra đan dược, nhét vào trong miệng, hắn trừng trừng hai mắt, căm tức nhìn Khương Phàm. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Đệ tử hai phe đều khó mà tin được nhìn đến tàn đao trong tay Khương Phàm, bởi vì tốc độ quá nhanh. Phía trên lại không có để lại chút vết máu. Tùy ngươi náo thế nào, nhưng chớ chọc ta, ngươi, không thể trêu vào. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sắt lạnh, thu hồi tàn đao, tiếp tục nhìn Tịch Nhan trong rừng rậm nơi xa. Khương Phàm, ngươi quá mức. Bọn người Lữ Lương Nhân liên tiếp bừng tỉnh, căm tức nhìn Khương Phàm. Hỗn đản này đơn giản là hạ tử thủ, nếu như Thẩm Minh Thu phản ứng hơi chậm một chút, một đao này tuyệt đối có thể đem bổ đầu của hắn xuống. Đủ rồi. Tô Triệt đưa tay, chỉ vào bọn người Lữ Lương Nhân quát tháo. Đều an tĩnh chút đi. Thẩm Minh Thu dùng sức nắm chặt cái cổ đổ máu, trợn mắt nhìn nhưng cũng không dám há mồm lên tiếng. Đừng làm rộn. Tô Triệt chỉ điểm Thẩm Minh Thu, ánh mắt lăng lệ. Thái Bình và Tịch Nhan đi từ từ tiến vào rừng rậm, thân ảnh trong sương mù dần dần mơ hồ. Răng rắc. Thái Bình dẫm lên toái cốt trên đất, vẻ mặt khẩn trương. Không dám phân thần, không dám khinh thường. Toàn thân hắn tràn ngập lực lượng linh hồn vô hình, ngưng tụ thành hồn ti mảnh khảnh, bắt lấy lực lượng thần bí. Những hồn ti này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại có kịch độc, có thể tùy tiện đâm xuyên phòng ngự của mục tiêu, hung hăng cuốn vào linh hồn nó. Tịch Nhan đi đến hướng khác, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một chân rơi xuống, mũi chân đều nở rộ lên cánh hoa màu tím, kéo lấy thân thể thon dài của nàng. Từng luồng lực lượng linh hồn vô hình nở rộ khắp toàn thân, hiện ra màu tím, như là từng đóa hoa quỷ bí nở rộ,
tiếp tục tái diễn ngưng tụ, nở rộ lại biến mất. Giống như không sao nhỉ. Cơ Lăng Huyền đem linh lực hội tụ ở hai mắt, cực lực nhìn thấu mê vụ. Khương Phàm khẽ nói. Không thể nào nhanh như vậy đã cảm giác được vấn đề, hẳn là có một loại lặng yên không tiếng động ảnh hưởng, để cho ngươi trong lúc vô tình bực bội, tức giận, sau đó điên cuồng. Tô Triệt ra hiệu với Lữ Lương Nhân. Đốt hương, ghi chép thời gian. Hắn là... Thái Bình đứng bên cạnh thi thể một con người, mặc dù bạo thể mà chết, máu me đầm đìa, nhưng trên y phục rách dưới có ấn ký rõ ràng, Tử Dương. Thánh địa Tây Bộ, đệ tử Tử Dương Thánh địa. Thái Bình đi nhanh mấy bước lại liên tiếp phát hiện ba thi thể của Tử Dương Thánh địa. Xem bộ dáng hẳn là Tử Dương Thánh địa đã xông lầm vào nơi này. Đáng thương thật. Đường đường là đệ tử Thánh địa, vậy mà không hiểu gì đã chết như thế rồi. Phạm vi cuồng nhân đạo tràng chừng 70-80 dặm, không biết có những người khác chạy đi hay không. Ha ha, nếu như chết hết thì tốt. Thái Bình bỗng nhiên cười lạnh. Thực lực Tử Dương Thánh địa rất mạnh, nhất là mấy đời gần đây, liên tiếp sinh ra linh văn cường đại. Thế hệ này lại nuôi dưỡng 7 thánh linh văn, có thể xưng là số 1 Tây Bộ. Theo thực lực tăng cường, những năm gần đây dã tâm của Tử Dương Thánh địa cũng đã lớn. Trăm năm trước, các thiên tài đại diễn như Tô Thiên Tịch, Tô Thiên Hùng hao tổn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, để cho đại diễn Thánh địa, không có người kế tục, chính Tử Dương Thánh địa là bên đầu tiên đứng ra kêu gào gây sự, còn công nhiên chất vấn địa vị tôn chủ của bọn hắn. Đáng đời! Thái Bình đột nhiên dữ tợn, hắn nhấc một chân lên, hung hăng dẫm lên thi cốt đầu. Răng rắc, xương đầu vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Thái Bình lại đột nhiên bừng tỉnh, ta làm sao vậy, sao lại nóng nảy như thế? Chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng rồi? Lúc này Tịch Nhan đã chạy tới chỗ càng sâu, nhìn rừng rậm ẩm ướt, cùng thi hài đầy đất, nàng bỗng nhiên hơi xúc động. Trải qua mấy năm ngắn ngủi cùng với những biến cố, giống như đều đang nằm mơ. 10 năm trước thức tỉnh Linh Văn, nàng cam nguyện kính dâng tiềm lực, thúc đẩy tỷ tỷ thức tỉnh Thánh Văn, mình ở lại lục phẩm. Nàng không có hối hận, sau đó cũng không tranh không đoạt. Nhưng, không nghĩ tới nàng lại nhận phải cổ ma triệu hoán, sau khi tự tiện xông vào cấm địa, vậy mà tỷ tỷ lại ngàn dặm truy kích, kéo nàng về tông môn. Sau khi kinh mạch vỡ vụn, Linh Văn khô héo, lại là tỷ tỷ ném nàng vào n oán tràng. Nếu như không gặp Khương Phàm ngoài ý muốn, nàng đã là bộ xương khô. Cũng chính là sau khi gặp được Khương Phàm, vận mệnh của nàng đã bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thăng hoa linh văn, sau đó lại là dung hợp cổ ma, sau đó nữa là gia nhập thánh địa, tiếp xúc đại hoang thâm uyên, bây giờ còn kết giao bằng hữu, chinh chiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Mặc dù trong lúc đó đã suýt nữa chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng lại là được Khương Phàm điên cuồng dập tắt lửa, để nàng trở về từ cõi chết. Ngẫm lại Khương Phàm, hắn không thân cũng chẳng quen gì mình, nhưng lại mang cho mình tân sinh, còn có trải qua những tháng ngày đặc sắc. Ngẫm lại tỷ tỷ, ruột thịt cùng phụ mẫu sinh ra, lại lạnh nhạt vô tình, đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng không xứng. Tịch Nhan nắm tay, đáy mắt hiện lên tia sắt lãnh, nhưng, sắc mặt nàng khẽ biến, bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là do năng lượng thần bí ảnh hưởng. Đã bắt đầu rồi sao? Hai người bọn họ đã ngồi xuống. Xem ra là đã chịu ảnh hưởng. Tô Triệt, bọn người Khương Phàm đều đứng ở đằng xa, khẩn trương chú ý tình huống trong rừng rậm. Tiêu Phượng Ngô khoanh tay, cười hắc hắc nói. Thái Bình ngồi xuống trước, Tịch Nhan của chúng ta hơn rồi. Tịch Nhan của chúng ta, hơi tốt một chút như vậy. Có đại diễn đệ tử khinh thường nói. Ngu xuẩn, sớm ngồi xuống, nói rõ đã sớm tỉnh ngộ, Thái Bình tốt hơn. Không phục sao? Tịch Nhan của chúng ta là Đại Thừa Thánh Văn. Ha ha, còn Đại Thừa Thánh Văn, uống thuốc thăng lên Thánh Linh Văn, lại uống thuốc thăng lên Đại Thừa Thánh Văn, có gì đáng tự hào? Tô Triệt cảnh cáo. Quên lời ta nói rồi sao? Chớ ồn ào. Thẩm Minh Thu ngồi cách đó không xa, yết hầu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đại Thừa Thánh Văn thì sao? Ta nghe nói mệnh của nàng long đong đau khổ, đầu tiên là bị tông môn phế bỏ kinh mạch. Từ bỏ đuổi đi, lại là bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi, nhận hết lăng nhục. Người như vậy, coi như lực lượng linh hồn có mạnh hơn, ý chí cũng rất khó kiên định. Ta không có nhao nhao, ta luận sự, ta đoán chừng khả năng nàng đều không kiên trì được một nén nhang. Dạ An Nhiên thản nhiên lườm Thẩm Minh Thu một chút. Nàng không kiên trì được một nén nhang,
đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi điếc sao, ta nói luận sự. Đây là ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ánh mắt Thẩm Minh Thu đột nhiên lạnh lại. Làm hỏng hai bên, đối với hành động có chỗ tốt gì? Tô Triệt thực sự không có cách nào với Thẩm Minh Thu. Dù sao hắn cũng không phải hỏng, mà là ngạo, là cuồng. Trong rừng rậm, Thái Bình đau đớn, mặt đầy mồ hôi. Hắn cơ hồ quên đi mình đang ở nơi nào, lại đang làm cái gì. Điên cuồng suy nghĩ, tràn ngập ý thức. Nhưng không phải trực tiếp để hắn nổi điên, mà là xảo diệu câu lên các sự kiện loại không công bằng khiến cho hắn tức giận, cùng những chuyện đen tối đã từng trải qua kia, sau đó tiếp tục phóng đại, trong lúc vô hình để hắn đắm chìm ở bên trong đoạn ý thức ngắn nào đó. Phảng phất hắn đang sống sờ sờ ở nơi đó. Một lần nữa trải qua lấy những chuyện kia. Thái Bình gào thét, thể hiện từ đau đớn đến dữ tợn, đầu hắn trở nên vặn vẹo, thân thể cũng mất tự nhiên mà vặn vẹo. Nhưng, nương tựa theo lực lượng linh văn đặc biệt, trong thức hải không ngừng hiện lên cường quang. Mỗi lần cường quang hiện lên, đều giống như kinh lôi, xé rách chỗ không gian ý thức hắn đắm chìm, để hắn từ trong hỗn loạn bừng tỉnh lại. Tịch Nhan ở bên kia cũng không dễ chịu, những chuyện gặp phải trước đó, một lần nữa hiện ra ở trong ý thức, ký ức giống như là vòng xoáy, vô tình kéo nàng đi đến. Một lần nữa diễn dịch lại. Điên cuồng phóng đại. Nàng tức giận trong trí nhớ, thét lên trong trí nhớ. Nàng đau đớn trong trí nhớ, cũng trầm luân trong trí nhớ. Nhưng linh văn cường đại, cũng tại lần lượt cứu vớt nàng. Mỗi lần muốn triệt để luân hãm, chắc chắn sẽ có cánh hoa vẩy xuống đầy trời, tử quang tinh khiết trong bóng đêm chỉ dẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người càng ngày càng đau đớn. Lần lượt bị năng lượng thần bí kia tiến vào vòng xoáy ký ức, lần lượt bị lực lượng linh hồn cứu thoát ra. Nhưng, theo thời gian kéo dài, lực lượng càng ngày càng mạnh, hãm ở bên trong càng ngày càng sâu, lực lượng linh hồn của bọn hắn cũng càng ngày càng khó bừng tỉnh bọn hắn. Tại thời điểm bọn hắn sắp không kiên trì nổi, một đạo u quang từ núi đá đằng xa bay ra, chìm vào rừng rậm, lặng yên không một tiếng động tiến vào trên trán bọn hắn. Thái Bình, Tịch Nhan lập tức thanh tỉnh, giống như đột nhiên từ mộng cảnh trở lại hiện thực. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở lên rõ ràng. Sợi u quang trong thân thể kia đang chảy xuôi, hóa thành điểm điểm óng ánh, tư dưỡng linh hồn, cũng vẩy xuống khí hải, thấm vào linh nguyên. Bọn hắn đều rõ ràng lại cảm giác mãnh liệt được linh hồn lực của mình đã tăng cường, linh nguyên cũng nhận tẩm bổ. Nhưng, không chờ bọn hắn phấn chấn, ánh mắt lại bất chợt hoảng hốt, lần nữa lâm vào vòng xoáy ý thức. Quên đi bản thân ở nơi nào, quên đi mình đang làm cái gì. Chìm ở bên trong mảnh vỡ ký ức nào đó. Thời gian một nén nhang đã đến, các ngươi nhìn nơi đó. Cơ Lăng Huyên chỉ vào rừng rậm xa xa. Một hồn khí phiêu đãng, dần dần ngưng tụ ra hình người, sau khi thoáng an tĩnh, đột nhiên phát ra tiếng thét táo bạo. Nó phóng tới trong rừng rậm, điên cuồng nhảy vọt, phóng thích ra hồn khí giống với võ pháp, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mắt. Ngay sau đó, lại một hồn khí khác phiêu đãng, ngưng tụ thành mãnh thú, gào thét, phóng tới, táo bạo va chạm núi đá. Số lượng lớn hồn khí phiêu đãng, tái hiện bộ dáng khi còn sống. Số lượng đạt tới hơn 100, trải rộng các nơi. Tô Triệt phấn chấn. Nhị gia nói không sai, kiên trì một nén nhang liền có thể đạt được một lần quà tặng, cũng có thể bừng tỉnh mấy chục vong hồn. Lữ Lương Nhân bọn hắn cũng hưng phấn lên. Cuồng nhân đạo tràng quả nhiên kỳ diệu. Kiên trì càng lâu, đưa tới oanh động càng lớn, Thái Bình cũng sẽ đạt được chỗ càng tốt hơn. Tiêu Phượng Ngô đụng Khương Phàm. Có hiệu quả, sao lại còn nghiêm mặt? Ta lo lắng Tịch Nhan xảy ra vấn đề. Khương Phàm vẫn đang ngó chừng Tịch Nhan, linh lực kích thích ở hai mắt, có thể thấy rõ nét mặt của nàng. Xác thực linh hồn Tịch Nhan rất cường đại, nhưng những gì trải qua quá long đong. Tỷ tỷ Tịch Giao, phản bội. Giống như là một vết sẹo lớn, in thật sâu ở trong tim. Bị tuyệt vọng ném vào n oán chàng, càng là khắc cốt minh tâm. Sau đó còn bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi lăng nhục tra tấn, cũng để sâu trong nội tâm của nàng một bóng ma không cách nào xóa đi được. Tính cách Tịch Nhan rất lãnh đạm, tựa như cái gì cũng đều không để ý, nhưng càng như vậy, càng là trọng tình, càng là mang thù, cũng càng là nguy hiểm. Nếu như nàng không kiên trì nổi, chúng ta liền mang nàng về. Dạ An Nhiên cũng lo lắng cho Tịch Nhan.
Nếu như chỉ những hồi ức đau đớn ngắn ngủi, Tịch Nhan còn có thể chống đỡ, nếu như là lặp đi lặp lại, nàng thật có khả năng sẽ sụp đổ ở trong đó. Thẩm Minh Thu ở bên cạnh cười lạnh. Các ngươi nên lo lắng cho Tịch Nhan, trận hành động này, còn phải nhìn biểu hiện của Thái Bình. Sau đó không lâu, nén hương thứ hai đã đốt xong. Thái Bình, Tịch Nhan lại lần nữa chống đỡ được. U quang thần bí đến từ núi đá tiến vào thân thể bọn họ, tăng cường lực lượng linh hồn, cũng tư dưỡng linh nguyên. Sau đó, càng nhiều vong hồn hiện tại rừng rậm, lặp lại táo bạo khi còn sống, điên cuồng phát thiết giữa rừng rậm núi cao. Bọn chúng không phát ra được tiếng gào thét cuồng dã khi còn sống kia, lại đang nhấc lên tiếng thét thê lương chói tai trong rừng rậm. Thành đàn liên miên, ai nghe cũng phải dùng mình. Tình huống của Thái Bình, Tịch Nhan càng ngày càng nguy hiểm. Mặc dù linh hồn cùng linh nguyên của bọn hắn đã được tăng cường, nhưng lực lượng thần bí mang tới ảnh hưởng cũng càng ngày càng kinh khủng. Mỗi lần bọn hắn lâm vào trong trí nhớ, đều trở nên vô cùng chân thực. Bọn hắn đang điên cuồng trong thù hận, đang tức giận gào thét ở bên trong. Mà lực lượng linh hồn của bọn hắn luôn luôn cứu vớt vô số lần, mới có thể kéo bọn hắn đi ra. Nén hương thứ ba đã đốt xong, nén hương thứ tư đứng lên. Hồn khí cuồn cuộn trong rừng rậm, toát ra hơn ngàn vong hồn. Tổng số lượng đạt tới hơn 2000. Rừng rậm lờ mờ, âm trầm tà ác. Ác linh gào thét, hỗn loạn táo bạo. Xa xa, trong rừng rậm, rất nhiều linh yêu mãnh cầm đều cảm thấy nguy hiểm. Thái Bình sắp gánh không được. Hai mắt Lữ Lương Nhân phát sáng, cực lực thấy rõ ràng tình huống ở xa. Ngô, a, ách. Toàn thân Thái Bình trở nên cứng ngắc, co quắp tại nơi đó gào thét quái dị. Ngẫu nhiên mở hai mắt ra, mắt đầy tơ máu, bên trong còn ẩn hiện u quang. Chịu đựng đi. Thẩm Minh Thu trở nên nghiêm trọng, lo lắng nắm chặt nắm đấm lại. A, Thái Bình cực lực kiên trì, linh văn trên trán nở rộ u quang, toàn thân bạo tạc giống như đang phóng thích ra lực lượng linh hồn, tinh mịn hồn ti quét sạch vài trăm mét rừng rậm. Kiên trì đi, nén hương thứ tư sắp đốt xong rồi. Bọn người Lữ Lương Nhân đều âm thầm cổ động. Nếu như có thể chống đỡ nén hương thứ tư, số lượng vong hồn sẽ càng nhiều, có khả năng trực tiếp toát ra hơn 2000. Hai mắt Thái Bình đã rớm máu, hắn đau đớn không chịu nổi. Sau khi khổ cực kiên trì một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Đừng ngạnh kháng, cứu trở về. Khương Phàm nhắc nhở. Chờ một chút, chờ đến giờ đã. Tô Triệt lời còn chưa nói hết, Thái Bình đột nhiên xông lên, giống như nổi điên phóng tới núi đá. Da thịt toàn thân nứt ra, máu tươi phun tung tóe. Hắn nhảy vọt lên phóng tới bên trong, linh văn thức tỉnh, lực lượng linh hồn hóa thành lít nha lít nhít xúc tụ oanh kích. Vong hồn bốn phía bị chọc giận, những tiếng thét chói tai vang lên vọt tới. Cứu người! Tô Triệt hô to. Kim bằng bay lên, cường quang nở rộ như mặt trời, rọi khắp nơi rừng rậm, hủy diệt lấy mảng lớn vong hồn, xông về phía Thái Bình đang phóng tới nơi xa. Tại thời điểm Thái Bình cơ hồ muốn bạo thể mà chết, Kim Bằng đã kịp thời đuổi tới, bắt hắn lại phóng lên tận trời. Thái Bình đánh mất lý trí, tóc tai bù xù, ngẩng đầu lên kêu gào lớn, hồn ti sắc nhọn giống như lưỡi dao bay thẳng lên trời, toàn bộ đâm vào linh hồn Kim Bằng. Kim Bằng kêu đầy thê lương thảm thiết, ở trên không đau đớn. Cơ thể nó cường đại, quang vũ như thuẫn, lại gánh không được bạo kích linh hồn vô hình này. Bởi vì ý thức giao hòa cùng Kim Bằng, Tô Triệt đều đột nhiên cảm giác đau đớn mà ôm đầu. A, à, gương mặt Thái Bình trở nên dữ tợn, rất muốn cùng Kim Bằng đồng quy vu tận. Toàn thân máu tươi chảy ngang, bay lả tả đầy trời, hồn ti tiếp tục bạo kích, đâm xuyên linh hồn Kim Bằng, quấn quanh lấy linh hồn Kim Bằng. Kim Bằng gáy to, suýt chút nữa liền xé sống hắn. Đám người nơi xa nhìn thấy mà liên miên hít vào khí lạnh, có người đều nhịn không được mà lui lại hai bước. Khương Phàm nói, Lâm Nam sư tỷ, giúp một chút. Không giúp được, cuồng nhân đạo tràng giống như có cấm chế nào đó, linh lực của ta không khống chế được cây rừng ở trong đó. Lúc đến nơi này Lâm Nam đã sớm lặng lẽ thử qua. Cứu người, nhanh đi. Thẩm Minh Thu sốt ruột. Tốc độ ngươi nhanh, ngươi cứu đi. Lữ Lương Nhân quát tháo. Thái Bình bây giờ điên rồi, ai tới gần hắn, hắn chào hỏi người đó. Lực lượng linh hồn của hắn đáng sợ bao nhiêu, các ngươi không biết. Thẩm Minh Thu rất hiểu Thái Bình, hiểu rất rõ loại thế công linh hồn kia,
chỉ cần một cây gai tiến vào thân thể, hắn liền có thể để toàn thân ngươi căng cứng, đau đến giật mình, nếu như mấy trăm cây đâm vào, đau đớn kia. Nhìn Kim Bằng liền biết. Ngươi không cứu, ai? Lữ Lương Nhân đang muốn bắt lấy Thẩm Minh Thu vùng đi qua, Khương Phàm ở nơi đó đã ngưng tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, lao đến cuồng nhân đạo tràng. Ném hắn qua. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh Kim Bằng. Hắn cũng không dám liều mạng cùng lực lượng linh hồn, nhưng hắn có thanh đồng tiểu tháp. Kim Bằng nhịn xúc động muốn xé nát Thái Bình xuống, nhanh chóng lao vùn vụt, vung qua phía Khương Phàm nơi đó. Thái Bình gào thét, con mắt tinh hồng tiếp cận Khương Phàm, hồn ti vô hình phóng thích, hóa thành hồn châm sắc nhọn, toàn bộ đều xông thẳng về phía Khương Phàm. Khương Phàm không để ý nguy hiểm, đối diện giết qua. Một hắc khí mãnh liệt xông ra thanh đồng tiểu tháp, trải rộng hơn 100 mét, cửa sắt ẩn hiện sâu trong hắc khí, cùng với tiếng vang vọng ầm ầm, thiết lao mở cửa, xiềng xích gào thét mà ra, hung hăng cuốn lấy Thái Bình đang nổi điên. Thái Bình giãy giụa kịch liệt, liên tiếp vọt mạnh, lại bị xiềng xích kéo chặt lấy. Khương Phàm lập tức quay người, kéo lấy Thái Bình xông qua giữa không trung, hung hăng đánh tới ngọn núi cao trước mặt. Không được. Lữ Lương Nhân bọn hắn kêu lên đầy sợ hãi, toàn thân Thái Bình đều muốn rách ra, cái này nếu là đập tới, há không muốn nửa cái mạng sao? Bành! Thái Bình va chạm núi cao, máu tươi vẩy ra, xương cốt run rẩy, ngất đi tại chỗ. Khương Phàm từ không trung rơi xuống, lạnh lùng nói. Cứu người! Lữ Lương Nhân chau mày, không lo được của trách, tranh thủ thời gian móc thuốc giải ra nhét vào trong miệng hắn. Tịch Nhan đã gánh vác được. Dạ An Nhiên khẽ nói, nén nhang thứ tư đốt xong. Chúng ta thắng, hắc hắc, ta có bạn gái. Tiêu Phượng Ngô ôm lấy khóe miệng cười xấu xa. Nén hương thứ tư đốt xong, vong hồn trong rừng rậm đột nhiên tăng bạo. Không có Thái Bình, vẻn vẹn chỉ còn một mình Tịch Nhan, liền phóng xuất ra hàng ngàn con. Sợi u quang thứ tư tiến vào thân thể Tịch Nhan, lướt qua linh hồn, tẩm bổ linh nguyên. Năng lượng u quang này so với trước đó đều mạnh hơn rất nhiều. Cảnh giới Tịch Nhan tại giờ khắc này đã đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, thẳng bước bát trọng thiên. Đó là một nơi tốt. Thượng cổ ma hồn khẽ nói trong thân thể Tịch Nhan, một mực đang quan sát đến vong hồn táo bạo bên ngoài. Có mấy cái không tệ, có thể chộp tới sử dụng. Không nôn nóng, ta kiên trì một hồi nữa. Ý thức Tịch Nhan thoáng thanh tỉnh, tiếp đó lại lâm vào trong trí nhớ đau đớn. Ngươi chơi đi, ta chọn. Thượng cổ ma hồn hóa thành ma khí, xuất hiện từ trên thân Tịch Nhan, tự mình dò xét những linh hồn táo bạo kia. Tịch Nhan bây giờ xác thực rất đau đớn, mấy trăm lần hãm sâu trong ký ức, mấy trăm lần trải qua đau đớn, mà càng lún càng sâu, cảm giác càng ngày càng đau đớn. Nhưng, nàng cũng không có tận lực kháng cự lại, ngược lại là tùy theo bản thân mình mà trầm luân, sau đó lại tránh thoát. Nàng đang trải qua, càng là đang trưởng thành. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng nỗi đau đớn của nàng đi qua sẽ ở một ngày nào đó trở thành gông cùm xiềng xích trưởng thành của nàng. Điểm này, thượng cổ ma hồn cũng đã nhắc nhở qua nàng, chỉ là Tịch Nhan rất khó đi đối mặt, nhất là chuyện của tỷ tỷ. Lần này tựa hồ như chính là thời cơ tốt. Lực lượng thần bí vô số lần mang nàng về vòng xoáy ký ức, để nàng đau đớn ở nơi đó, trải qua ở nơi đó, minh ngộ ở nơi đó. Nàng phóng túng mình. Chính là muốn trong đau đớn chặt đứt không cùng xiềng xích, bên trong tra tấn phá kén trùng sinh. Thời gian trôi qua, Tịch Nhan đã kiên trì tới nén hương thứ bảy, mọi người thật sự không thể tưởng tượng nổi. Số lượng vong hồn lật thăng gấp bội. Lần đầu tiên chỉ là dẫn xuất mấy chục, sau lần thứ tư toát ra hơn ngàn, sau lần thứ bảy đã trực tiếp toát ra hơn vạn. Rừng rậm táo bạo, mấy vạn vong hồn đều đang gào hét thê lương. Thanh thế kinh khủng, hồn khí ngập trời. Oanh động xung quanh sơn lâm, cũng khiến cho mây mù nhanh chóng tụ tập. Mây đen cuồn cuộn, bao phủ trăm dặm dãy núi, rừng rậm hắc ám. Giữa rừng rậm nhấc lên cuồn cuộn hắc khí, đó là hồn vụ quỷ dị. Vong hồn dày đặc ẩn hiện ở bên trong, nhấc lên ánh sáng màu xanh lục đáng sợ, khiến cho người khác phải dùng mình. Có một số là vong hồn chỉ tồn tại mấy trăm năm, có một số lại tồn tại hơn ngàn năm. Số ít là con người. Đa số tất cả đều là mãnh thú hung cầm. Một con cự mãng dài đến 300 mét sôi trào hồn khí kinh khủng, quay quanh núi cao, rít gào với trời. Một đám dã tượng nóng nảy phóng tới giữa mê vụ, toàn thân hồn khí liệt liệt, khởi xướng tiếng gào rít mát lạnh.
Một con ác viên khổng lồ, nện bước chân nặng nề, từ bên trong u ám đi ra, lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể biến mất. Nó tồn tại quá lâu, cơ hồ muốn tiêu tán vĩnh cửu. Nàng, sao nàng làm được? Thẩm Minh Thu chấn kinh. 7 lần, nàng vậy mà lại kiên trì được đến nén hương thứ 7. Cuồng nhân đạo tràng, thật không khiến cho ta thất vọng. Đáy mắt Tô Triệt lấp lóe tinh mang, vừa rung động lại kích động. Nếu như thanh thế tiếp tục làm lớn, sẽ khiến xung quanh vài trăm dặm mãnh thú sao động, mà bầu không khí sao động sẽ càng khiến cho nơi xa cảnh giác, sau đó phạm vi tiếp tục phóng đại. Nén hương thứ mấy rồi? Thái Bình thức tỉnh, khí tức suy yếu. Bây giờ là nén thứ 8, bảo bối à? Tiêu Phượng Ngô cười xấu xa đi đến bên cạnh hắn. Đừng làm ta buồn nôn, cút. Thái Bình vừa mới kích động, ý thức mệt mỏi quay cuồng trời đất, suýt chút nữa ngã quỵ. Người bây giờ là bạn gái của ta, đi, cùng ta đến phía trước tìm một chỗ không người. Tiêu Phượng Ngô bắt lấy bả vai Thái Bình, thô lỗ kéo lên. Cút ngay, ta không có tâm tư đùa giỡn với ngươi. Ngươi gọi cái này là nói đùa. Khốn kiếp, đây gọi là đòi nợ. Lão tử định chơi ngươi. Tiêu Phượng Ngô không để ý đến Thái Bình đang giãy giụa, cứng rắn kéo đi đến rừng cây trước mặt. Ta đổi cái váy cho ngươi. Tiêu Phượng Ngô, ngươi muốn chết. Thái Bình gương mặt dữ tợn, thôi động linh lực muốn phóng thích hồn ti, nhưng trước đó linh hồn tổn thương quá nghiêm trọng, đột nhiên phát lực, lập tức khiến thương thế đau nhói, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Muốn chết, hắc hắc, lão tử chết chính là quỷ chết, đến đây, nghe tiếng quỷ chết kêu một chút. Tiêu Phượng Ngô đưa cánh tay trắng kiện bóp lấy cổ của hắn, nài ép lôi kéo vào cánh rừng. Khương Phàm, người mù rồi sao? Ngươi để hắn tùy ý hồ nháo. Lữ Lương Nhân sốt ruột. Khương Phàm, người không ngăn cản, ta thay ngươi. Sắc mặt Thẩm Minh Thu âm trầm nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ai dám đụng một sợi lông huynh đệ của ta, ta chặt đầu kẻ đó. Ngươi có thể cho là ta nói cứng, nhưng thời điểm đầu rơi, đừng chết không nhắm mắt mà chừng ta. Khương Phàm nhíu mày, đám gia hỏa kia là thật không chút hiểu yên tĩnh. Khương Phàm, Tô Triệt cũng không có cách nào. Tô huynh. Ta hiểu một thế lực không thể nào tất cả đều là người bình thường, dù sao cũng phải có mấy đồ buồn nôn như vậy. Ta sẽ không bởi vì mấy tên này, ảnh hưởng giao thiệp với ngươi, còn có cùng đại diễn thánh địa. Khương Phàm ra hiệu bọn hắn tiếp tục chú ý rừng rậm trước mặt. Ngươi đang nói ai? Thẩm Minh Thu tức giận, đồ buồn nôn. Khương Phàm ta làm việc có một chuẩn tắc, ngươi tùy tiện gây tùy tiện náo, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng một khi ngươi để cho ta nhận định thành uy hiếp. Ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết ngươi. Tuyệt đối không để lại tai họa ngầm. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Minh Thu. Cho nên, chớ chọc ta, an phận chút. Dạ An Nhiên cũng cảnh cáo nói. Chúng ta nguyện ý làm bằng hữu cùng các ngươi, cũng nguyện ý phối hợp hành động của các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi nhất định phải đem chuyện liên quan làm cứng rắn, thật có lỗi, chúng ta không hầu hạ. Lúc này... Trong rừng rậm truyền ra tiếng Thái Bình tức giận kêu thảm thiết. Tiêu Phượng Ngô thật lột hắn rồi. Tình huống bên trong bây giờ như thế nào rồi, ai có thể thấy rõ không? Thương Hàn Nguyệt cực lực nhìn ra xa, nhưng trong rừng rậm hắc ám càng ngày càng dày đặc, âm khí âm u, hồn ảnh trùng điệp, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tịch Nhan nữa. Lâm Nam nói, nếu Tịch Nhan có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là đã tìm được cách chống cự. Nghĩ chỗ tốt, Tịch Nhan kháng càng lâu. Cơ duyên càng lớn. Cơ Lăng Huyên nói. Cơ duyên cho loại linh hồn vô cùng hiếm thấy, ta tin tưởng Tịch Nhan. Mâu trong mê vụ, mê quang màu tím đang tỏa ra liên miên bất tuyệt. Sáng tỏ lộng lẫy lại âm trầm, thần bí tinh khiết lại yêu dị. Bên trong ánh sáng màu tím đầu tiên là ngưng tụ thành luân hồi yêu hoa, vờn quanh Tịch Nhan, tiếp đó là kịch liệt nở rộ, cánh hoa màu tím bay lả tả ra đầy trời. Sau khi nén hương thứ 8 đốt sạch, Tịch Nhan ở trong hồn hoa mở ra hai mắt thần bí. Sau khi trải qua hơn ngàn lần tra tấn, rốt cuộc nàng cũng tự tay chặt đứt được gông cùm xiềng xích, không có dựa vào lực lượng linh hồn, tự mình từ trong vòng xoáy ký ức tránh ra. Sợi u quang thứ 8 chiếu phá hồn khí, rót vào thân thể Tịch Nhan. Tịch Nhan ngẩng đầu, phát ra tiếng thét dài. Luân hồi linh văn tăng vọt tia sáng, như muốn rời khỏi trên trán, một mình nở rộ. Làn da toàn thân đều hiện lên đường vân màu tím thần bí, cùng linh văn chiếu rọi, thần bí lại yêu dị.
Cảnh giới Tịch Nhan tại thời khắc này đã cường thế đột phá, rảo bước tiến lên bát trọng thiên. Không tệ không tệ, nơi này là chỗ tốt. Ma hồn để ý không phải cảnh giới đột phá, mà là những u quang này đã tăng cường linh hồn Tịch Nhan, nhất là tẩm bổ linh nguyên. Bắt đầu. Tịch Nhan chân đạp hồn hoa phóng lên tận trời, cánh hoa theo sát phía sau, nhanh chóng xoay tròn, tử quang rạng rỡ. Thân ảnh nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, còn có cánh hoa phất phới, thời khắc này nàng tựa như là tiên tử trong hoa. Chỉ là dưới tử quang chiếu lại nhiều hơn mấy phần khí tức âm trầm. Ma hồn chỉ dẫn. Phía trước, một cổ hồn sắp tiêu tán, hồn nguyên rất mạnh, nhưng ý thức đã mất hết, bắt lấy nó, để ngươi sử dụng. Tịch Nhan đạp trên hồn hoa, dù tẩu sen kẽ ở giữa các vong hồn táo bạo, để lại từng đoạn ánh sáng, phóng thẳng đến phía trước con ác viên khổng lồ kia. Ác viên đang nện bước chân nặng nề, lung la đi lên phía trước, thân hình khổng lồ, khí tức kinh khủng, kinh sợ đẩy lui những vong hồn dọc đường. Tịch Nhan đạp trên nhánh cây, phóng lên tận trời, cánh hoa nhanh chóng tiêu xạ, toàn bộ đánh vào trên thân ác viên. Ác viên không có ý thức, cũng không có chống cự, mặc cho hồn hoa đâm vào hồn thể. Cánh hoa xen lẫn sau lưng ác viên, hình thành văn ấn luân hồi yêu hoa phức tạp lại khổng lồ. Tịch Nhan bay lên không, đầu ngón tay chấn kích, hung hăng đặt bên trên văn ấn. Văn ấn phát sáng, hồn lực cuồn cuộn, che mất ác viên. Xa xa nhìn lại, một đóa yêu hoa tả ý khổng lồ ầm vang nở rộ, tử quang vô biên, xua tan hắc ám, hồi hộp lấy bát phương vong hồn. Ác viên đau đớn gào thét, phiêu miểu lại xa xăm, tiếng gào thét phảng phất đến từ vạn năm trước, xuyên qua thời không, quanh quẩn dãy núi. Cho ta mượn thể, tái tạo luân hồi, sau trăm năm, trả lại tân sinh cho ngươi. Tịch Nhan nỉ non, linh văn trên trán, linh nguyên trong khí hải, bỗng nhiên quán thông, toàn thân tượng trở nên trong suốt, rõ ràng hiển hiện từng cái rất tinh diệu. Yêu hoa nở rộ nhanh chóng co lại. Thân thể cao lớn của ác viên cũng nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một viên hồn nguyên, bị yêu hoa bao viên, dung nhập thân thể Tịch Nhan. Ma hồn chỉ dẫn. Kế tiếp, bên trái đằng trước, liệt thiên long điệp. Cuồng nhân đạo tràng kịch liệt thay đổi, nhanh chóng oanh động lấy núi cao rừng rậm xung quanh. Số lượng lớn mãnh thú sao động phóng tới nơi này. Các đệ tử thánh địa, các tán tu cường giả đang thám hiểm cũng đều tưởng rằng bảo vật xuất thế, nhao nhao quay đầu, hội tụ đến nơi này. Ngay cả rất nhiều đại yêu đều nhấc lên thanh thế mãnh liệt, xuất hiện ở không trung phương xa, có thể là đạp vào núi cao nhìn ra xa, nhưng những yêu vật này đều có trí tuệ rất mạnh, sau khi xác định đầu nguồn hỗn loạn, bọn chúng đều liên tiếp rút đi, không có xúc động. Xảy ra chuyện gì? Ở ngoài ngàn dặm, bọn người Tiêu Lạc Lê chợt phát hiện tình huống xa xa. Đầu tiên là có rất nhiều mãnh cầm linh điểu lướt qua bầu trời, phóng tới cùng một phương hướng, sau đó trong núi rừng xa xa truyền đến thanh âm ùng ùng, giống như có ngàn vạn mãnh thú đang phóng tới. Đến chỗ cao nhìn, bọn hắn phóng tới núi cao phía trước, ngắm nhìn phương xa. Từ nơi này không nhìn thấy tình huống cuồng nhân đạo tràng, nhưng có thể nhìn thấy rừng rậm hỗn loạn nơi xa. Càng là hướng phía trước nơi, rừng rậm sao động càng mãnh liệt, mãnh thú phóng tới, túc điểu kinh bay. Số lượng lớn mãnh cầm kéo thành đàn lướt qua không trung. Một số dị thú hiếm thấy, cự thú khổng lồ đều liên tiếp xuất hiện, chạy về cùng một phương hướng. Tiêu Lạc Lê cưỡi thương thiên tước bay lên không, bay thẳng vào đám mây, nhìn về phương xa. Nơi này vẫn không nhìn thấy cuồng nhân đạo tràng, lại có thể nhìn thấy mãnh thú trên phạm vi vài trăm dặm đều đang sao động. Thấy cái gì rồi? Tiêu Lạc Sư hô to. Tiêu Lạc Lê cưỡi thương thiên tước trở lại đỉnh núi. Hẳn là lại có bí cảnh bị mở ra, ta thấy có rất nhiều đại yêu đều đang kinh động. Vậy còn chờ lấy làm gì? Đi mau thôi. Lư Kinh Vĩ kích động, Vĩnh Hằng Thánh không hổ là bí cảnh trong truyền thuyết, liên tiếp xuất hiện bí cảnh. Khương Phàm thì sao? Lăng Thất Tung khẽ nhíu mày, hắn còn trông cậy vào tên điên Khương Phàm kia hại chết đám gia hỏa kia đây. Còn lo Khương Phàm cái gì, tìm bảo bối trước lại nói. Đúng vậy, không phải lo Khương Phàm ở đâu. Đại Hoàng Triều Huyền Nguyệt muốn lộng chết một người nào đó, có cái gì khó? Khoảng cách Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại chỉ còn hơn 20 ngày, khó có được lại có trọng bảo xuất thế, có cái gì phải do dự? Những kẻ kêu gào chính là các đệ tử, tán tu mà Tiêu Lạc Lê triệu tập những ngày này, tất cả đều là cửu trọng thiên. Hết thảy 7 người, trong đó một thánh văn. Nếu không, đi qua nhìn trước. Lục Bình Yên rất chờ mong,
cũng có một chút cấp bách. Tiến đến đều đã hơn 2 tháng, mặc dù có phát hiện chút bảo bối, nhưng một mực không có tìm được thứ đặc biệt hài lòng. Tại luyện binh tràng dưới mặt đất thật vất vả mới tìm tới một kiện thái M đồ đằng, kết quả thuộc về Tiêu Lạc Lê. Các ngươi từ từ thương lượng, chúng ta sẽ rời khỏi. Đỉnh núi còn có một đám người đến từ Linh Kiếp Thánh Địa, Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ. Các vị, cáo từ. Sau khi Triệu Thắng chắp tay, hắn mang theo bọn người Thái Long, Nghiêm Sâm rời khỏi. Chờ một chút. Tiêu Lạc Lê gọi bọn họ lại. Triệu Thắng nói. Còn có chuyện gì? Hiểu biết của chúng ta đối với Vô Hồi Thánh Địa không có nhiều như các ngươi tưởng tượng, những gì nên nói đều đã nói rồi. Tiêu Lạc Lê nói. Lại cùng các vị xác định một chút, Khương Phàm và Dạ An Nhiên là đồng môn, Dạ An Nhiên từng cứu hắn ra khỏi Bạch Hổ Quan. Không sai, tuy ban đầu Khương Phàm là con nuôi của tiểu vương cứ điểm Hoàng Triều, nhưng lúc ấy gia tộc bọn họ gặp phải biến cố, suýt chút nữa diệt môn. Nếu như không phải Dạ An Nhiên ra tay, hắn sớm chết ở nơi đó. Cũng chính là Dạ An Nhiên đưa hắn đến La Phù, mới có hắn các cơ duyên sau này. Tịch Nhan và Khương Phàm có tình cảm sao? Ha ha, Dạ An Nhiên đối với Khương Phàm có ân cứu mạng. Khương Phàm đối với Tịch Nhan lại có ân cứu mạng. Lúc ấy Tịch Nhan bị tông môn phế bỏ, là Khương Phàm nhặt nàng đi, lại chữa trị kinh mạch cho nàng, lại còn giúp nàng thăng hoa linh văn. Lúc ấy Tịch Nhan bị Ly Hỏa Thánh Địa mang đi, vậy mà tên điên Khương Phàm kia lại dìm nước Thánh Địa. Sau khi bọn người Triệu Thắng biết được thủ phạm, dìm nước Ly Hỏa, là Khương Phàm, đã hiểu rõ tình huống hắn, cho nên biết xem như đều biết. Tiêu Lạc Sư nói, những người khác thì sao, các ngươi thật không hiểu rõ. Triệu Thắng lắc đầu, người muốn hiểu rõ chính là bọn hắn có liên quan gì đặc biệt đối với Khương Phàm, cái này chúng ta thật không thể trả lời. Các ngươi có biết những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì hay không? Thái Long khẽ nhíu mày. Là Thánh Địa Nam Bộ, bọn hắn cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tây Bộ không hề có quen biết gì, nhưng sau khi Tiêu Lạc Lê gặp được bọn hắn vậy mà lại chủ động ngăn lại, còn nghe ngóng tình huống Khương Phàm. Trong này khẳng định có vấn đề gì đó. Chẳng lẽ cũng bởi vì Khương Phàm ở bên ngoài làm bị thương Thẩm Hoành Đồ, Huyền Nguyệt Hoàng Triều muốn trả thù. Không đến mức hẹp hòi như vậy chứ. Các vị, cảm tạ các ngươi thẳng thắn, mời đi. Tiêu Lạc Sư đưa tay ra hiệu rời khỏi. Ta mặc kệ các ngươi và Khương Phàm có cái gì khúc mắc, nhưng khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì với hắn, hắn so với các ngươi tưởng tượng thì hung ác hơn rất nhiều. Trong đầu của hắn không có bất kỳ khái niệm đẳng cấp gì, nếu như chọc tới hắn, hắn sẽ không quản ngươi là ai. Nên ra tay sẽ ra tay, nên giết, sẽ giết. Thái Long cảnh cáo một câu, sau đó bước nhanh đuổi theo Triệu Thắng. Sư huynh, ngươi không nên nói nhiều như vậy. Triệu Thắng nói. Chỉ là nói chút chuyện không đau không ngứa, có vấn đề gì không? Thái Long cau mày. Huynh nói không có vấn đề, nhưng ta cảm giác Huyền Nguyệt Hoàng Triều có vấn đề. Nghiêm Sâm hừ lạnh. Hoàng Triều có thể có vấn đề gì, bọn hắn còn dám trực tiếp ra tay với Vô Hồi Thánh Địa sao? Bọn hắn là Hoàng Triều, là Hoàng tộc, coi như bọn hắn thật muốn không để ý mặt mũi thu thập Khương Phàm, đó cũng là Khương Phàm đã làm chuyện khiến bọn hắn căm phẫn. Tuy nhiên cái gì? Ha ha, ngươi không có chú ý tới sắc mặt đám người Huyền Nguyệt Hoàng Triều kia sao? Chỉ cần nhắc đến hai chữ Khương Phàm này, sắc mặt của bọn hắn liền vô cùng khó coi. Cũng là bởi vì như thế, chúng ta nói nhiều liền có khả năng gây họa. Gây họa, chúng ta nói mấy câu đã gây họa rồi. Thái Long, ta thật có chút không nhìn rõ ngươi, hình như ngươi đối với tên điên Khương Phàm kia rất có hảo cảm. Thái Long lắc đầu, không có cùng hắn so đo. Lư Kinh Vĩ đưa ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Lạc Lê. Chúng ta tiếp tục tìm bọn người Khương Phàm, hay là đến phía trước nhìn? Những người khác liên tiếp nhìn về phía nơi xa. Dù sao Thánh Sơn chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, rất khó gặp lại được cơ duyên đặc biệt. Tiêu Lạc Lê nói, chúng ta tới trước phía trước nhìn, nếu có cơ duyên, liên thủ hành động, sau khi cướp được theo tình huống mà phân chia. Tốt, tinh thần đám người đại trấn, 15 người liên thủ lại. Hẳn là sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng, nơi đó rất oanh động, cũng có khả năng sẽ hấp Khương Phàm và bọn người Tô Triệt theo. Nếu quả như thật gặp được, trước tiên phải giải quyết bọn hắn, suy nghĩ thêm linh bảo sau. Mặc dù chúng ta ít người, nhưng thực lực Vô Hồi Thánh Địa rất yếu, trừ Khương Phàm là cửu trọng thiên gia, những tên còn lại đều là thất trọng thiên, hình như còn có lục trọng thiên.
mà đại diễn thánh địa cần cố kỵ cũng chỉ có mấy tên như vậy. Ta an bài hành động trước, nếu quả như thật gặp được, cứ dựa theo an bài mà hành động, đừng loạn cả một đoàn. Ta tự mình thu thập Khương Phàm. Hoàng huynh phối hợp Thương Thiên Tước cuốn lấy Tô Triệt, Lục Bình Yên, người thu thập Tô Lăng, Thôi Ngọc Sơn, phóng thích trọng lực trận vực, phối hợp Lư Kinh Vĩ, không tiếc mọi thứ cuốn lấy Thẩm Minh Thu cho ta. Những người khác, tự các ngươi lựa chọn đối thủ. Tiêu Lạc Lê phân phó 7 vị tán tu kia. Các ngươi chú ý ngụy trang, sau đó từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Tại thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, xử tử đám người vô hồi thánh địa kia cho ta, nhất là Tịch Nhan và Dạ An Nhiên. Sau khi giải quyết bọn hắn, lập tức trở về viện binh cho chúng ta. Đám tán tu trao đổi ánh mắt, cười nói. Công chúa Điện Hạ yên tâm, tất cả chúng ta đều là cửu trọng thiên, thu thập mấy tên thất trọng thiên, lại còn là đánh lén, nếu như không thành công, chúng ta còn mặt mũi nào còn sống. Tiêu Lạc Sư cảnh cáo nói. Làm xong, ta có thưởng, nhưng ai làm không xong, ta chỉ tội của các ngươi. Tiêu Lạc Lê phất tay. Xuất phát, đi trước nhìn tình huống, không đụng tới Khương Phàm Tô Triệt, chúng ta tìm bảo bối. Đụng phải, chúng ta giết người trước. Bên ngoài cuồng nhân đạo tràng. Bọn hắn sắp tới. Tô Triệt đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa. Số lượng lớn mãnh thú đang hội tụ tới nơi này, thanh thế càng lúc càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hẳn là rất nhanh liền có thể mang theo tất cả người của thánh địa. Chờ tin tức dần dần truyền ra, đám người hoàng triều kia cũng có thể sẽ tới. Lữ Lương Nhân bọn hắn cao giọng ra lệnh. Dựa theo an bài trước đó của chúng ta, tin tức giải chú tước yêu hồn hoa ra. Các cường giả đại diễn nhanh chóng tản ra, xông vào rừng rậm, giải tin tức, cũng bắt đầu tìm kiếm người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khương Phàm. Tô Triệt nhìn Khương Phàm. Sao? Khương Phàm đang cau mày, lo lắng đến tình huống Tịch Nhan bên trong. Mặc dù Tịch Nhan đã thành công đưa tới náo động lớn, nhưng lực lượng thần bí tại cuồng nhân đạo tràng khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Tịch Nhan có thể gánh vác được không? Tô Triệt nói. Tịch Nhan cô nương có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là đã thích ứng được tình huống bên trong. Không phải là chúng ta có thể hành động rồi sao? Ngươi ở lại nơi này, chờ Tịch Nhan đi ra. Khương Phàm buông hỏa diễm huyễn điểu xuống, sau đó mang theo bọn người Dạ An Nhiên xông vào rừng rậm. Cuồng nhân đạo tràng oanh động càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Tịch Nhan săn giết năm sát hồn cường đại lại quý giá, cũng rốt cuộc cũng đã kiên trì đến nén hương thứ 10. Lần này, u quang bay ra trong tòa núi đá kia vậy mà không có tẩm bổ linh hồn cùng linh nguyên, mà xông vào ý thức, hóa thành bí pháp. Cuồng hồn thánh điển. Không gian ý thức của Tịch Nhan phát ra ánh sáng chói mắt, từ hỗn độn đến thanh minh, phảng phất khai thiên tích địa, dần dần trải rộng ra mênh mông ý thức hải. Một sợi u quang quay quanh, hóa thành bóng người, xếp bằng ở ý thức hải, chắp tay trước ngực, cúi đầu nghiêm túc. Không hề có cảm giác nóng nảy, ngược lại là trang trọng thành kính. Bóng người khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, dưới thân tạo nên tầng tầng gợn sóng, quét sạch ý thức hải rộng lớn. Mỗi tầng gợn sóng đều giống như đang tương thông cùng ý thức Tịch Nhan, cũng mang đến kỹ càng truyền thừa cuồng hồn thánh điển. Là bộ thánh pháp linh hồn. Võ pháp thiên hạ, bề bộn đa dạng, nhưng thánh pháp lại khan hiếm, như phượng mao lân giác. Thánh pháp loại linh hồn càng là cả thế gian hiếm thấy. Cho dù là Tịch Nhan, thậm chí là tỷ tỷ nàng, Tịch Giao, thời điểm tu luyện võ pháp tại Thánh Nữ Tông đều là cấp 4, cấp 5. Ngay cả Túc Lão Thánh Địa, Bạch Nguyệt, tu luyện linh hồn võ pháp đều là võ pháp cấp 6. Tịch Nhan chưa từng nghĩ đến sẽ đạt được thánh pháp linh hồn trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, mà sau khi cẩn thận cảm nhận, nàng càng khiếp sợ thánh điển khủng bố. Đầu tiên hiện ra ở trong ý thức chính là cuồng hồn ngâm, thông qua hồn âm quỷ bí, trong lúc vô hình kích thích mục tiêu ý thức, để nó lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí, thậm chí là hủy diệt bản thân. Ngay sau đó chính là liệp hồn quang, thông qua con mắt hồn quang, ôm lấy linh hồn của mục tiêu, tiến tới điều khiển ý thức. Tịch Nhan càng cảm nhận càng chấn kinh, một ít hồn thuật của cuồng hồn thánh điển đơn giản là đã vượt qua phạm trù hiểu biết. Nhưng, đây mới thật sự là võ pháp. Đây mới là hồn pháp chân chính thánh văn loại linh hồn nên tu luyện. Cùng lúc đó, sau khi nén hương thứ 10 được đốt sạch, số lượng vong hồn ở trăm dặm đạo tràng đã tăng đến 100.000. Thiên hồn địa ám, âm phong gào thét. Dãy núi rừng rậm, hồn ảnh trùng điệp, vừa hỗn loạn vừa kinh khủng.
phảng phất u minh địa ngục mở rộng cửa ở chỗ này. Vạn quỷ xuất hành, đảo loạn M dương thiên địa. T, nơi này là thế nào? Những vong hồn này xuất hiện từ đâu, vĩnh hằng thánh sơn liên thông cùng địa ngục sao? Vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ, tựa như có thể nghịch loạn luân hồi, để vong linh chết đi vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ ở chỗ này. Trước đó thật tốt, vì sao đột nhiên cứ như vậy? Hẳn là có người phát hiện bí cảnh nào đó, lại buông ra cấm chế nào đó. Tất cả các đệ tử thánh địa liên tiếp chạy tới nơi này, lại đều dừng ở chỗ cao nhìn ra xa, sợ hãi không dám đi tiếp về phía trước. Số lượng lớn mãnh thú tràn qua dãy núi, đất rung núi chuyển, cây rừng đứt gãy, bụi đất tung bay, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cũng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào, tăng lên tràng diện hỗn loạn bên trong. Mặc dù thiên hôn địa ám, nồng vụ sôi trào, không nhìn thấy cụ thể tình huống bên trong, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bên trong táo bạo cùng điên cuồng, giống như đám yêu thú đang không muốn mạng mà chém giết. Bọn chúng đang tranh đoạt bảo bối gì sao? Chúng ta có nên đi đến hay không? Tất cả các thiên tài thánh địa khẩn trương lại chờ mong. Bọn hắn đi đến Thánh Sơn chính là tìm kiếm cơ duyên, càng là nơi oanh động, càng có khả năng ẩn giấu đại cơ duyên. Đi, lão tử đã đến đây thì chính là liều mạng. Trong rừng rậm phía đông, một đệ tử thánh địa nam bộ cắn răng xông đến. Đều giữ vững tinh thần, vào xem tình huống, có sức lực bất thường tranh thủ thời gian rút lui. Những đồng bạn khác liên tiếp theo vào. Trong rừng rậm phía nam, đệ tử Thánh Sơn đang lúc nơi đó chần chờ có nên đi đến hay không, một người cả người đầy máu từ phía trước lao ra, chật vật nhào vào trên mặt đất. Lữ Lương Nhân, ngươi làm sao? Các đệ tử thánh địa quá sợ hãi, ai đánh ra hỏa này thành như thế này rồi? Vĩnh Hằng Chi Linh. Cái gì? Vĩnh Hằng Chi Linh xuất hiện, thời điểm chúng ta đuổi tới, xông đến một hầm đá, sau đó liền. Liền, như thế này. Lữ Lương Nhân tóc tai bù xù, kịch liệt thở dốc, quay đầu quan sát hồn khí ngập trời khủng bố sơn lâm, cố ý thể hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Vĩnh Hằng Chi Linh. Đám người kinh hô. Các ngươi muốn đi đến sao? Ngàn vạn lần phải coi chừng, trong này có oán niệm rất mạnh, rất dễ bị lạc, trở nên điên cuồng táo bạo, nghiêm trọng sẽ là bạo thể mà chết. Tô Triệt đều ở bên trong điên rồi. Ngươi muốn đi đâu? Tìm Thẩm Minh Thu, để hắn cứu người. Lữ Lương Nhân chật vật chạy trốn. Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn hắn trao đổi ánh mắt vui mừng, tiến đến đã hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng đụng phải tin tức về Vĩnh Hằng Chi Linh. Tô Triệt đều điên rồi. Có đệ tử nhìn qua phương hướng Lữ Lương Nhân rời khỏi, có một số khó có thể tin, đây chính là thánh chủ mà đại diễn thánh địa Khâm Định hạ nhiệm sao. Oán niệm bên trong có thể khiến người ta nổi điên, Lữ Lương Nhân nói cho chúng ta biết những này, còn tính là nghĩa khí. Có đệ tử kích động nhìn qua rừng rậm hỗn loạn phía trước. Chúng ta đi đến không? Đệ tử bên cạnh kích động. Đi, đương nhiên phải đi, ta còn không biết Vĩnh Hằng Chi Linh là dạng gì đâu. Một đệ tử hít sâu một hơi, tiến vào bên trong hồn vụ hỗn loạn. Đuổi theo, nhanh nhanh nhanh, giữ vững tinh thần, nếu có một cảm giác không đúng sức lực liền lập tức rút về tới. Các đệ tử khác cũng không do dự nữa, có bảo bối, có Vĩnh Hằng Chi Linh. Vậy còn thất thần làm gì? Cùng lúc đó, các đệ tử đại diễn thánh địa khác đều từ các phương vị khác nhau xuất hiện, giả dáng vẻ chật vật trốn ra tới, để lộ tin tức Vĩnh Hằng Chi Linh, cũng nhắc nhở bọn hắn phải chú ý oán niệm. Mục tiêu của bọn hắn là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, không thể để cho những đệ tử thánh địa này hy sinh vô ích. Bất luận là đệ tử thánh địa hay là đám tán tu, đều kích động. Có một số ở lại tại chỗ, đa số đều đã vọt vào. Đi đến không? Bọn người Triệu Thắng chạy tới nơi này, cũng bị tràng diện khủng bố trước mặt kinh đến. Mây mù cuồn cuộn khắp bầu trời, như con sông mênh mông. Bóng tối bao trùm dãy núi rừng già, âm khí âm u. Vong linh trong rừng rậm gào thét kinh khủng, điên cuồng chém giết. Vô số mãnh cầm ác thú bạo tẩu gào thét ở bên trong. Hỗn loạn lại táo bạo, âm trầm vừa kinh khủng, phạm vi đạt tới mấy chục hơn trăm dặm. Đi không? Nghiêm Sâm đều có một chút do dự. Đều đã đi tới nơi này, đương nhiên phải vào. Thời điểm nên dũng mãnh Thái Long tuyệt đối không mập mờ, hắn là kẻ đầu tiên vọt vào. Đuổi theo, đừng tách rời, mặc kệ gặp được cái gì, phải liên thủ ứng phó. Triệu Thắng hô to, mang theo các đệ tử khác xông vào cuồng nhân đạo tràng.
Sau đó không lâu, Thương Thiên Tước cuốn lên lôi chiều đầy trời, từ phương xa bay tới nơi này, dừng ở trên một ngọn núi cao. Ở đâu nhiều tử linh như vậy? Tiêu Lạc Sư âm thầm hít một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi chú ý ngọn núi kia. Ánh mắt Tiêu Lạc Lê nhìn sáng tỏ thiên địa mở tối, chỉ vào ngọn núi đá bên ngoài mấy chục dặm kia. Núi đá tương tự như người khổng lồ, cúi đầu ngồi xếp bằng, trang trọng nghiêm túc. Nhưng, giờ phút này từ trong ra ngoài nơi đó đều tỏa ra u quang quỷ dị, để bộ dáng trang trọng còn mang theo âm khí bức người. Lục Bình Yên kiêng kỵ. Dưới ngọn núi kia chôn giấu bảo bối, hay là đang trấn áp một phong ấn nào đó. Một vị tán tu Huyền Nguyệt Hoàng Triều chú ý tới bọn hắn, vội vàng xông lên đỉnh núi. Công chúa Điện Hạ, phía trước có Vĩnh Hằng Chi Linh. Vĩnh Hằng Chi Linh. Sắc mặt đám người Tiêu Lạc Lê đột nhiên biến đổi, đồng loạt trông qua. Người kia tranh công hô to. Người của đại diễn thánh địa truy đuổi Vĩnh Hằng Chi Linh, kết quả đã động cấm chế gì đó, đánh thức phong linh ngủ say. Người của đại diễn thánh địa đâu? Chết rất nhiều, ngay cả Tô Triệt cũng đều điên rồi. Người xác định. Ngàn lần chính xác. Người kia vừa mới hô xong, Tiêu Lạc Lê đã cùng 7 vị tán tu trước tiên liền xông ra ngoài. Linh bảo không quan trọng, nhưng Vĩnh Hằng Chi Linh, linh bảo quý giá nhất bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh. Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Không đợi Tiêu Lạc Sư hô xong, bọn hắn đều đã xông vào rừng rậm. Vô cùng dứt khoát. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Vĩnh Hằng Chi Linh. Đáy mắt Lăng Thất Tung bùng lên tinh mang, hắn nhảy xuống đỉnh núi, xông về rừng rậm. Tiêu Lạc Sư hô to. Lăng Thất Tung, ai bảo ngươi tự tiện hành động, trở lại cho ta. Đại diễn thánh địa đều đã phế đi, còn ở lại chỗ này làm gì? Các ngươi từ từ thương lượng đi, ta không lãng phí thời gian. Lăng Thất Tung biến mất trong sương mù. Tuy nhiên, sau khi xông vào mê vụ không lâu, hắn liền ngừng lại, khóe miệng hiện lên đường cong tàn nhẫn, nhìn hai bên một chút, dọc theo biên giới hỗn loạn chạy đi. Tâm tư hắn kín đáo, thời điểm hắn nghe, Tô Triệt điên rồi, cũng cảm giác có vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này nhất định là đại diễn thánh địa cùng vô hồi thánh địa liên hợp hành động, mục tiêu chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Hắn không nguyện ý ở lại chôn cùng. Về phần đám, đồng bạn, Huyền Nguyệt kia, hắn hận không thể giết sạch. Trước đó đạp chết Thẩm Hoành Đồ, chính là vì kích thích Huyền Nguyệt Hoàng Triều tìm Khương Phàm báo thù, gây nên Khương Phàm phản kích. Lấy thực lực cùng tính cách Khương Phàm, nhất định có thể giày vò chết một nhóm. Thiên tài đại tân sinh Hoàng Triều chết càng nhiều, địa vị của hắn tại Hoàng Triều liền càng cao, cạnh tranh tương lai sẽ càng ít. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Phàm quá ra sức, vậy mà lại náo loạn trận thuốc độc, triệt để chọc giận bọn người Tiêu Lạc Lê, náo đến không chết không nghỉ. Lần này, Khương Phàm tốt nhất là toàn hố chết bọn thiên tài Hoàng Triều này. Đại diễn thánh địa truy đuổi Vĩnh Hằng Chi Linh, động phải cấm chế thần bí Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Mặc dù nghe rất bình thường, cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, chính là có cảnh giác. Tiêu Lạc Sư nói, người hoài nghi bọn người Tô Triệt và Khương Phàm đang dở trò. Nhưng bọn hắn sao có thể náo ra thanh thế lớn như vậy? Rời khỏi nơi này. Đáy mắt Tiêu Lạc Lê lấp lóe tinh mang. Cái gì? Lục Bình Yên đều nhíu mày nhìn rừng rậm bạo loạn phía trước, trong lòng có loại xúc động mãnh liệt, muốn đi đến tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê dung nhan xinh đẹp, khí chất tôn quý, giờ phút này lại vô cùng nghiêm khắc. Nghe kỹ cho ta, đều theo ta đến bầu trời đề phòng. Nếu như là bẫy, chúng ta lập tức tránh khỏi. Nếu như là cơ duyên, ai mang theo Vĩnh Hằng Chi Linh đi ra, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, cầm xuống. Thế nhưng, Lục Bình Yên còn đang nhìn qua rừng rậm. Ta lấy thân phận công chúa Hoàng Triều, mệnh lệnh các ngươi, đều lên Thương Thiên Tước cho ta. Tiêu Lạc Lê không cho bọn hắn thời gian do dự cùng phản bác, ra lệnh Thương Thiên Tước bay lên không. Bọn người Lục Bình Yên nhìn xuống xúc động, liên tiếp bay lên không, rơi xuống trên lưng Thương Thiên Tước. Thương Thiên Tước vỗ cánh gáy to, lôi chiều sôi trào phóng lên tận trời. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, mây mù giữa không trung đột nhiên đại thịnh ánh sáng, một con mãnh cầm đột nhiên xuất hiện. Là Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng phá tan mây mù, nhanh chóng lao xuống, bằng chảo sắc bén lóa mắt, ý lạnh bức người, kéo gió lao tới. Thương Thiên Tước lập tức cảnh giác,
thân hình khổng lồ sôi trào lên mênh mông lôi chiều, giống như là thác nước chói mắt, nghịch trùng thiên khung. Thanh thế to lớn, lôi uy cuồng bạo. Kim sĩ đại bằng càng tăng khí thế lên, thương thiên tước ở phía dưới sôi trào mìn chiều, trước một khắc nó liền phóng thích chiều dâng màu vàng, hóa thành mũi tên phong bạo, nổ bắn ra tràn ngập đất trời. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên sôi trào, lôi chiều kim quang bạo động, quét sạch hơn ngàn mét. Khí lãng mãnh liệt, năng lượng bạo động, trên dưới cuồn cuộn, trùng kích kim bằng, càng đụng chạm lấy thương thiên tước. Tô Triệt, quả nhiên là các ngươi đã thiết lập ván cục. Tiêu Lạc Lê cao giọng ra lệnh. Đừng hốt hoảng, chú ý xung quanh, đánh cho ta. Đám người Lục Bình Yên hoàn hồn, kích hoạt linh văn, phóng thích võ pháp. Nhưng, không chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, kim sĩ đại bằng đã nhanh chóng lao xuống lại đột nhiên xoay chuyển, rút lui về nơi xa. Một bóng người bị nó bỏ rơi đi. Thân ảnh lấp lóe kỳ quang, xuyên qua còn lôi chiều cùng kim quang bạo động, bằng tốc độ kinh người vọt tới thương thiên tước. Không phải Tô Triệt, mà là Thẩm Minh Thu. Các vị, đã lâu không gặp. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, xuất hiện trong chốc lát, lao thẳng đến trước mặt bọn người Tiêu Lạc Lê. Ai muốn chết, hô một tiếng. Đám người đột nhiên biến sắc, kêu lên đầy sợ hãi lại lập tức né tránh, hoặc là cực lực ngưng tụ phòng ngự. Tại thời khắc bối rối này, mặc kệ là ai, chỉ cần bị tiếp cận, đều có thể mất nửa cái mạng. Nhưng, Thẩm Minh Thu chỉ nhanh chóng xen kẽ ở xung quanh bọn họ, sau khi hấp dẫn lực chú ý, hắn lại không cùng tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, từ phần đuôi thương thiên tước lao ra. Trước trước sau sau chỉ mấy giây mà thôi. Tiêu Lạc Lê, Lục Bình Yên đang trong sự khẩn trương cực độ, ánh mắt cũng theo Thẩm Minh Thu quăng về nơi xa. Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, may mắn lại nghĩ mà sợ. Sau đó, không đúng. Tiêu Lạc Lê hãi nhiên ngẩng đầu. Liền ngay trong chớp mắt này, Khương Phàm đã rơi xuống bên trên thương thiên tước. Các ngươi tìm ta sao? Khương Phàm cực lực kiềm chế thánh viêm trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Kim quang cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo, giống như núi lửa đột nhiên phun trào, cuồng dã nổ tung trên lưng thương thiên tước. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh chóng. Bọn hắn còn không có mang tới, kích thích, như Thẩm Minh Thu, đối diện tiếp nhận thánh viêm bạo kích. Ầm ầm. Cửu trọng đỉnh phong phóng thích toàn lực, uy thế thẳng bức linh hồn cảnh. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều kêu thảm bay ra ngoài. Da thịt toàn thân bọn hắn bong chóc, toàn thân treo đầy thánh viêm. Mấy vị cửu trọng thiên còn có thể chống đỡ, toàn bộ bát trọng thiên lại bị thương nặng. Ầm ầm. Thương thiên tước tức giận gáy to, toàn thân sôi trào lên lôi chiều cuồng bạo, bao phủ Khương Phàm ở trên lưng. Như lôi xà cuồng vũ, lại như lôi đao phách chảm, thanh thế to lớn, uy thế cuồng dã. Khương Phàm ngạnh kháng lôi chiều oanh kích, hài cốt toàn thân vặn vẹo, huyết nhục lay động, cùng với yêu khí mãnh liệt, cường thế hóa thân thành chu tước yêu thể dài 5 mét. Thương thiên tước đang muốn tiếp tục bạo kích, lại đột nhiên cảm nhận được kinh hoàng khó nói nên lời. Giống như không phải có một con người, mà là cự thú hoang cổ kinh khủng. Nặng nề, sợ hãi không cách nào nói rõ. Trong nháy mắt, máu tươi toàn thân nó đều giống như đã ngừng chảy. Thương thiên tước, tổ tông ngươi đến rồi. Khương Phàm bay về phía trước, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp tới cái cổ thương thiên tước đang muốn quay tới. Phốc phốc, móng vuốt bén nhọn đâm xuyên lôi quang, lông vũ, thẳng đến da thịt. Thương thiên tước ngưng tụ con mắt, trong đồng tử lắc lư phản chiếu ra rõ ràng bóng dáng Khương Phàm. Chu tước thủy tổ. Thương thiên tước cảm thấy mình hoảng hốt. Áp chế đến từ huyết mạch càng làm cho toàn thân nó cứng ngắc. Giờ khắc này, nó đã hoàn toàn quên đi phản kháng cùng né tránh. Móng vuốt Khương Phàm hung hăng đâm vào da thịt nó, lấy thân thể 5 mét kéo lấy thương thiên tước khổng lồ hơn 50 mét, bay thẳng lên trời, vọt tới mây mù. Thương thiên tước, giết hắn. Bọn người Tiêu Lạc Sư liên tiếp rơi xuống đỉnh núi, lại đang gào thét với không trung. Con thương thiên tước này là hài tử của thánh thú Hoàng Triều, nó có được lực lượng huyết mạch cường đại, lực lượng lôi điện viễn siêu gấp mấy lần lôi điện bình thường. Vậy mà Khương Phàm không biết sống chết muốn kéo nó đi. Chờ bị lôi triều hủy diệt đi. Thế nhưng, Khương Phàm nhanh chóng lao vùn vụt, kéo lấy thương thiên tước xông ra ba tầng mây mù, thẳng tới vạn mét chân trời. Thực lực thương thiên tước cường đại, lại quên đi phản kháng. Giờ đây linh lực toàn thân nó đều chảy xuôi cảm giác khó chịu.
Ngàn năm trước, ta từng tuyên cáo tại chiến trường bách tộc, nếu có thể trùng sinh, nhất định sẽ diệt toàn tộc Thương Thiên Tước ngươi. Súc sinh bội bạc, chết đi. Khương Phàm phát ra tiếng gáy to bén nhọn, hung uy đầy trời, lệ khí phun trào, thánh viêm cuồn cuộn sôi trào tại toàn thân, huyết mạch chu tước cường thế thức tỉnh. Bác thiên thuật trùng kích nơi móng vuốt, lực lượng hủy diệt ầm vang dẫn bạo. Thương Thiên Tước kinh hoàng thét lên, lại lập tức im bặt mà dừng, đầu trực tiếp vỡ nát, máu tươi phun ra, thi thể không đầu rơi xuống. Khương Phàm lao xuống, kéo lấy thi thể đuổi giết đến chiến trường. Nhìn kỹ đi, đây là cái đầu tiên. Không, Tiêu Lạc Sư khó có thể tin nổi. Hắn đang chờ Thương Thiên Tước huyết chiến với Khương Phàm, làm sao lại nhìn thấy một bức tràng cảnh như thế này. Ngươi còn rãnh rỗi quá nhỉ, nhưng ngươi phải chết. Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đao nhọn sắc bén đâm thẳng đến phần gáy Tiêu Lạc Sư. Nhưng, khi lưỡi đao sắp tới gần, trong chốc lát, Thẩm Minh Thu ngừng ánh mắt lại, quả quyết rút lui. Bởi vì phần gáy Tiêu Lạc Sư lóe ra tia sáng kỳ diệu, có thể là một loại vũ khí phòng ngự nào đó. Ngươi muốn chết. Tiêu Lạc Sư giật mình khi thấy Thẩm Minh Thu xuất hiện trong chốc lát, không để ý đến uy hiếp, mà bằng vào tốc độ nhanh nhất phóng thích lôi chiều liệt diễm. Lôi điện táo bạo, liệt diễm tuôn ra, giống như mãnh thú xuất lồng, quét sạch bốn phương tám hướng, lao nhanh vài trăm mét. Phần gáy của hắn, nơi ngực của hắn xác thực đã vụng trộm dán chặt phù văn phòng ngự, chính là để phòng Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu nhanh chóng rút lui, nếu như lại có nửa điểm chần chờ, rất có thể sẽ bị trọng thương. Giết! Lữ Lương Nhân, Tô Lăng, bọn người Tiêu Phượng Ngô liên tiếp xuất hiện, điên cuồng lao đến đỉnh núi, vây bắt cường giả Hoàng Thất. Trước tiên phải bắt Dạ An Nhiên, Tịch Nhan. Tiêu Lạc Lê vừa muốn nhắc nhở bọn hắn, trước tiên phải bắt trọng điểm để uy hiếp Khương Phàm, kết quả một màn ở xa xa để sắc mặt nàng đại biến. Dạ An Nhiên cưỡi một con rực xà phóng tới không trung, đầu ngón tay bay tán loạn, ngưng tụ năm đạo phù văn. Phù văn bay giữa khoảng không, nhanh chóng phóng đại, nhấc lên ánh sáng, giống như năm vòng xoáy phong bạo, cướp đoạt năm hệ năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ giữa đất trời. Ngũ hành bất tán, quyền đạo bất diệt. Giết! Dạ An Nhiên đẩy đầu ngón tay về phía trước, năm vòng xoáy hừng hực ánh sáng, dâng trào ra năm hệ năng lượng, thanh thế to lớn, tựa như thiên long. Bọn chúng ở trên không xen lẫn vào nhau, hóa thành trọng quyền, trực tiếp đánh về phía trước mặt địch Ngọc Sơn. Năm hệ năng lượng giao hòa, không chỉ là năng lượng được gia tăng, mà là tràn ngập diễn biến ảo diệu, như thai nghén tiểu thế giới, hình ảnh Sơn Hà vần quanh, uy thế tuyệt luân. Địch Ngọc Sơn lập tức nhấc lên thổ triều, ngưng tụ tường thành phòng ngự. Nhưng, trọng quyền bạo kích, uy lực mạnh mẽ, tùy tiện đánh nổ tung tường thành. Chấn động khủng bố. Khí lãng mãnh liệt, quét sạch vài trăm mét. Uy lực ngũ hành diễn biến, cơ hồ muốn siêu việt cảnh giới gông cùng xiềng xích, thẳng bước tới linh hồn cảnh. Địch Ngọc Sơn chật vật quay cuồng mấy chục mét sau đó lập tức cưỡng ép ổn định, hắn vươn người đứng dậy, lên tiếng gào thét, linh văn trên trán điên cuồng điều động thổ nguyên lực xung quanh, hình thành tầng tường đất, toàn lực chặn đánh. Nhưng, năng lượng thiên địa liên miên bất tuyệt hội tụ đến phù văn giữa không trung, liên tiếp ngưng tụ ra trọng quyền. Một quyền, hai quyền, tám quyền, chín quyền, 15 quyền. Chờ một chút, chậm đã, không xong, tiện nhân, chờ ta đứng lên, a, à, đủ đủ, hỗn đản, ngươi, phụ mẫu nó. Dưới sự khống chế cường thế của Dạ An Nhiên, trọng quyền tiếp tục bạo kích, giống như vô số tinh cầu giáng lâm, không ngừng đánh vỡ nát phòng ngự của địch Ngọc Sơn, đánh hắn lộn nhào, từ đỉnh núi lui đến rừng rậm, từ rừng rậm va chạm núi cao nơi xa. Đây không phải chiến đấu, đây quả thực là lăng nhục. A, à, khinh người quá đáng. Địch Ngọc Sơn xốc lên núi cao sụp đổ, điên cuồng hấp thu thổ nguyên lực, ngừng tụ áo giáp thạch tinh khắp toàn thân. Kết quả, thứ 16 quyền giáng lâm, so với trước đó càng mạnh hơn, càng ác hơn. Một tiếng bạo hưởng, địch Ngọc Sơn kêu thảm tung bay ra ngoài, giống như là một quả cầu đá, phá tan phế tích, đụng ngã rừng cây, va vào ngoài ngàn mét cuồng nhân đạo tràng. Nàng có thể khống chế lực lượng ngũ hành. Khốn kiếp, ai nói nàng là lục trọng thiên? Bọn người Lư Kinh Vĩ bỗng nhiên biến sắc. Rõ ràng Triệu Thắng nói nàng là thiên thư thánh văn gì đó, đây là thiên thư sao? Đây là ngũ hành, uy lực ngũ hành chân chính. Mà cảnh giới căn bản không phải lục trọng thiên hay thất trọng thiên, mà là cửu trọng thiên. Nam Bộ không có kẻ tốt, đều là bọn lừa đảo. Tiện nhân đáng chết,
ta không chết, các ngươi đều không cần quan tâm đến ta. Địch Ngọc Sơn đứng trong rừng rậm hô to, nhắc nhở đồng bạn phía ngoài. Uất ức, mất mặt. Hắn là Địch Ngọc Sơn, là Thánh Linh Văn, là thiên tài, là kiêu ngạo của tông môn. Cho tới bây giờ đều là hắn chà đạp người khác, lúc nào lại bị người khác hành hạ qua như thế. Tiện nhân, chúng ta lại đấu lần nữa. Địch Ngọc Sơn ăn chút đan dược, chịu ra côn sắt nặng nề, tránh né vong linh mãnh thú hỗn loạn xung quanh, la to xông ra ngoài. Nhưng, một linh hồn cường đại đột nhiên để hắn cảnh giác. Địch Ngọc Sơn cảm thấy ớn lạnh, hắn bỗng nhiên quay người. Trong bóng đêm rừng rậm, từng cánh hoa màu tím tung bay, nhanh chóng phóng tới nơi này. Ai? Địch Ngọc Sơn cảnh giác, khống chế tinh thể khải giáp bảo vệ toàn thân, dùng sức nắm chặt côn sắt. Đồng thời phóng xuất ra trọng lực trận vực, quét sạch 200-300 mét xung quanh. Răng rắc, đá vụn sụp đổ, mặt đất sụp đổ, mặt đất xung quanh nhanh chóng chìm xuống. Địch Ngọc Sơn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đừng giả thần giả quỷ, đi ra đi. Cánh hoa nhẹ nhàng, phiêu nhiên mà tới dừng lại, ở ngoài trọng lực trận vực. Nhìn thần bí lại mỹ lệ, nhẹ nhàng như cánh bướm, trong lúc bất chợt nở rộ lên tia sáng cường thịnh, hóa thành yêu hoa nở rộ cực đại. Sâu trong yêu hoa, cánh hoa tung bay, một con ác viên dữ tợn kinh khủng nửa quỳ. Hồn khí phiêu đáng, vặn vẹo lên thân hình, một khí thức tàn bạo im ắng phiêu đáng để cho người ta ớn lạnh. Đây là võ pháp gì? Địch Ngọc Sơn khẩn trương đề phòng. Giống. Ác viên đột nhiên gào thét, vươn người đứng dậy, thẳng tới 10 mét, nó cất bước phóng tới, lao đến Địch Ngọc Sơn. Ở đâu ra yêu quái, đi chết đi. Địch Ngọc Sơn bừng tỉnh. Trọng lực trận vực nhanh chóng tăng vọt đến 80 lần. Côn sắt hoành kích, phóng thích lên minh mông thổ triều, đánh tới ác viên. Nhưng, ác viên không để thổ triều oanh kích vào mắt, nó vẫn lao tới Địch Ngọc Sơn. Địch Ngọc Sơn theo bản năng muốn kích thích tinh thạch áo giáp ngạnh kháng, kết quả ác viên vậy mà vô thanh vô tức xuyên qua từ trên người hắn. Sau đó, Địch Ngọc Sơn duy trì tư thế phòng ngự, gương mặt dữ tợn, chỉ là con mắt bỗng nhiên ảm đạm. Phía sau hắn mấy chục mét, ác viên bỗng nhiên dừng lại, hai tay vây quanh, ôm lấy một bóng người. Đó là linh hồn của Địch Ngọc Sơn. Linh hồn Địch Ngọc Sơn hét lên thê lương, đau đớn dẫy giụa. Sau khi liếc về nơi xa nhìn thân thể đứng im bất động kia, hắn đã trở nên sợ hãi tuyệt vọng. Đó là ta sao? Không không không, ta còn không muốn chết. Ta là Thánh Linh Văn, ta là hy vọng của tông môn. Nhưng, trên thân ác viên là lít nha lít nhít cánh hoa màu tím bao trùm ở nó, dung nhập trong thân thể ác viên. Tiếng kêu thảm thiết đã im bặt. Một thánh văn thiên tài cường đại, cứ thế mà chết đi. Trong rừng rậm, một thân ảnh mỹ lệ cao gầy đi tới, mũi chân rơi xuống đất, tử quang nở rộ, chiếu lấy đùi ngọc tinh tế trắng nón, cũng chiếu lấy dáng người trội hơn. Nàng đẹp giống như là tinh linh trong rừng, khí chất lại giống như sứ giả của em Mờ Gian. Tịch Nhan đưa tay, ác viên xa xa nhanh chóng tiêu tán, hóa thành cánh hoa cuốn tới, rơi xuống trên làn da của nàng, hòa tan vào thân thể. Trận chém giết phía ngoài đã bộc phát toàn diện. Không có những tán tu kia trợ giúp, hoàng triều hoàn toàn lâm vào bị động. Sau khi thiên tài bát trọng thiên liên tiếp chết thảm, bọn người Lục Bình Yên đã luống cuống. Lần này không chỉ là chênh lệch nhân số, càng quan trọng hơn là thực lực tổng hợp của đại diễn thánh địa. Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tăng gấp bội, mà vô hồi thánh địa cũng giống như thế. Đây là đạt được cơ duyên bao lớn, vậy mà lại có thể trưởng thành tập thể thế này. Đều chịu đựng, Khương Phàm, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đưa tang, nó xứng đáng với ngươi. Tiêu Lạc Lê lớn tiếng gào thét, chân đạp lôi hỏa, phóng lên 100 mét, kiêu ngạo tế ra Thái M Đồ Đằng. Thái M Đồ Đằng xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ thiên địa chợt hạ xuống 10 độ. Thiên địa mờ tối vẩy xuống ánh sáng màu bạc như muốn phủ kín toàn bộ trời cao. Ngay sau đó, uy lực thái âm cuồn cuộn, uy thế kinh khủng tràn ngập đất trời, để dãy núi hồi hộp, vạn linh sợ hãi. Xa xa, cuồng nhân đạo tràng đều yên lặng đi mấy phần. Một số đệ tử thánh địa đều gấp rút vọt ra. Tóc dài trên đầu Tiêu Lạc Lê phất phới, hai tay chỉ lên trời, giống như tiên tử giữ trăng, tư thế quái dị, lại cho người ta một loại cảm giác trang trọng nghiêm túc. Oanh! Thái M Đồ Đằng trùng thiên, giống như một mặt trăng chân chính xuất hiện, phóng thích ra áp bách làm cho người khác hít thở không thông.
Hình dạng của nó nhìn tựa như một pháp trận phức tạp, ở giữa lại là thỏ ngọc. Thái M. Ngọc Thỏ. Thần thú thượng cổ, cường giả chí tôn sau khi chết hóa thành ngân nguyệt, nổi danh cùng Tam Túc Kim Ô. Bọn người Tô Triệt liên tiếp kinh động, quên cả chém giết, hãi nhiên nhìn lên, trăng tròn, trên bầu trời. Ngân huy, rọi khắp nơi dãy núi. Vốn là hình ảnh mát mẻ mỹ diệu, lại bởi vì hồn khí cùng vong hồn giữ tợn đầy trời xa xa, mà lộ ra âm trầm khủng bố. Tất cả mọi người đều có chủng ảo giác, như đang đặt mình vào địa ngục u minh, toàn thân rét run, ý thức hoảng hốt. Đây là Thái M. Đồ Đằng. Khương Phàm, hủy diệt đi. Tiêu Lạc Lê cao giọng kêu to, ý thức cùng Đồ Đằng cộng minh. Nhưng, Thái M. Đồ Đằng, công chúa điện hạ, đừng cảm thấy phiền toái, ta chỗ này vừa vặn có Thái Dương Đồ Đằng. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp tế ra Thái Dương Đồ Đằng, cường thế giằng co. Thứ này một mực không bị hỏa diễm huyễn điểu dung hợp, cất giữ ở chỗ hắn, vừa vặn dùng để đối kháng. Đương nhiên, hắn không có dung hợp, không cách nào phát huy ra uy thế chân chính của Thái Dương Đồ Đằng. Nhưng vẫn có thể lấy ra hù dọa người. Thái Dương Đồ Đằng ở chỗ của ngươi. Tiêu Lạc Lê vừa mừng vừa sợ, thứ này quả nhiên là nguyên bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc đó suy đoán luyện binh chàng dưới mặt đất còn có Thái Dương Đồ Đằng, nhưng thời điểm tìm tới di tích đã bị người đào đi. Lúc ấy nàng còn thề, nhất định phải tìm được. Gom góp Thái M. Thái Dương Đồ Đằng, tái hiện uy lực Nhật Nguyệt, sinh ra uy lực M. Dương. Không nghĩ tới, vậy mà nó lại ở trong tay Khương Phàm. Ngươi đưa Thái M. Đồ Đằng cho ta, ta tha mạng của ngươi. Khương Phàm phóng thích thánh viêm, trùng kích Thái Dương Đồ Đằng. Đồ Đằng oanh minh, kim ô gáy to, giống như đang tỉnh lại tuyệt thế pháp trận, Thái Dương Đồ Đằng lắc lư kịch liệt, ánh sáng bộc phát, xua tan hắc ám đầy trời, chiếu thấu mây mù giữa không trung. Giữa thiên địa xuất hiện một màn kinh người, mặt trăng cùng mặt trời tôn nhau lên, hắc ám cùng ánh sáng đối lập. M. Dương không phân, ngày đêm cùng tồn tại. Một đệ tử thánh địa nho nhỏ cũng xứng tha mệnh cho ta. Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian thu hồi Thái M. Đồ Đằng, mặc dù Thái M. Đồ Đằng rất mạnh, nhưng so với Thái Dương Đồ Đằng cũng không cách biệt bao nhiêu, cứng như vậy liều không có một số ý nghĩa nào, sẽ chỉ lâm vào giằng co. Mà Hoàng Huynh Lục Bình Yên và mọi người còn đang bị vây bắt, không kiên trì được bao lâu. Cho nên, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Còn thấy không rõ tình huống sao? Các ngươi đã thua. Khương Phàm thấy tốt thì lấy, mau chóng đem Thái Dương Đồ Đằng rút về thanh đồng tiểu tháp. Nhưng, trong thế giới của ta không có thất bại, chỉ bằng các ngươi, cũng khốn không chết chúng ta. Khương Phàm, hôm nay ta để cho ngươi hiểu một đạo lý, có một số người, ngươi không thể trêu vào. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, thánh địa chính là thánh địa, hoàng tộc là núi cao mà thánh địa chỉ có thể ngưỡng vọng, vĩnh viễn không vượt qua nổi. Tiêu Lạc Lê phong thái như ngọc, váy dài bay lên, nàng ngưng tụ hai cánh lôi hỏa, kích xạ vài trăm mét thiên khung. Lôi chiều bạo động, liệt diễm vần quanh. Tiêu Lạc Lê khí thế đại thịnh, chu tước pháp chỉ tỉnh lại bên trong ngọc thạch trên cổ áo. Giờ khắc này, sâu trong hoàng cung Huyền Nguyệt Hoàng Triều, một tòa miếu thờ cổ lão đột nhiên oanh động kịch liệt, chấn động hơn 10 dặm, lung lay cả dãy cung điện rộng rãi. Tòa cung điện này là tổ địa Huyền Nguyệt Hoàng Thất. Mảnh khu vực này là cấm khu hoàng cung. Nơi này thờ phụng một thần vật chân chính. Một khối xương chân cốt của Chu Tước đến từ Đăng Thiên Kiều ở chiến trường Bách Tộc. Khi pháp chỉ Vĩnh Hằng Thánh Địa bị tỉnh lại, chân cốt Chu Tước tại tổ địa Hoàng Triều sôi trào lên liệt diễm kinh khủng, phảng phất vạn cổ hỏa sơn phun trào, liệt diễm cuồn cuộn khắp cả thiên khung. Tầng mây trên trời bị chôn vùi, thiên khung vô tận nhuộm thành màu đỏ. Một tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng đất trời, như muốn xuyên kim liệt thạch, lại như khai thiên tích địa, kinh hãi khắp hoàng cung, quét sạch 3.000 dặm kinh kỳ địa khu. Một hư ảnh Chu Tước vỗ cánh bay lên không, nổ bắn ra thiên khung, hỏa dực chấn kích, ánh lửa sôi trào đầy trời, phảng phất biển lửa xuất hiện giữa trời, nhấc lên thủy triều ngàn vạn nặng. Trong ngoài hoàng cung, vô số cường giả sợ hãi quỳ xuống đất. 3.000 dặm vùng đất kinh kỳ, ngàn vạn mãnh cầm kêu thảm rơi xuống, trăm vạn mãnh thú sợ hãi khó có thể bình an. Thánh thú thương thiên tước bảo vệ sâu trong hoàng cung đều tại thời khắc này cúi đầu xuống thật sâu, đối mặt với uy áp chân chính của Chu Tước kia mà run lẩy bẩy. Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuồng nhân đạo tràng. Chu Tước pháp chỉ đột nhiên phóng thích khiến cho thiên địa hồi hộp.
Một khối ngọc bài phong ấn Chu Tước Chân Huyết trực tiếp làm vỡ nát không gian ngọc thạch, vô tận liệt diễm cuồn cuộn khắp trời cao, thanh thế sôi trào như một cơn lốc, trùng kích mấy ngàn thước. Ngọc bài vỡ vụn, thanh âm long trời lở đất, chấn động đến cả vùng thiên địa này đều đang lay động, chiều cường kéo ra trăm ngàn nặng, rung chuyển cả không gian, cũng chấn động đến vô số mãnh thú đau đớn kêu rên, thất khiếu rướm máu. Chân huyết, yêu hỏa phong ấn trong ngọc bài, phóng thích toàn diện. Một tiếng gáy to, kinh hãi cửu thiên, huyết hỏa xen lẫn, uy lực và năng lượng mênh mông, diễn biến ra hư ảnh Chu Tước. Khí tức kia quá kinh khủng. Như thần tổ lâm thế, bế nghễ dân chúng, để cho người ta sợ hãi mà quỳ xuống. Lại như thiên nhạc rơi xuống, chân áp chúng sinh, để cho người ta ngạt thở tuyệt vọng. Giờ khắc này, bất luận là chiến trường chém giết hỗn loạn, hay là vong linh mãnh thú trong đạo tràng đều bỗng nhiên ngừng lại. Không phải quỳ xuống, mà là ngồi liệt. Vô số ánh mắt lắc lư nhìn về phía bầu trời. Chu Tước pháp chỉ. Tô Triệt quá sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng mời đến Chu Tước pháp chỉ. Chu Tước pháp chỉ, dùng tinh huyết rút ra từ bên trong bảo cốt Chu Tước chế tạo cường đại sát khí. Nhưng, lượng máu tươi của bảo cốt số có hạn, rèn đúc cực kỳ khó khăn, Huyền Nguyệt Hoàng thất đã từng lập xuống quy củ, không phải thời kỳ đặc biệt thì không được vận dụng. Làm sao nàng lại cầm tới đây được? Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Hoàng triều vì Vĩnh Hằng Chi Linh lần này, mà đơn độc luyện chế? Nhìn đi, đó là Chu Tước, thần tổ vạn cầm, Chu Tước. Ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng phát sinh kịch biến kinh thiên, dẫn vô số cường tộc bát châu thập tam hải hội tụ đến Thương Huyền. Lịch sử năm đó đã bị phong tỏa triệt để, thế nhân không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe nói là có liên quan với một con Chu Tước. Chân cốt Chu Tước của Huyền Nguyệt Hoàng thất là đến từ thời kỳ đó. Không chỉ có đám người đại diễn thánh địa chấn kinh, thánh địa các nơi khác cùng đám tán tu cũng đều chú ý tới thú ảnh hoa lệ đột nhiên vỗ cánh bay lên không kia. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng lại như gần ngay trước mắt. Sát huy, lệ khí kia quá kinh khủng, rõ ràng đã thấm vào linh hồn bọn hắn, mang đến sợ hãi, tuyệt vọng, ngạt thở. Rốt cuộc cũng phải dùng sao, không đợi Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người Tiêu Lạc Sư phấn chấn lại kiêu ngạo, đây chính là nội tình hoàng tộc, đây chính là lực lượng siêu việt hơn thánh địa của bọn họ. Công chúa, giết bọn hắn, giết chết toàn bộ. Lục Bình Yên máu me khắp người, tức giận thét vang lên chói tai. Khương Phàm, thật xin lỗi, ta không nên mời ngươi tới. Tô Triệt lắc lư ánh mắt, cảm thấy vô lực trước nay chưa từng có. Khương Phàm, chạy đi, chạy tới nơi này. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, đuổi theo. Mau đến chỗ ta, Tịch Nhan ở đâu? Dạ An Nhiên cao giọng ra lệnh, lần này không tiếp tục e ngại, nàng đạp trên hào quang ngút trời. Ngũ hành thụ mảnh mai trong khí hải lay động, giơ lên vô tận cường quang, lướt qua khí hải, trùng kích toàn thân, quấn lên đại hoang tù thiên ấn. Tịch Nhan đâu, cùng tiến lên, mở ra, đại hoang tù thiên trận. Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, liên tiếp phóng tới, ý thức cùng khí hải câu thông. Đi! Hàn Ngạo hét lớn, một phát bắt được Tiêu Phượng Ngô, cuồng dã luân chuyển, quăng về phía không trung. T! Khương Bân rít lên, quấn quanh Cơ Lăng Huyên, kéo lấy nàng phóng lên trời cao. Tịch Nhan xông ra mê vụ, chân đạp tử quang, bắt lấy Thương Hàn Nguyệt, cũng theo sát phóng tới không trung. Trở về! Tô Triệt bỗng nhiên biến sắc, chống đỡ kiệu uy thế khủng bố tràn ngập đất trời, cao giọng hô to. Các ngươi điên rồi, đó là Chu Tước pháp chỉ, trở về, không cần không biết tự lượng sức mình. Lữ Lương Nhân quá sợ hãi. Chu Tước pháp chỉ là thần lực, coi như Tiêu Lạc Lê thả ra tấm này không kịp 1% pháp chỉ hoàng triều chân chính, cũng tuyệt đối không phải linh nguyên cảnh có thể gánh vác được. Đến đây, toàn bộ tới đây, nhận lấy cái chết. Tiêu Lạc Lê bay lên không gào lớn, Chu Tước pháp chỉ toàn diện phóng thích. Hư ảnh Chu Tước gáy to, nhấc lên khí tức làm cho người khác không ngừng sợ hãi, bay lên nhào về phía Khương Phàm. Liệt diễm tràn ngập không trung, ánh sáng vô biên giống như là mặt trời đang nổ tung. Dãy núi hồi hộp, vạn thú sợ hãi. Cái đó là, các đại yêu nơi xa đang chú ý cuồng nhân đạo tràng, đều rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch khủng bố kia. Khương Phàm dừng ở không trung, không có tránh né, cũng không có phản kích, chỉ là từ từ nhíu mày, ngắm nhìn liệt diễm ngập đất trời. Chu Tước pháp chỉ. Sau khi hắn chết, Huyền Nguyệt Hoàng triều đã cướp được huyết nhục của hắn.
Bọn phế vật quên gốc này, đúng là đại nghịch bất đạo. Ầm ầm, hư ảnh Chu Tước nhanh chóng lao xuống, cường quang rọi khắp nơi sơn hà, liệt diễm kinh khủng có thể phần diệt vạn vật. Bọn người Dạ An Nhiên không đợi vào tới nơi này liền bị khí lãng mãnh liệt vô tình hất tung bay, chật vật rơi xuống dãy núi. Khương Phàm, tới đây, mau tới đây. Ngươi đang làm gì vậy? Tới đây. Bọn người Dạ An Nhiên liên tiếp giằng co, khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Khương Phàm choáng váng, hắn nhận mệnh sao? Súc sinh, bại hoại, lưu manh, chết chưa hết tội, chỉ hận không thể tự tay bổ hắn. Tiêu Lạc Sư, Lục Bình Yên phấn chấn hô to, rốt cuộc cũng đã giải hận được. Khương Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Chu Tước pháp chỉ hình thành liệt diễm cuồng bạo đập vào mặt. Đây mới thực là Chu Tước phần thiên viêm, có thể phần diệt vạn vật, xua tan vạn hỏa. Nhưng, kim viêm toàn thân Khương Phàm nháy mắt bạo động, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phun ra uy lực thôn vệ mãnh liệt, dẫn dắt hỏa diễm đập vào mặt hòa tan vào thân thể. Mặc dù đây mới thực là thần hỏa, nhưng đồng căn đồng nguyên cùng Khương Phàm. Hoặc là nói, đó vốn chính là hắn. Cho nên, Chu Tước phần thiên viêm không ngừng liên tục tràn vào thân thể, lại không có mang đến chút tổn thương nào. Hư ảnh Chu Tước nhanh chóng giết tới, hung uy cái thế, huyết khí cuồn cuộn, dung chuyển bầu trời, nhưng khi chạm đến đầu ngón tay Khương Phàm, trong chốc lát, hư ảnh pháp chỉ ngưng tụ ầm vang sụp đổ, thanh thế bắn nổ chấn thiên động địa, hung uy sôi trào trong nháy mắt khuấy động trăm dặm thiên khung. Sau đó, hóa thành một giọt tinh huyết, rơi xuống đầu ngón tay. Khương Phàm đã chết, đến phiên các ngươi. Tiêu Lạc Lê cao vút hô to, muốn dẫn dắt hư ảnh Chu Tước tiếp tục trấn áp xuống dưới, lại đột nhiên phát hiện liên hệ giữa nhau đã gãy mất. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Lê kinh ngạc, chẳng lẽ uy thế Chu Tước pháp chỉ quá mạnh, ngay cả liên hệ uy thế phần diệt giữa bọn hắn đều đốt nứt. Trấn áp. Tiêu Lạc Lê cưỡng ép kích thích văn ấn trong thân thể, đây là phụ hoàng tự mình khắc xuống cho nàng để mà khống chế Chu Tước pháp chỉ. Nhưng, liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn phương xa càng ngày càng ít, giống như thủy triều xuống đang hội tụ về trung tâm. Dưới ánh mắt chấn kinh đến khó lấy tin của tất cả mọi người, phần thiên hỏa diễm trải rộng mấy ngàn thước càng ngày càng ít, một bóng người càng ngày càng rõ ràng hơn. Khương Phàm. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Đó là Chu Tước pháp chỉ. Mặc dù khả năng dùng tinh huyết rất ít, nhưng chung quy vẫn là lấy ra từ chân cốt Chu Tước. Đừng nói Khương Phàm, chính là đẩy toàn bộ bọn người Dạ An Nhiên đi qua, đều có thể đốt sạch sẽ. Không thể nào, đây là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lục Bình Yên hoảng hốt, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Sao hắn lại không chết? Hắn sao có thể không chết? Tiêu Lạc Sư cũng cảm giác có phải đầu mình xảy ra vấn đề hay không? Trang diện nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh. Tiêu Phượng Ngô đứng trong phế tích trấn an đám người, chỉ là trái tim của mình còn đang cuồng loạn, vừa rồi hắn thật sự cho rằng Khương Phàm đã phải chết. Chu Tước pháp chỉ, ha ha, cảm ơn ngươi. Khương Phàm trở lại thân người, người khoác nhuyễn giáp, đầu ngón tay còn giữ giọt tinh huyết Chu Tước kia. Ngươi, ngươi. Tiêu Lạc Lê gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay Khương Phàm, đó là tinh huyết chế tạo Chu Tước pháp chỉ sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Làm thế nào hắn làm được? Các ngươi có thể ngưng tụ tinh huyết Chu Tước, hẳn là sẽ có một số di cốt Chu Tước nào đó có. Có thể nói cho ta biết, là khối xương nào hay không? Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo, xem ra cần phải tự mình đi Huyền Nguyệt Hoàng Triều một chuyến. Hoặc là nói, bất diệt thiên bia kia của hắn đã có đất dụng võ. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có cảm giác kinh dị, toàn thân ngăn không được mà nổi lên từng cơn lạnh buốt. Trước đó Chu Tước pháp chỉ cũng có một số là phản ứng. Có thể hiểu thành hỏa diễm của Khương Phàm có gì đó quái lạ, có thể gây nên Chu Tước huyết khí cảm ứng. Bây giờ lại là thế nào? Chu Tước pháp chỉ lại bị Khương Phàm khống chế rồi. Rốt cuộc là trên người Khương Phàm có vũ khí đặc thù gì, hay là bản thân Khương Phàm có vấn đề lớn? Người giết ngươi. Khương Phàm triệu ra tàn đao, hắn lao xuống, thẳng đến Tiêu Lạc Lê. Thời điểm tại luyện binh chàng dưới mặt đất không muốn ra tay là không có nắm chắc. Bây giờ nếu đã ra tay thì phải đuổi tận giết tuyệt. Một tên cũng không được để lại. Rời khỏi nơi này, nhanh nhanh nhanh, xông về trong hỗn loạn trước mặt.
Tiêu Lạc Sư rốt cuộc cũng cảm nhận được sợ hãi, ngay cả Chu Tước Pháp Chỉ đều không giết chết được Khương Phàm, bọn hắn ở lại chỉ có thể chờ chết. Giết ra ngoài, Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ cũng bừng tỉnh, điên cuồng tránh thoát đối thủ. Chỉ còn bọn hắn nhất định phải sống. Một kẻ cũng đừng để lại, giết cho ta. Đáy mắt Dạ An Nhiên bất chợt hiện lên từng tia hung ác, thời điểm nên an tĩnh thì an tĩnh, thời điểm nên tàn nhẫn nàng tuyệt đối không mập mờ. Hàn Ngạo, Khương Bân, kéo bọn hắn. Cơ Lăng Huyền phấn chấn kêu to, nếu như là đã thành tử địch, vậy liền giết tới đáy. Đứng lên nào, ha ha. Tiêu Phượng Ngô hô to gọi bậy, hài cốt huyết nhục toàn thân kịch liệt nhấc lên, thân thể chống đỡ nhuyễn giáp nhanh chóng tăng trưởng, hóa thân thành bỉ mông cự thú, cuồng dã gào thét, dùng cả tay chân phóng tới chiến trường. Cuốn lấy cho ta. Bọn người Tô Triệt thể hiện ra vẻ quái dị. Rốt cuộc là ai có thù với Hoàng Triều? Làm sao đám gia hỏa vô hồi thánh địa kia so với bọn hắn còn sao động hơn, còn giết đỏ cả mắt? Khương Phàm, hôm nay ta mà chết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ xử lý vô hồi thánh địa. Tiêu Lạc Lê thôi động hai cánh lôi hỏa, tiến về phía mật lâm hỗn loạn, ánh mắt nàng lắc lư, trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn chặt răng, muốn chạy thoát. Chạy tới phía trước thì sẽ có hy vọng có thể hất Khương Phàm ra. Nếu ta ra tay, thì sẽ không sợ Huyền Nguyệt Hoàng Triều các ngươi. Mặt Khương Phàm trầm như nước, quả quyết truy kích. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía nơi xa. Giờ khắc này, trong linh nguyên trong khí hải lại bất chợt, vui sướng, vỗ cánh gáy to, ngay cả huyết mạch đều giống như nóng lên. Trong rừng rậm bên ngoài mấy ngàn mét, một đóa hoa hồng yêu dị đang, nhìn, đến Khương Phàm. Gốc thực vật kia vô cùng thon dài, toàn thân lại huyết hồng, từ thẳng thân đến phiến lá đều như máu, chợt nhìn giống như là hỏa điểu dương cánh nằm ở trong bụi cỏ. Một đóa hoa hồng tiên diễm nở rộ ở trên đỉnh, tràn ngập ánh sáng mỹ lệ, cực cồng kềnh, giống như bên trong đang bao vây lấy cái gì đó. Chu Tước yêu hồn hoa. Khương Phàm theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra lần nữa, linh lực hội tụ, cường quang rạng rỡ, rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài mấy ngàn mét. Không sai, chính là Chu Tước yêu hồn hoa. Ý thức đan hoàng quấn lên linh hồn Khương Phàm, nhìn thấy đóa hoa xa xa, cũng cho ra khẳng định. Tiêu Lạc Lê bay ra hơn ngàn mét, quay đầu muốn nhìn Khương Phàm đuổi tới chỗ nào một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Phàm lại đậu ở chỗ đó. Cảm giác đầu tiên của nàng là Khương Phàm đang chuẩn bị sát chiêu, nhưng cẩn thận xem xét, lại là đang ngẩn người, nàng thuận ánh mắt Khương Phàm nhìn qua, cũng phát hiện đóa yêu hoa kia. Lạc Lê, còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau đi. Tiêu Lạc Sư đang điên cuồng tránh thoát đám người Dạ An Nhiên, Tịch Nhan vây bắt, lại phát hiện Tiêu Lạc Lê đang dừng ở không trung. Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê kêu lên đầy sợ hãi, thanh âm rất cao, truyền khắp toàn trường. Vĩnh Hằng Chi Linh. Hai bên liên tiếp dừng lại, ngay cả các đệ tử thánh địa đang vây xem nơi xa, cũng đều đồng loạt trông qua. Là Vĩnh Hằng Chi Linh, đó là Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê kích động kêu to, người khác không xác định, nàng vô cùng xác định, bởi vì Phụ Hoàng đã từng chiếm được, đặc biệt miêu tả qua cho nàng. Thật sự là có Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người Lữ Lương Nhân đều sửng sốt một chút, tin tức giải trước đó chỉ là cố ý kích thích bầu không khí, cũng không phải là thật có. Bên ngoài mấy ngàn mét, Vĩnh Hằng Chi Linh chú ý tới bầu không khí là lạ, lập tức muốn chạy đi. An Nhiên, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt. Khương Phàm đột nhiên hô to, thôi động hỏa dực quả quyết đuổi tới. Bọn người Dạ An Nhiên liên tiếp bừng tỉnh, cũng đều đã hiểu ý Khương Phàm. Đây là muốn tổ kiến đại hoang tù thiên trận, vây khốn Chu Tước yêu hồn hoa. Lâm Nam sư tỷ, Hàn Ngạo huy động hai cánh nhấc lên cuồng phong, chộp tới trước mặt Lâm Nam. Lâm Nam lập tức vung ra dây leo, phóng tới bọn người Thương Hàn Nguyệt ở các nơi. Hô, Hàn Ngạo bắt lấy Lâm Nam bay lên không, Lâm Nam khống chế dây leo, một mực cuốn lấy bọn người Thương Hàn Nguyệt. Bắt lấy Vĩnh Hằng Chi Linh. Tô Triệt kêu to, khống chế kim bằng tiến lên. Không chần chờ chút nào. Thù, có rất nhiều cơ hội để báo. Vĩnh Hằng Chi Linh, bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ qua. Bắt Vĩnh Hằng Chi Linh, đừng để nó chạy. Đại diễn thánh địa, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đều quên sinh tử ác chiến trước đó, quên tình cảnh lẫn nhau, không quan tâm gì mà xông về phía trước. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Linh ở xa xa, đỏ ngầu cả mắt.
Giờ khắc này, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là ai ai, mà là mình, tất cả đều là vì chính bọn hắn. Ai cũng muốn có được vĩnh hằng chi linh. Ai cũng muốn cảm nhận cơ duyên không gì sánh kịp kia. Khương Phàm xông lên phía trước nhất, tốc độ đạt tới đỉnh phong, giống như mảnh thiên thạch giống đang đánh tới. Nhưng, một đạo cường quang vượt lên. Siêu! Thẩm Minh Thu siêu việt hơn Khương Phàm, giống như thiểm điện đánh vào rừng rậm, thẳng tắp phóng tới, cây cối tảng đá dọc đường đều bị hắn dữ dội đụng nát. Chu Tước Yêu Hồn Hoa né tránh, nhưng vẫn rất nhanh bị Thẩm Minh Thu đuổi tới. Ngươi là của ta, ha ha! Thẩm Minh Thu một phát bắt được Chu Tước Yêu Hồn Hoa, kích động cất tiếng cười to. Thẩm Minh Thu, buông ra vĩnh hằng chi linh, ngươi không xứng. Lư Kinh Vĩ ở phía xa kêu to, toàn thân lấp lóe tinh quang, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, tinh quang vẩy xuống, hắn xuất hiện gần Thẩm Minh Thu. Chỉ là, cách mấy ngàn mét. Hắn chưa từng có vượt qua khoảng cách xa như vậy, cảm xúc dưới sự kích động đột nhiên bộc phát vượt xa cực hạn, đến mức mới xuất hiện thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Ngươi muốn đấu tốc độ với ta, ngươi còn thiếu chút hỏa hầu. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, giống như là lôi đình phóng lên tận trời, rơi xuống trên núi đá trước mặt, ngạc nhiên nhìn Chu Tước Yêu Hồn Hoa trong tay một chút, cười to hai tiếng, lần nữa phóng tới phía trước. Nhưng, hắn không có đón lấy bọn người Tô Triệt, mà là chạy càng xa. Hắn, đây chính là hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không chia sẻ cùng bất cứ kẻ nào. Thẩm Minh Thu, chạy đến chỗ ta này, chúng ta cùng nhau mang vĩnh hằng chi linh đi. Tô Triệt khẽ nhíu mày, thúc giục Kim Bằng đuổi theo. Mang đi, mang về thánh địa cho ngươi sao? Thẩm Minh Thu thôi động linh lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đừng vờ ngớ ngẩn, chính ngươi không gánh nổi. Lữ Lương Nhân cũng ở phía xa hô to. Lão tử so với các ngươi thông minh. Thẩm Minh Thu lời còn chưa dứt, xoay người chạy, bởi vì tên điên Khương Phàm kia đã đuổi tới. Ầm ầm. Khương Phàm không đợi giết tới liền cường thế phóng thích hỏa vũ đầy trời, nhanh chóng bạo kích. Kim quang đầy trời chiếu rọi cánh rừng, hỏa vũ sắc bén, tràn ngập đất trời giáng lâm. Oanh! Núi đá cây rừng bị liên miên đánh xuyên, tiếp đó là những tiếng ầm vang bạo tạc, sóng âm gia tăng, liệt diễm cuồn cuộn, trải rộng ra hơn 500 mét. Thẩm Minh Thu mạo hiểm né tránh, suýt chút nữa bị tươi sống đánh chết. Ngay sau đó, Khương Phàm phóng thích càng nhiều hỏa vũ. Liên miên đả kích, sau đó vỗ cánh lao xuống, muốn giết đến. Lúc này, nơi xa một cường giả thánh địa Tây Bộ cao giọng hô to, ngưng tụ cung tiễn, trong chốc lát phóng xuất ra thánh tiễn ánh sáng cường thịnh, bắn rọi trời cao, phân hóa ngàn vạn mũi đến Khương Phàm. Linh Nguyên đỉnh phong một kích toàn lực, thiêu đốt huyết khí, uy lực kinh người. Khương Phàm bay lên không, nhấc lên liệt diễm ngạnh kháng thánh tiễn trùng kích. Nhưng lại có thêm càng nhiều cường quang phóng thích tới Khương Phàm. Trong đó không thiếu một số đại chiêu uy thế kinh người. Khương Phàm cắn răng một cái, kích thích áo giáp ngạnh kháng các loại bạo kích, đồng thời phóng xuất ra càng nhiều hỏa vũ, tiếp tục bạo kích xuống Thẩm Minh Thu, tiến hành dây dưa, tạo cơ hội cho Khương Bân đã giết tới. Thẩm Minh Thu vừa muốn xông ra khỏi liệt diễm, lại bị hỏa vũ đầy trời bao phủ, mấy sợi hỏa vũ thậm chí xuyên thủng thân thể hắn. Máu me đầm đìa, thương tổn đến nội tạng. Lúc này, Khương Phàm ở không trung cũng bị các loại võ pháp bao phủ, máu me khắp người, thảm liệt bay ra ngoài. Ai cũng khốn không được ta. Trước mặt tốc độ, các ngươi đều là rác rưởi. Chỉ sau chốc lát, Thẩm Minh Thu mang theo máu me khắp người chạy ra khỏi liệt diễm, hắn đang muốn quay đầu khiêu khích đám người, một hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lúc hắn phát giác trong nháy mắt, hắc ảnh kia đã há mồm phun ra hỏa diễm nồng đậm. Thẩm Minh Thu kinh hồn, quay người thoát khỏi. Oanh! Liệt diễm nổ tung mặt đất, băng lên dung nham đầy trời. Thẩm Minh Thu chật vật đập ra, khi đứng dậy trong chốc lát, hắc ảnh kia bỗng nhiên lao tới. Rắn! Con người Thẩm Minh Thu ngưng tụ, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui về phía sau. Khương Bân mãnh liệt xoay chuyển, vĩ đao sắc bén vung ra vết tích như thiểm điện, thẳng thẳng đến Thẩm Minh Thu. Phốc phốc, mũi nhọn vĩ đao đảo qua yết hầu, cắt ra động mạch, cơ hồ đều tháo toàn bộ đầu xuống. A, à, Thẩm Minh Thu vừa muốn kêu thảm, thanh âm chợt quái dị, hở, hắn dùng sức che yết hầu đang trào máu, chật vật chạy trốn về phía trước. Khương Bân không ngừng tấn công, hai cánh chấn kích, nhanh chóng bắn rọi, cái đuôi vung lên độ cong dày đặc,
buộc Thẩm Minh Thu liên tiếp nảy lên trên đất. Không được giết hắn, chúng ta là liên hợp hành động, các ngươi cần phối hợp chúng ta. Lữ Lương Nhân ở phía xa lo lắng gào thét. Thẩm Minh Thu, đưa Vĩnh Hằng Chi Linh cho ta, cho ta. Tô Triệt khống chế Kim Bằng lao xuống, nhanh chóng tới gần. Hai con người của Kim Bằng phát sáng, gắt gao tiếp cận con rực xà kia. Nhưng, một ánh sáng màu hồng vọt mạnh lên trời. Khương Phàm nhanh chóng nhấc lên, thánh viêm sôi trào cuồng liệt, đón đầu đánh tới Kim Bằng. Kim Bằng hét lên đầy giận dữ, móng vuốt lấp lóe ý lạnh, khuấy động kim quang cường thịnh, hung hăng đánh về phía Khương Phàm. Ầm ầm, Kim Bằng run rẩy, thân thể cao lớn tung bay. Cảm giác kia giống như bị một trọng chùy cứng rắn đập vào trên thân, xương cốt cũng phải nát. Tô Triệt, xin lỗi. Khương Phàm thuận thế xoay chuyển, rơi xuống vùng núi phía trước. Khương Phàm, chúng ta đến đây. Hàn Ngạo gào thét dâng lên cương khí màu đen, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời từ đằng xa xông lại. Hắn mãnh liệt dương hai cánh, dùng tốc độ cao nhất vung Lâm Nam lên. Lâm Nam sư tỷ, ngay lúc này, chuẩn bị, lên. Lâm Nam bay lên không, toàn thân sôi trào ánh sáng màu xanh, lấy lực lượng mạnh nhất vung lên dây leo tráng kiệt, đem Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, cùng Tiêu Phượng Ngô, vứt ra ngoài về các hướng khác nhau. Bành, bành, bành. Bọn người Dạ An Nhiên phóng thích các loại năng lượng, bay lên trên phạm vi lớn, sau khi tản ra một khoảng cách liền liên tiếp rơi xuống đất. Ánh mắt lấp lóe, linh văn nở rộ, mênh mông năng lượng giống như dòng lũ mãnh liệt lao ra. Khương Bân, cuốn lấy hắn. Hàn Ngạo, sư tỷ, các ngươi phối hợp. Đồng thời Khương Phàm cũng đáp lại, rút lui đến ngoài trăm thước, lập tức ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn cuồn cuộn thánh viêm, linh nguyên trong khí hải gáy to, ý thức cưỡng ép trùng kích đại hoang phần thiên ấn. Nhanh nhanh nhanh, bọn hắn muốn vây khốn Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu, lao ra, tuyệt đối không được để bọn hắn vây khốn. Bọn người Lữ Lương Nhân kêu lên đầy sợ hãi, đều điên cuồng thôi động linh lực. Giờ khắc này, toàn bộ gương mặt đều trở nên cuồng nhiệt, toàn bộ đều trở nên kích động, không phải phóng tới thì chính là phóng thích võ pháp. Ngay cả Tô Lăng cũng đều hóa thân thành cự mãng trăm mét, cuồng dã vặn vẹo trong rừng rậm, đụng nát cây rừng, nhào về phía Thẩm Minh Thu nơi đó. Tiêu Lạc Lê lo lắng hô to, nhắc nhở Lục Bình Yên, Tiêu Lạc Sư. Phối hợp, trước tiên phải lấy Vĩnh Hằng Chi Linh tới tay. Đoạt đi, Vĩnh Hằng Chi Linh đang ở ngay phía trước, đây là cơ duyên lớn nhất Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tất cả các đệ tử Thánh Địa, còn có đám tán tu các nơi, cũng từ bốn phương tám hướng giết tới. Đều không quan tâm mà phóng thích linh lực, thôi động tốc độ nhanh nhất của mình xông về phía trước. Ô, ô ô, Thẩm Minh Thu đang giãy giụa chạy trốn gương mặt đột nhiên dữ tợn, hắn che đậy yết hầu khàn giọng kêu gào, toàn thân bộc phát lên cường quang kinh người, so với lôi điện càng mạnh càng nhanh hơn, bao phủ Khương Bân ở đối diện đang cực lực dây dưa với hắn. Khương Bân bay ra ngoài, toàn thân như bị hung hăng ném vào cối xay thịt quấy một trận, lân phiến vỡ vụn, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Toàn thân Thẩm Minh Thu lại lóe lên cường quang, giống như lôi đình biến mất tại chỗ, phóng tới phương xa. Ánh mắt của hắn đỏ lên, sắp điên rồi, giờ phút này bốc cháy lên khí tức sinh mệnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn liều chết giết ra ngoài. Lúc này, lôi chiều oanh minh, theo dây leo cuồng dã oanh kích cánh rừng, đá vụn nổ lên đầy trời, bao trùm hơn 300 mét, che mất Thẩm Minh Thu. Hàn Ngạo cõng Lâm Nam kịp thời giết tới, lo lắng hô to. Sư tỷ, người cứ phóng thích năng lượng, cái gì khác đều không cần bận tâm. Các ngươi muốn chết? Thẩm Minh Thu gào thét, tàn nhẫn tiếp cận Hàn Ngạo trên không trung. An Nhiên, các ngươi nhanh lên. Hàn Ngạo chở Lâm Nam phóng lên trăm mét, cương khí màu đen gào thét, mắt rồng lăng lệ, gắt gao tiếp cận Thẩm Minh Thu, toàn bộ tinh thần đều đề phòng đánh lén. Thẩm Minh Thu, ngươi trốn không thoát. Lâm Nam ngồi xếp bằng trên người Hàn Ngạo. Không để ý tiêu hao mà liên tục phóng thích ra dây leo, kích ra uy lực lôi đình. Dây leo dày đặc càng tráng kiện, rơi xuống tràn ngập đất trời, lôi đình táo bạo bao quanh, phạm vi bao phủ vài trăm mét, điên cuồng oanh kích mặt đất, cũng đang kiềm chế Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu chật vật né tránh, rất nhanh đã bị đảo loạn phương hướng, hoàn toàn đặt mình vào bên trong lôi mạn chiều cường bạo loạn, mấy lần muốn bay lên không ám sát, đều bị điên cuồng trấn áp lại. Tô Lăng nuốt Tiêu Phượng Ngô cho ta. Tô Triệt chau mày, khống chế Kim Bằng nhanh chóng lao xuống.
Cơ duyên trước mắt, hắn cũng hạ tử mệnh lệnh. T. Tô Lăng cuồng dã đong đưa thân thể, xông lên núi đá trước mặt, bay vụt ra ngoài, mở ra cái miệng to như chậu máu, nuốt tới Tiêu Phượng Ngô xa xa. Lôi hỏa bào hao. Huynh muội Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư liên thủ phóng thích võ pháp mạnh nhất. Lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Lôi chiều sôi trào, liệt diễm trùng kích, hai loại năng lượng kịch liệt xen lẫn ở trên không, ầm ầm diễn biến, hình thành hai cái đầu rồng uy nghiêm. Long ngâm to rõ, long uy cuồn cuộn. Hai đầu rồng kéo lấy lôi hỏa chiều dâng, xông về phía Cơ Lăng Huyên. Giết cho ta. Lữ Lương Nhân cao giọng thét lên ra lệnh, mắt trắng quạ đen, ánh mắt khóa chặt Cơ Lăng Huyên. Quạ đen mắt trắng bỗng nhiên dừng lại, lực lượng hắc ám tuôn ra phía trước, từng đạo bạch quang xen lẫn ở bên trong. Đen cực hạn chính là trắng. Trắng cực hạn chính là đen. Đen trắng giao hòa, sinh tử lưỡng cực. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới như đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, tiếp đó là lâm vào hắc ám vô tận. Vạn vật quy nguyên, bóng tối vô tận. Không có chút ánh sáng nào, giá lạnh vô tận, yên tĩnh như chết. Đây là huyễn cảnh võ pháp, có thể kéo linh hồn Cơ Lăng Huyên vào, tàn nhẫn ngược sát. Lục Bình Yên đạp trên thủy triều phóng tới, liên tiếp tăng tốc độ lên, cũng ở xung quanh nhanh chóng diễn hóa tử quang pháp trận. Khi pháp trận thành hình trong chốc lát, Ngọc Châu bên trong hai lòng bàn tay tăng vọt ánh sáng, tương đương với toàn bộ năng lượng hai mảnh khí hải trùng kích pháp trận. Pháp trận oanh minh, thủy triều vô biên, giống như giao long xuất thế, hoành kích trời cao, lao đến Khương Phàm. Các cường giả nơi khác cũng đều liên tiếp phóng thích võ pháp mạnh nhất. Tại thời điểm số lượng lớn cường giả tới gần, năng lượng thiên địa cũng vì đó mà hỗn loạn. Giả An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng. Một mảnh phù văn bề bộn từ nở rộ dưới người nàng, hoa lệ thần bí, lại cuồng dã cường thế, trong chớp mắt quét sạch 500 mét, quấn về bọn người Khương Phàm. Ánh sáng hừng hực, năng lượng cuồn cuộn. Uy thế tăng vọt, thần uy cường đại lại nở rộ. Bọn người Khương Phàm ở phía dưới liên tiếp nở rộ lên phù văn phức tạp tượng trưng cho kim, thủy, hỏa, thổ. Đại hoang, loạn thiên ấn. Đại hoang, giả thiên ấn. Đại hoang, phần thiên ấn. Đại hoang, táng thiên ấn. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Khương Phàm, Tiêu Phượng Ngô, lên tiếng hô to. Thanh âm cao vút vang dội, lại dẫn theo khí tức hùng hậu, phảng phất như không phải bọn hắn đang gieo hò, mà là thiên địa đang đáp lại. Loạn thiên ấn, giả thiên ấn, phần thiên ấn, táng thiên ấn, toàn bộ bộc phát lên uy lực và năng lượng vô tận tại khí hải bọn hắn. Như bốn cổ thần đang thức tỉnh, khuấy động kinh mạch toàn thân, nổ lên uy lực và năng lượng trùng thiên, sôi trào lên năng lượng hoa mỹ. Ầm ầm, đại địa oanh minh, không gian chấn động. Năng lượng bọn hắn thả ra nhanh chóng giao hòa, chống lên bình chướng cường đại hơn 500 mét. Gần như đồng thời, thế công cường đại đến từ bọn người Tô Triệt liên tiếp giáng lâm, hung hăng đụng vào. Như sóng dữ vỗ bờ, lập tức nổ lên năng lượng đầy trời. Đại địa oanh minh, dãy núi lay động, thanh thế rung động. Đại hoang tù thiên trận oanh động kịch liệt, suýt chút nữa liền muốn làm trận chôn vùi. Tịch Nhan, phối hợp ta. Giả An Nhiên bay loạn tóc dài, ánh mắt sáng ngời, giống như tinh linh tự nhiên, ra lệnh cho ngũ hành. Giả An Nhiên ngồi đối diện Tịch Nhan, mở ra đại hoang u linh ấn. Ý thức hải của nàng nở rộ cường quang, lực lượng ý niệm vô hình trùng kích Giả An Nhiên, cũng ảnh hưởng đến bọn người Khương Phàm. Giờ khắc này, không chỉ có năng lượng kết nối lẫn nhau, ngay cả ý thức linh hồn đều sinh ra cộng minh. Ý thức của bọn hắn rung động kịch liệt, trong chớp mắt cứ như toàn bộ thế giới cũng không còn tồn tại, mà bọn hắn đang đặt mình vào bên trong một chỗ không gian thần bí. Nơi này sáng chói, nơi này tĩnh mịch an nhàn. Giả An Nhiên cùng Tịch Nhan ngồi đối diện nhau, bọn người Khương Phàm liền vờn ở xung quanh. Phía ngoài bọn hắn rõ ràng cách nhau vài trăm mét, nhưng trong không gian thần bí bọn hắn lại đang bên cạnh nhau. Đây chính là hình thức ban đầu chân chính của Đại Hoang Tù Thiên Trận. Ngoại bộ, ngũ hành sâu chuỗi. Nội bộ, linh hồn giao hòa. Ầm ầm. Giờ khắc này, năng lượng bốn người Khương Phàm, Tiêu Phượng Ngô ở xung quanh bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, thanh thế cường đại, nhanh chóng ngưng tụ lại vòng xoáy mênh mông, hấp thu năng lượng giữa đất trời. Giữa thiên địa, dãy núi rừng rậm, trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ uy lực ngũ hành nhận dẫn dắt. Mặc dù bên trong tù thiên trận thiếu khuyết đại hoang diễn thiên ấn, nhưng Giả An Nhiên đã khống chế ngũ hành,
cho nên phù văn, mộc hệ, trong pháp trận cũng đang phát huy. Bên trong phạm vi mấy ngàn mét, núi cao tan rã, đại địa khô kiệt, năng lượng không ngừng liên tục bay lên không, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào trong vòng xoáy của bọn hắn. Bình chướng tăng vọt uy thế, tầng tầng gia cố. Ánh sáng hừng hực, chiếu rọi dãy núi. Phía ngoài rừng rậm đang sụp đổ, trong pháp trận lại hoàn toàn tương phản. Các hệ năng lượng giao hội, nồng đậm như mây mù, lại cũng không mơ hồ, ngược lại là liên tiếp hiện ra hình ảnh kỳ lạ. Như thời khắc hỗn độn chưa mở, thế giới đang diễn biến. Bọn người Tô Triệt liên tiếp đuổi tới, lại đều rung động với hình ảnh trước mặt, càng hồi hộp với năng lượng ở bên trong. Đây là pháp trận gì? Bọn hắn đang thôn vệ năng lượng thiên địa. Dạ An Nhiên có thể khống chế lực lượng ngũ hành, đây là đang dùng bọn người Khương Phàm kết nối năng lượng, bố trí ngũ hành không gian. Giống như không chỉ đơn giản là ngũ hành không gian như vậy, năng lượng bên trong quá kinh khủng. Bọn người Tiêu Lạc Lê ngoài ý muốn mà chấn kinh, bỗng nhiên cảm giác có một số đánh giá thấp thực lực của thánh địa. Đều thất thần làm gì, đánh đi. Tiêu Lạc Sư đột nhiên gào thét, nhấc lên lôi hỏa, va chạm bình chướng. Cường giả các nơi liên tiếp bừng tỉnh, có người bay lên không, có người rút lui về phía sau, đều liên tiếp ngưng tụ lại võ pháp mạnh nhất của riêng mình, triển khai oanh kích tới pháp trận khổng lồ. 30 người liên thủ phóng thích, lập tức xung chuyển đại hoang tù thiên trận. Khí huyết bọn người Khương Phàm sôi trào, sắc mặt đều nhanh chóng tái nhợt. Nhưng năng lượng đại hoang ấn đang thức tỉnh, vòng xoáy xung quanh bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, năng lượng không ngừng liên tục bao phủ bọn hắn. Lúc này, chuyện kỳ diệu xuất hiện. Thân thể bọn họ lại hiện ra đường vân chói mắt, ngưng tụ về linh văn chỗ, như muốn cùng linh văn cùng tồn tại. Bọn hắn lập tức cảnh giác, linh văn đối với bất kỳ võ giả nào mà nói đều là tượng trưng cho hết thảy mọi thứ, nếu có cái gì ngoài ý muốn thì sẽ ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo, ảnh hưởng đến vận mệnh. Tập trung lực chú ý. Tịch Nhan quát tháo, lấy uy lực linh hồn cưỡng ép dẫn dắt ý thức của bọn hắn trở lại đại hoang tù thiên trận. Pháp trận trong không gian, các hệ năng lượng điên cuồng xen lẫn, toàn lực kiềm chế Thẩm Minh Thu đã điên cuồng. Lâm Nam, Hàn Ngạo, còn có Tiểu Kim Hầu đang liên thủ chặn đánh. Rốt cuộc Thẩm Minh Thu cũng luống cuống, hắn phóng tới bốn chỗ, làm thế nào cũng đều xông không ra khỏi không gian hỗn loạn năng lượng này. Thật giống như bản thân đã rơi xuống trong một bức tranh thần bí nào đó, các cảnh tượng tùy ý hiện lên. Hắn tiếp tục thiêu đốt khí tức sinh mệnh, đổi lấy tốc độ cực hạn. Muốn ám sát bọn người Lâm Nam, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt vẫn bị năng lượng cường đại ngăn cản. Oanh! Năng lượng phía trước bỗng nhiên hội tụ, kim mộc thủy hỏa thổ kịch liệt xen lẫn, hóa thành chiến binh, nhấc lên mênh mông năng lượng, đánh về phía Thẩm Minh Thu. Uy thế kia khủng bố lại quỷ dị, cứ như cả thế giới đang gầm thét, như thiên thần đang múa bút tại không gian mênh mông này, muốn hủy diệt hắn. Sự kiêu ngạo của Thẩm Minh Thu đã không còn sót lại chút gì. Hắn cực lực chạy trốn, kết quả cảnh tượng xung quanh lại thay đổi cả phương hướng hắn di chuyển, rõ ràng là đang chạy trốn về phía trước, lại không thể tưởng tượng nổi bất chợt đón lấy trọng quyền đụng tới. Răng rắc, hài cốt vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Thẩm Minh Thu kêu thảm bay ra ngoài. Hàn Ngạo từ trên trời giáng xuống, long rực như đao, chặt đứt bàn tay phải của Thẩm Minh Thu. A! À, Thẩm Minh Thu dùng sức bắt lấy cổ tay phải. Trong mắt đều là hoảng sợ, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Kim Hầu ngang nhiên giết tới, đồ đằng trụ nổi lên cường quang, uy thế trong mấy ngắn ngủi đã tiếp tục tăng vọt, tàn nhẫn đánh vào khoang bụng hắn. Lực bộc phát kinh khủng nổ tung trong nháy mắt. Nội tạng Thẩm Minh Thu vỡ vụn, xương lưng bị bẻ gãy, nằm ngang bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Vĩnh Hằng Chi Linh tránh thoát khỏi, tử thủ, đang nắm lấy nó, lập tức chạy trốn về nơi xa, tốc độ thật nhanh. Bắt lấy nó. Lâm Nam theo sát đuổi theo. Ngũ hành không gian lấp lóe cường quang, năng lượng lao nhanh, dưới sự khống chế của Dạ An Nhiên từ bốn phương tám hướng triển khai chặn đánh. Vĩnh Hằng Chi Linh bối rối chạy trốn, cuối cùng lại vọt tới phía Khương Phàm. Khương Phàm hâm mộ mở mắt, giương tay vồ một cái. Vĩnh Hằng Chi Linh không có né tránh, nó trực tiếp nhảy tới trên tay hắn. Khương Phàm nao nao, nhưng ý thức lập tức liên hợp cùng bọn người Tịch Nhan. Chuẩn bị rút lui. Dạ An Nhiên cao giọng ra lệnh. Một kích cuối cùng, Sơn Hà Vĩnh Thịch. Bọn người Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên theo sự chỉ dẫn của Tịch Nhan, cùng hét to lên, quanh quẩn tù thiên trận, chấn động ngũ hành không gian,
to lớn, bao la, hùng vĩ. Một kích cuối cùng, sơn hà vĩnh thịch. Ầm ầm, đại hoàng ấn bộc phát toàn diện, trùng kích máu thịt thân thể bọn hắn, dung chuyển vòng xoáy năng lượng xung quanh riêng phần mình, trong nháy mắt phóng thích về ngũ hành không gian. Ngũ hành không gian đang nhận phải oanh động mãnh liệt bên ngoài, ánh sáng tăng vọt mấy lần, rọi khắp thiên địa, giống như một mặt đang trời rơi xuống thâm sơn. Rời khỏi nơi này, sắc mặt Tô Triệt hơi biến, trước tiên khống chế kim bằng phóng lên tận trời. Năng lượng quá mạnh, nguy hiểm. Tô Lăng hô to, liên tiếp rút lui. Là lạ, rút lui. Tiêu Lạc Lê hơi do dự, cũng kêu gọi bọn người Tiêu Lạc Sư rời khỏi. Ầm ầm. Pháp trận bao phủ phạm vi 500 mét trong chốc lát bạo tạc, ánh sáng cùng khí lãng quét sạch mấy ngàn thước, đá vụn bắn tung trời, cây rừng đột ngột nhảy lên. Ngay sau đó, pháp trận toàn diện băng diệt. Không có bạo động, không ánh sáng, không có tiếng vang, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giống như một thế giới ở nơi đó đã hủy diệt, nháy mắt bỗng yên lặng, vạn vật tiêu tán, hắc ám giá lạnh, nhưng ngay sau đó, một nguồn năng lượng tịch diệt vạn vật quét sạch bốn phương tám hướng. Những chỗ năng lượng đi qua, núi cao vỡ nát, đại địa sa hóa, cây rừng khô kiệt, mấy người thoát khỏi trễ lại trực tiếp biến thành bụi, thần hồn câu diệt. Nhưng, còn chưa kết thúc. Sau khi lực lượng tịch diệt quét sạch mấy ngàn mét, năng lượng trong thiên địa nhanh chóng bạo động. Hỏa nguyên lực hóa thành liệt diễm, thủy nguyên lực hình thành mưa to, thổ nguyên lực vỡ nát đại địa, khí tức kim loại ngưng tụ ánh sáng sắc bén, để trên cây rừng, trên tảng đá lưu lại vết tích rõ ràng. Bọn người Tô Triệt rút lui đến hơn 10 dặm mới dừng lại, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, vẻ mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng. Uy lực pháp trận vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn. Cái này sao có thể là do một đám linh nguyên cảnh có thể làm được? Bọn hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là bố trí pháp trận như vậy. Đám người vô hồi thánh địa này quá mạnh, không, quá kinh khủng. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, thánh địa Nam Bộ xuống dốc lại còn có thể nuôi dưỡng được cường giả như vậy. Vĩnh Hằng Chi Linh, bị Khương Phàm đạt được. Tiêu Lạc Lê dùng sức nắm chặt nắm đấm, đây là mục tiêu ban đầu của nàng, cũng là thời điểm nàng mời Chu Tước Pháp chỉ từ bên trong tổ tử ra, quỳ xuống trước mặt các tộc lão Tiêu gia cam đoan. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên tỉnh táo. Cũng bởi vì trận thuốc độc kia, để nàng tức giận, để nàng lo nghĩ, để nàng bị thù hận chi phối, để nàng mất lý trí, không chỉ có lãng phí thời gian quý giá, còn đem Chu Tước Pháp chỉ dùng tại nơi không nên dùng. Khương Phàm đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Rất nhiều tán tu đều khó mà tin. Bảo bối Tây Bộ bị vô hồi thánh địa cướp đi. Người, khách, làm đủ tuyệt nha. Đều thất thần làm gì? Lùng bắt vô hồi thánh địa, tuyệt đối không thể để bọn hắn đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Các cường giả Tây Bộ nhao nhao hô to, tức giận lao ra. Đệ tử đại diễn thánh địa thì âm trầm sắc mặt, nói. Vô hồi thánh địa hẳn là sẽ đem Vĩnh Hằng Chi Linh giao cho chúng ta, bọn hắn bây giờ là đang phối hợp hành động cùng chúng ta. Bọn hắn phối hợp chúng ta tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tô Triệt lắc đầu. Chuyện này rơi xuống ai cũng sẽ không thừa nhận. Trước tiên đi cứu Thẩm Minh Thu. Sau đó thì sao, là vây bắt bọn người Tiêu Lạc Lê, hay là tìm kiếm Khương Phàm? Các đệ tử đại diễn đều nhìn Tô Triệt, vô cùng không cam tâm. Tô Triệt nhìn về phía Tiêu Lạc Lê xa xa, nếu như đã kết thù, không cần thiết để lại tai họa, bây giờ cũng là thời cơ tốt để ra tay. Nhưng, có thể cuốn lấy không? Thẩm Minh Thu bị giày vò nửa sống nửa chết. Không có hắn phối hợp, chỉ bằng hắn, Tô Lăng, Lữ Lương Nhân thì hình như thật sự không khốn được bốn người Tiêu Lạc Lê bọn họ. Mà, Tô Triệt quá cần Vĩnh Hằng Chi Linh. Trước tiên lùng bắt Khương Phàm. Tô Triệt cuối cùng vẫn lựa chọn, khống chế kim bằng bay lên không. Lúc này bên trong cuồng nhân đạo tràng, hỗn loạn chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy vạn yêu thú mãnh cầm bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, càng trở nên nóng nảy. Bọn chúng mạnh mẽ đâm tới, đau đớn gào thét, điên cuồng chém giết. Đất rung núi chuyển, cây rừng sụp đổ, đầy đất đều là máu tươi cùng thi hài. Hỏa diễm huyễn điểu đang kích động nhìn chằm chằm hỏa điểu phát cuồng phía trước. Trước đó mặc dù bị Khương Phàm phân phó chờ đợi Tịch Nhan, nhưng nó ngoài ý muốn đã chú ý tới một con hỏa điểu va vào cuồng nhân đạo tràng. Hỏa diễm huyễn điểu thật sự rất kích động. Kích động đến quên hết tất cả. Đó là Thương Viêm Hỏa nha.
Trên huyết mạch cùng hỏa nha bên trong thánh hồ là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại có lực lượng huyết mạch càng mạnh hơn. Đó cũng chính là hậu đại của Kim Ô. Đổi lại là trước kia, mặc dù hỏa diễm huyễn điểu rất nguyện ý thôn phệ loại này hỏa điểu hung mãnh, nhưng không đến mức kích động đến nỗi cái gì cũng đều quên. Bây giờ không giống với lúc trước, nó đạt được thái dương đồ đằng, đợi đến ngày nào đó sau khi dung hợp liền có thể thôn phệ uy lực thái dương, cũng có ý nghĩa nó có thể đánh thức lại năng lượng Kim Ô. Nếu như nó biến thành thương viêm hỏa nha, rất có thể sẽ kích phát tổ mạch, tiến hóa thành Kim Ô. Nhanh nhanh nhanh, sắp chết rồi. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn chằm chằm thương viêm hỏa nha đã nổi điên ở phía trước, nếu như không phải cảnh giới đối phương rất cao, nó thật hận không thể tự mình động thủ. Nó là bán yêu bán linh, đối với lực lượng thần bí có sức chống cự nhất định, lại ngẫu nhiên sẽ bay lên không rời khỏi, cho nên đến bây giờ còn không có gây ra lỗi được. Rốt cuộc cũng. Thương viêm hỏa nha đang điên cuồng bạo tẩu ở bên trong, bị cự viên nổi điên đánh bay ra ngoài, nện ở trong phế tích hấp hối. Hỏa diễm huyễn điểu reo hò một tiếng, lập tức bổ nhào qua, không đợi thương viêm hỏa nha chết, nó liền hóa thành huyết châu linh châu, chui vào thân thể của thương viêm hỏa nha. Chúng ta đã bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh, lần này tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá đáng giá. Tiêu Phượng Ngô phóng tới trong rừng rậm, kích động la to. Khương Bân thế nào rồi? Dạ An Nhiên hỏi Khương Phàm. Vết thương da thịt, không có trở ngại, đang ngủ trong thanh đồng tiểu tháp. Ai nhìn thấy tặc điểu không? Khương Phàm xông lên phía trước nhất, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Không phải đã an bài nó chờ Tịch Nhan sao, Tịch Nhan đều đã đi ra, sao không có nó? Nếu như lúc nãy nó ở đó, tình huống tuyệt đối sẽ không hỗn loạn như thế. Từ lúc bắt đầu phục kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã không thấy. Bọn người Cơ Lăng Huyên theo sát ở phía sau, vẻ mặt cũng không được nhẹ nhõm. Mặc dù đã có được Vĩnh Hằng Chi Linh, nhưng quá nhiều người, chứng kiến, không chỉ có bọn người Tô Triệt sẽ đuổi tới, không bao lâu, toàn bộ cường giả tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều sẽ triển khai lùng bắt bọn hắn. Tặc điểu quen thuộc nơi này, có nơi ẩn thân. Khương Phàm phóng lên tận trời, ngắm nhìn rừng rậm xa xa, nhưng ngoại trừ đám người Tô Triệt đang đuổi theo nơi này ra thì vẫn không thấy được bóng dáng hỏa diễm huyễn điểu. Kỳ thật hắn không chỉ muốn tìm nơi ẩn thân, càng hy vọng tặc điểu có thể thay hắn xử lý rơi bọn người Tiêu Lạc Lê. Trước đó không nguyện ý để tặc điểu ra tay, là cảm giác linh hồn cảnh tam trọng thiên có một số quá khi dễ người, mà chính bọn hắn liền có thể làm được, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Đừng quản tặc điểu nữa, trước tiên phải hất bọn hắn ra. Dạ An Nhiên cao giọng nhắc nhở Khương Phàm, năng lượng đại hoang ấn vẫn quá bá đạo, đối bọn hắn thân thể tạo thành trọng thương. Nhất định phải tìm nơi điều trị. Hàn Ngạo, ngươi mang Tiêu Phượng Ngô lên. Toàn thân Khương Phàm liệt diễm nhấc lên, hóa thân chu tước yêu thể, nhào về phía Lâm Nam. Lâm Nam nhanh chóng vung lên dây leo, ở hai bên cuốn lấy Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Tiểu Kim Hầu, Cơ Lăng Huyên. Khương Phàm bắt lấy Lâm Nam, dùng nhanh nhất tốc độ lao ra. Tiêu Phượng Ngô hô to. Vì sao không quấn ta? Ta không muốn ở cùng một chỗ với tên Hàn Ngạo kia. Ta còn không muốn bắt người đây, chết chìm đi. Hàn Ngạo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nhấc lên tránh khỏi, tiếp lấy phát lực bắn lên, vững vàng rơi xuống trên thân Hàn Ngạo. Bay lượn đi, Khố Ca. Tên hỗn đản ngươi. Hàn Ngạo suýt chút nữa đã hất bay cái tên thổ phỉ này. Đừng hồ nháo, đào mệnh đi. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống cảnh cáo Hàn Ngạo. Bọn hắn không còn ẩn nấp tung tích nữa, mà phóng tới không trung, nhanh chóng lao về phía trước thoát khỏi. Mặc dù lập tức hấp dẫn nơi xa, nhưng nương tựa theo ưu thế tốc độ, bọn hắn đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Bọn người Tô Triệt vẫn theo sát ở phía sau, không ngừng vẩy xuống năng lượng, chỉ dẫn phương hướng cho đồng bạn bị bỏ lại phía sau. Theo sát, hai mắt Tô Triệt lóe ra tinh quang. Lo lắng thúc giục Kim Bằng. Hắn ôm lấy hy vọng cực lớn đối với Vĩnh Hằng Chi Linh, đó là hy vọng để hắn có thể trùng kích Chí Tôn Thánh Văn trước 20 tuổi. Mặc dù lấy tài nguyên đại diễn thánh địa, tương lai bồi dưỡng hắn đến Chí Tôn Thánh Văn cũng không khó, nhưng thời kỳ sinh trưởng khác biệt, tố chất thân thể và tiềm lực đều có khác nhiều. Mười mấy tuổi đã tiến vào Chí Tôn Thánh Văn, cùng 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Càng sớm tiến vào, không gian trưởng thành ở tương lai càng lớn. Tiêu Lạc Lê,
Tiêu Lạc Sư cũng theo ở phía sau, toàn lực thôi động năng lượng lôi hỏa, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Mặc kệ là báo thù, hay là cơ duyên, bọn hắn đều nhất định phải đuổi theo. Ở phía sau, bọn người Lữ Lương Nhân, Lư Kinh Vĩ, cũng đều đang bám sát, các thú linh văn của thánh địa khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Số lượng đạt tới 18 người. Ánh mắt bọn hắn trở nên nóng bỏng, toàn thân phun trào nhiệt huyết, khí thế trước nay chưa có lại tăng vọt. Thoát không nổi sao? Khương Phàm quay đầu, mặc dù đang kéo dài khoảng cách, nhưng lại không quá rõ ràng. Lao xuống, hù dọa mãnh thú, quấy nhiễu bọn hắn truy kích. Dạ An Nhiên cưỡi trên người Khương Bân hô to. Lâm Nam sư tỷ, quấn chặt An Nhiên và mọi người, chuẩn bị. Khương Phàm cắn răng, nắm chặt dây leo Lâm Nam liền muốn lao xuống. Đúng vào lúc này, một tiếng to rõ tiếng gáy to vang vọng tầng mây. Thời điểm bọn hắn quay đầu nhìn ra xa, vừa hay nhìn thấy một đám hỏa vân ở phương xa nhấc lên, liệt diễm cuồn cuộn, nhuộm đỏ chân trời. Một con hỏa liệt điểu hoa lệ huy động hai cánh, nhấc lên hỏa triều, nhào về kim bằng phía trước nhất. Hỏa liệt điểu, có được huyết mạch hỏa hoàng, hỏa liệt điểu. Tô Triệt bỗng nhiên biến sắc, lập tức khống chế kim bằng né tránh. Kim bằng gáy to, sôi trào lên kim quang ngập trời, bỗng nhiên phanh lại, nghiêng giữa không trung. Hỏa liệt điểu nhấc lên liệt diễm, dùng tốc độ cao nhất truy kích. Kim bằng liên tục điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Tản ra, đều tản ra, đừng gom lại cùng một chỗ. Bọn người Tiêu Lạc Lê liên tiếp phanh lại, nhanh chóng tản ra thoát khỏi. Trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, nhìn thấy bất cứ cổ thú dị cũng đều phải giữ vững cảnh giác. Bởi vì làm không tốt chính là cấp bậc thuần huyết, khả năng phía sau còn đi theo lão yêu càng kinh khủng hơn. Mà, đây lại là hỏa liệt điểu, mãnh cầm hung danh hiển hách, liền xem như bán huyết, cũng có thể tùy tiện săn bọn chúng. Là tặc điểu, tới thật đúng lúc. Khương Phàm kéo lấy dây leo phóng tới rừng rậm, phân phó An Nhiên đi trước một bước, hắn quay người tiến vào rừng rậm, phải phối hợp tặc điểu, vây bắt bọn người Tiêu Lạc Lê. Hỏa liệt điểu vỗ cánh gáy to. Con mắt lóe ra hung quang khiếp người, toàn thân bao quanh đường vân như điện. Kim bằng vừa muốn ở phía xa ổn định, hỏa liệt điểu lại lần nữa nổ bắn đi qua, mỏ chim dài nhỏ gáy to khắp trời cao, thanh âm bén nhọn chói tai, như muốn chấn vỡ cả linh hồn của con người. Nó tiếp cận huyết mạch của ngươi, rời khỏi nơi này. Tô Triệt không do dự nữa, khống chế kim bằng dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi. Sau khi hỏa liệt điểu gáy to truy kích mấy ngàn mét liền đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lợi hại tập trung vào Tiêu Lạc Lê xa xa. Bọn hắn toàn bộ đạp vào tinh hà, cất bước phóng tới. Tinh hà tựa như đường hầm hư không, chở bọn hắn nhanh chóng thoát khỏi. Chỉ là loại bí thuật cường đại này quá hao tổn linh lực, sau khi liên tiếp xông ra mấy ngàn mét, Lư Kinh Vĩ đã không gánh được nữa. Cố gắng điều dưỡng, chuẩn bị lần thứ hai. Tiêu Lạc Sư bắt lấy Lư Kinh Vĩ, thôi động hai cánh lôi hỏa phóng tới phía trước. Phía trước là Lục Bình Yên, tới gần nàng. Tiêu Lạc Lê đột nhiên lao xuống, ôm lấy Lục Bình Yên, nhanh chóng bay lên không, tiếp tục thoát khỏi. Hỏa liệt điểu truy kích từ trên cao, Khương Phàm theo vào TNG rừng rậm, lúc lên lúc xuống một mực tập trung vào bọn hắn. Bọn người Khương Phàm đâu? Bọn người Tô Triệt liên tiếp trở lại không trung, muốn tiếp tục tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Linh, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Khương Phàm. Tiêu Lạc Lê, trong tay của ta có Vĩnh Hằng Chi Linh, ngươi có muốn không? Khương Phàm đột nhiên bay lên không xuất hiện, huy động hỏa dực, truy kích Tiêu Lạc Lê. Khương Phàm, Tiêu Lạc Lê phanh lại, quay đầu nhìn quanh, nhưng liếc sau khi về hỏa liệt điểu xa xa, lại lập tức lao vùn vụt. Ngu xuẩn, hỏa liệt điểu đang ở đây, ngươi phách lối lao ra như thế này, lại còn trực tiếp bổ nhào qua. Nhưng, các ngươi nhìn xem. Lục Bình Yên bỗng nhiên hô to. Xa xa, Khương Phàm cùng hỏa liệt điểu đón đầu gặp phải, nhưng không có phát sinh chém giết như tưởng tượng, Khương Phàm lại còn phóng đến trên thân hỏa liệt điểu, cùng một chỗ đuổi đi theo. Con hỏa liệt điểu kia bị Khương Phàm thu phục rồi. Bọn người Tiêu Lạc Lê thay đổi sắc mặt, lập tức cắm đầu điên cuồng xông đi. Lư Kinh Vĩ, nghỉ ngơi đủ chưa? Lục Bình Yên lo lắng thúc giục, tên hỗn đản bại hoại kia lại có thể hàng phục một con hỏa liệt điểu. Nếu hôm nay bọn hắn không trốn thoát được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến rồi. Lư Kinh Vĩ hít một hơi cắn răng lại, lần nữa phóng thích tinh hà, mang theo bọn hắn nhanh chóng phóng tới, đem khoảng cách hai bên đang rút ngắn nhanh chóng kéo dài mấy ngàn thước.
Tiêu Lạc Lê vừa chạy vừa quay đầu giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm, ngươi dùng yêu thú linh hồn cảnh đuổi giết linh nguyên cảnh chúng ta, ngươi hèn hạ vô sỉ, không có tư thái thánh văn nào, ngươi chính là tên hỗn đản, đệ tử thánh địa làm bậy. Ngươi vận dụng chu tước pháp chỉ, thật có tư thái đấy. Khương Phàm cưỡi trên thân tặc điểu, nắm chặt tàn đao, kích ra huyết khí toàn thân, vận sức chờ phát động. Hắc, hắc, tiểu nữ nhi ở trước mặt. Tặc điểu nhấc lên hỏa diễm, dùng tốc độ cao nhất truy đuổi. Trước đó các người bị hạ thuốc là chơi thế nào? Là ngươi chơi bọn hắn, hay là bọn hắn chơi ngươi rồi? Ngươi muốn chết? Tiêu Lạc Lê đột nhiên lạnh mặt lại, tâm bình nhấc lên từng trận sóng cả, suýt chút nữa liền muốn quay đầu giết qua. Đi mau! Tiêu Lạc Sư lần nữa phóng thích lôi hỏa hai cánh, bắt lấy quá độ tiêu hao lư kinh vĩ, bay lên không lao vùn vụt. Tiêu Lạc Lê cũng chấn mở hai cánh, ôm lấy Lục Bình Yên chạy trốn. Ngươi chăm chú đuổi cho ta. Nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm thúc giục tặc điểu. Điểu ra ta vừa dung hợp một con hỏa nha, cho ngươi xem một chút. Hỏa diễm huyễn điểu bạo động liệt diễm toàn thân, ánh sáng ngập trời, huyết châu nhanh chóng mở rộng ra hài cốt huyết nhục, còn có lông vũ, bên trong tiếng vang lốp bốp kỳ quái biến thành một con hỏa nha to lớn. Toàn bộ hành trình chỉ có 10 giây mà thôi. Đây là thương viêm hỏa nha, so với hỏa nha của Thánh Hồ còn mạnh hơn, càng lớn, còn có càng nhiều huyết mạch kim ô. Ha ha ha, ngươi hiểu ý của ta không? Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân thành thương viêm hỏa nha, dâng lên cuồng bạo liệt diễm, dùng tốc độ cao nhất truy đuổi bọn người Tiêu Lạc Lê. Đây là thôn vệ sống thương viêm hỏa nha mà thay đổi yêu thể, cùng dung hợp hỏa liệt điểu khối nhỏ xương cốt không giống với, cho nên gần như hoàn chỉnh cho thấy hỏa nha thực lực. Thái Dương Đồ Đằng. Khương Phàm lập tức nghĩ đến mấu chốt. Ha ha, đúng đúng đúng, chờ điểu ra ta biến thành kim ô. Ô ô, tặc điểu đột nhiên trừng to mắt, phát ra từng tiếng quái khiếu, giống như là miệng khoan khoái. Nó đánh ra hai cánh, chật vật xoay chuyển, chạy trốn về nơi xa. Người đang làm gì? Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị quăng ra ngoài. Lan nặc, là lan nặc. Tặc điểu tiếp tục tăng độ cao lên, liên tiếp xông phá ba đạo tầng mây, ẩn giấu đi thân phận. Lan nặc. Khương Phàm dõi nhìn ra xa. Quả nhiên ở trong rừng rậm phía xa xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Ở bên cạnh họ còn ngồi xổm một con ác thú hùng tráng khổng lồ, lông tóc hỏa hồng, đôi mắt giống đèn lồng, hai tay vừa to vừa dài, toàn thân tràn ngập khí tức bạo ngược. Đó là hung thú Chu Yếm, yêu thú bảo vệ của Di Lạc cổ địa. Tặc điểu giống như nổi điên chạy trốn về nơi xa. Đó là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Trong rừng rậm, Lan Nặc ngẩng đầu, nhìn lên lôi hỏa ầm ầm đi qua bầu trời. Tốc độ nhanh như vậy, là phát hiện bảo bối, hay là đang đào mệnh? Lan giận nhảy lên núi đá, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Người mạnh nhất của thế hệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều này là ai? Lan Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Không hiểu rõ. Lan Nặc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới. Đời trước có thiên linh văn, không biết thế hệ này có hay không? Giọng ác thú Chu Yếm trầm thấp hùng hậu, toàn thân nhấc lên sát khí đáng sợ. Không thể cam đoan mỗi đời đều sinh ra thiên linh văn, bọn hắn có tư cách gì xưng là hoàng tộc, lại làm sao trấn được vương hầu trong hoàng triều. Lan Nguyệt lườm liếc miệng nhỏ. Sở dĩ hoàng tộc mạnh là mạnh vì nội tình, mạnh vì lực ảnh hưởng, cũng không phải là nói đời đời đều sinh ra thiên văn mới có thể xưng là hoàng tộc, là bọn hắn có tiềm lực sinh ra thiên văn, lại đời thứ ba nhất định phải cam đoan xuất hiện thiên văn. Mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã từng vô cùng cường đại. Nhưng ở ngàn năm trước đã gặp phải một trận biến cố đặc biệt, may mắn lúc ấy gặp. Chu Yếm nói đột nhiên dừng lại, thúc giục Lan Nặc. Kết thúc nhanh lên, không thể no lại trì hoãn. Trong tộc có lệnh, ta nhất định phải cam đoan các ngươi mau rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lập tức kết thúc, Lan Nặc đang xóa đi ký ức của một quái vật khổng lồ. Đầu đại yêu này chính là Thái Thản Cự Mãng. Là con non của hai con Thái Thản Cự Mãng ở Thánh Sơn và Thánh Hồ mấy năm gần đây vừa dựng dục ra, cũng là một hậu đại Thái Thản duy nhất đã thức tỉnh huyết mạch. Di Lạc cổ địa bọn hắn trước đó đã phát hiện nó, chỉ là kiêng kỵ con mẫu thú kia, không dám ra tay. Lần này cấm chế Vĩnh Hằng Thánh Sơn bị xúc động, các đại yêu nhao nhao ẩn núp, bọn hắn rốt cuộc cũng đợi đến cơ hội. Về phần mẫu thú, cứ để tộc đàn tiếp nhận đi. Chu Yếm nhắc nhở. Sau khi rời khỏi, mau chóng bồi dưỡng nó, sau đó dùng máu của nó nuôi nấng vạn linh huyết thụ.
Lan Nguyệt kích động lên. Huyết mạch cự mãng, huyết mạch thái thản, hai lực lượng này rót vào vạn linh huyết thụ, tương lai vạn linh huyết thụ chẳng phải có thể bắt giết tất cả yêu thú xả mãng sao? Chu Yếm nói. Trên lý luận là như thế, nhưng không có người thực sự hiểu rõ tình huống cụ thể của vạn linh huyết thụ, cần chính các ngươi đi nghiên cứu. Tặc điểu Khương Phàm chạy ra mấy vạn mét mới dừng lại. May mắn điểu ra ta linh động, nếu đi chậm nửa phần, chỉ sợ tên ác thú Chu Yếm kia đã phát hiện ra chúng ta. Tặc điểu lòng còn sợ hãi, một khi bị tiếp cận, bọn hắn hôm nay ai cũng trốn không thoát được. Khương Phàm hai đầu lông mày hiện ra một vòng nghiêm trọng. Bọn người Lan Nặc vậy mà lại đi ra hoạt động, còn được Chu Yếm tự mình bảo vệ, xem ra hẳn là chuẩn bị rời khỏi. Vạn linh huyết thụ nhất định là vô duyên với ngươi, cố gắng bồi dưỡng thiết long cổ thụ đi. Tặc điểu mang theo Khương Phàm muốn rời khỏi. Lách qua đi, tiếp tục đuổi theo Tiêu Lạc Lê. Còn có thể đuổi kịp. Thử một chút, tận lực đuổi. Nếu để cho bọn hắn chạy, sau này sẽ không thiếu phiền phức. Liên tiếp hai ngày xuống tới, Khương Phàm đều không thể phát hiện ra tiêu tung tích của bọn người Lạc Lê. Hắn không thể không từ bỏ, bởi vì nguy hiểm lớn hơn nữa đã muốn tới. Nghênh đón anh hùng của các ngươi đi. Tặc điểu đi theo Khương Phàm tìm tới bọn người Dạ An Nhiên, sau đó nó hóa thân thành hỏa hồ nhảy đến trên tảng đá, kiêu ngạo hô to. Bọn người Tiêu Lạc Lê đâu? Dạ An Nhiên nhìn thấy Khương Phàm bình an trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Không đuổi kịp, chạy rồi. Con mắt như bảo thạch tặc điểu gian xảo xoay chuyển, thả người nhào về phía Lâm Nam bên cạnh. Người phát dục tốt nhất rồi. Bọn hắn chạy, người còn gọi anh hùng. Hàn Ngạo lập tức lên tiếng, một phát bắt được. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, hù chạy bọn người Tô Triệt, Tiêu Lạc Lê, các ngươi có thể an toàn rời khỏi. Đừng không hiểu chuyện, tránh ra, ta muốn cùng Lâm Nam cô nương thân mật. Tìm người khác thân mật đi. Hàn Ngạo đem nó ném ra. Tặc điểu lẻn đến bên cạnh. Làm sao nào, nàng là của ngươi. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh cười nói. Đơn phương yêu mến, ngươi biết được. Sợ như thế, thích thì liền lên đi, ngươi không chủ động nhào tới, còn trông cậy vào nữ hài nhi ôm ấp mình yêu thương sao. Tặc điểu bĩu môi, ngồi xổm ở bên cạnh, từ dưới đi lên, như tên trộm thưởng thức dáng người uyển chuyển của Dạ An Nhiên và các nàng. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian phụ họa. Chính là như thế, ngươi cứ nói, có khả năng nàng sẽ đồng ý, cũng có khả năng sẽ không đồng ý, chí ít vẫn có 5 phần cơ hội. Ngươi không thể hiện, người ta khẳng định không đồng ý. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Hàn Ngạo nhíu mày, một tên Tiêu Phượng Ngô đã làm cho hắn đủ khó coi, vậy mà tặc điểu này cũng tới náo. Thương Hàn Nguyệt nhìn Hàn Ngạo khó xử, thay hắn nói. Đừng nói đơn giản như vậy, không thể hiện, còn có thể làm bằng hữu. Nói ra rồi, thì cái gì cũng đều làm không được. Ai muốn làm bằng hữu? Mục đích của ta là... Tiêu Phượng Ngô và Tặc Điểu lại chăm miệng một lời, một người một thú kinh ngạc đụng đụng ánh mắt, lại chăm miệng một lời. Cưỡi nàng. Ha ha. Tiêu Phượng Ngô Tặc Điểu cởi mở cười to, ăn ý nha. Có thể im miệng hay không? Hàn Ngạo đen mặt lại, Lâm Nam còn đang ở phía sau. Tặc Điểu lẻn đến trên vai Tiêu Phượng Ngô. Nói với Thương Hàn Nguyệt. Ngươi không thể hiện, chỉ muốn làm bằng hữu. Vậy thì tốt, đợi ngày nàng lập gia đình, nam tử không phải ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cùng nam tử khác ăn cơm đi ngủ, tu luyện tạo ra hài tử, kẻ làm bằng hữu như ngươi đây chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng làm nghĩa phụ cho hài tử. Ngươi thiếu thông minh thật. Ta, Thương Hàn Nguyệt nghẹn đến im lặng. Tiêu Phượng Ngô cùng nhau có cảm giác hận khi gặp tên tặc điểu này muộn như vậy. Hắn thúc giục Hàn Ngạo. Nhanh, bầu không khí rất phù hợp, quay đầu quỳ xuống thổ lộ. Chờ một chút, ta kiểm tra một chút. Tặc điểu lộ ra một nụ cười xấu xa. Vị này, ngươi tên là gì? Hắn tên Hàn Ngạo, đó là Lâm Nam sư tỷ. Đúng, Hàn Ngạo, ngươi thích Lâm Nam không? Hàn Ngạo tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hít một hơi miệng lấy dũng khí, gian nan nói ra miệng. Rất thích. Thương Hàn Nguyệt và các nàng lập tức lộ ra nụ cười mập mờ, thật nói ra khỏi miệng. Lâm Nam im lặng bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, khẽ nhếch môi, muốn cự tuyệt, lại sợ Hàn Ngạo khó xử. Ta thích. Hàn Ngạo hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, thân thể căng cứng, mặt mũi đầy mồ hôi.
Tặc điểu nói, ta thả Lâm Nam vào trong hố phân, thời điểm sắp ngạt chết thì vớt đi ra, nhất định phải tranh thủ thời gian làm hô hấp cho nàng, ngươi có đưa miệng tới không? Cái gì? Hàn Ngạo khẽ giật mình, chuyển biến đột nhiên thế này để hắn có chút trở tay không kịp. Tặc điểu bĩu môi. Ngươi nhìn xem, ngươi cũng do dự, tình cảm của ngươi đối với Lâm Nam đều không chơi lại phân. Ngươi xong rồi. Bầu không khí trong hẻm núi bỗng nhiên an tĩnh, ngay cả bọn người thương Hàn Nguyệt cũng đều ngây ngẩn cả người. Ha ha! Tiêu Phượng Ngô đột nhiên phình bụng cười to, tặc điểu này quá thiếu đạo đức, ha ha ha, Hàn Ngạo thật vất vả mới dũng cảm lên, một hố phân đã làm trùng xuống. Ta làm hô hấp cái gì? Ta có đan dược, ta có thể cho nàng ăn đan dược. Hàn Ngạo vừa thẹn vừa giận, hỗn đản này đơn giản là đang đùa hắn. Ngươi càng không cứu được, cơ hội tốt bao nhiêu, lau khô miệng đi, gỡ cổ áo ra, đưa tay tới, bắt được cái gì cứ bắt cái đó, phụ mẫu nó, ngươi còn cho ăn đan dược. Tặc điểu bĩu môi, rất thất vọng nhún nhún vai. Ngươi, Hàn Ngạo mặt lúc đỏ lúc trắng, tranh thủ thời gian quay đầu muốn giải thích cùng Lâm Nam. Lâm Nam cười khổ, có thể đừng làm rộn hay không? Hai hỗn đản các ngươi, chờ đó cho ta. Hàn Ngạo nghiêm mặt hằm hằm nhìn bọn hắn. Nếu như không phải bởi vì đang có Lâm Nam sư tỷ ở đây, hắn không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của mình, làm sao lại có thể chật vật như vậy được? Được rồi, nói chính sự. Khương Phàm nói, Vĩnh Hằng Chi Linh thật ra là chu tước yêu hồn hoa, đối với linh văn của ta có tác dụng lớn. Cho nên, ta giữ lại. Ta vẫn chưa hỏi ngươi, linh văn của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mặc dù trước đó Cơ Lang Huyên rất ngạc nhiên, nhưng cân nhắc đến đó là bí mật của Khương Phàm, nên không có tra hỏi kỹ càng, nhưng mấy ngày trước Khương Phàm lại có thể gánh vác chu tước pháp chỉ của Tiêu Lạc Lê. Nếu như thuận tiện, Thương Hàn Nguyệt, bọn người Lâm Nam, cũng đều nhìn Khương Phàm, đang mong đợi một đáp án. Có liên quan với huyết mạch chu tước, phần thiên tước. Khương Phàm không nhiều lời, dù sao cũng là người đáng tin tưởng. Ngươi thật sự có huyết mạch chu tước. Bọn hắn hít một ngụm khí lạnh, trách không được Khương Phàm có thể thôn phệ thánh viêm khác, trách không được có thể có thực lực cường đại như vậy, thì ra trong huyết mạch có lực lượng của chu tước. Chu tước, đây chính là thần tổ vạn cầm trong truyền thuyết. Thời khắc thiên địa sơ khai, ban sơ sinh ra loài chim thủy tổ. Phượng Hoàng, Tất Phương, Thiên Bằng, Thanh Loan, các loại thần điểu đều phải kính úy tổ tông. Đừng nói có được một tia huyết mạch chu tước, liền xem như có thân thích liên quan, đều rất là ngưu bức. Khương Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Một chút xíu mà thôi. Nếu như có thể luyện chu tước yêu hồn hoa, huyết mạch hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Thuốc về ngươi. Bọn hắn quả quyết gật đầu, mặc dù rất chờ mong có thể nếm thử hiệu quả Vĩnh Hằng Chi Linh này, nhất là sau khi kiến thức được sự khủng bố của Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đối với yêu hoa thần bí có thể xé mở cấm chế Thánh Sơn này càng có hứng thú hơn, nhưng nếu càng thích hợp với Khương Phàm, bọn hắn đều có thể chấp nhận. Nhanh thử một chút. Tiêu Phượng Ngô mong đợi thúc giục Khương Phàm, đây chính là bảo dược có thể 100% biến đổi linh văn cường đại, sau khi sử dụng hết Khương Phàm chính là chí tôn thánh văn, nếu quả thật có thể kích phát ra chút truyền thừa của chu tước, thực lực của Khương Phàm khẳng định sẽ tăng gấp bội. Ta đã là cửu trọng thiên đỉnh phong, chờ sau khi rời khỏi lại dùng. Các ngươi hẳn là đã nghỉ ngơi tốt, bây giờ chúng ta liền đi. Đi đâu? Sớm rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khương Phàm từ bỏ việc đuổi bắt Tiêu Lạc Lê, sốt ruột gấp trở về chính là đã cảm thấy nguy cơ. Tin tức Vĩnh Hằng Chi Linh đang khuếch tán, Thánh Địa Tây Bộ cùng đám tán tu sẽ lần lượt hành động, liên hợp lùng bắt bọn hắn. Nếu như chờ đến kỳ hạn 3 tháng mới suy nghĩ rời khỏi, tất cả Thánh Địa cùng cường giả Hoàng Triều khẳng định sẽ vây công bọn hắn ở cửa ra. Nếu như đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hoặc là đại diễn Thánh Địa, bằng vào lực ảnh hưởng cường đại, các phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đạt được chính là đạt được. Nhưng bọn hắn đến từ Nam Bộ, Thánh Địa Tây Bộ không có ai phải lo lắng cả, thậm chí khả năng cho rằng bọn họ không nên đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người Dạ An Nhiên nghe xong Khương Phàm giải thích, cũng đều khẩn trương. Đúng vậy, nếu như không nói trước mà rời khỏi, các phương khẳng định sẽ chặn đường ở cửa ra. Coi như có thể ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Thánh Địa phía ngoài cũng sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi. Cho nên, trước khi các phương kịp phản ứng, nhất định phải sớm rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Khương Phàm rời khỏi hẻm núi, chạy đến nơi Khổng Tước Ngũ Sắc ở.
ven đường còn săn bắt số lượng lớn mãnh cầm linh nguyên đỉnh phong, gom góp nguyên liệu luyện cửu chuyển linh nguyên đan. Ngươi muốn rời khỏi bây giờ? Khổng Tước ngũ sắc cao ngạo nhìn xuống Khương Phàm. Chúng ta rước lấy phiền phức, bây giờ nên đi rồi. Nếu ngươi muốn sớm rời khỏi, vì sao còn muốn tới tìm ta? Nếu ngươi muốn ta mang đồ ra bên ngoài, đã nói lên có liên hệ đặc thù cùng bên ngoài. Ta không muốn lại chọc tới kẻ địch không hiểu, truy sát ta khắp thiên hạ. Ngươi xác thực thông minh, tuy nhiên, ngươi hẳn là còn có mục đích khác. Có. Nói đi. Ta muốn biết thế lực bên ngoài của Di Lạc cổ địa ở tên là gì. Không biết. Vạn linh huyết thụ có phải trên người Lan Nặc hay không? Đúng. Nàng trà trộn vào trong đội ngũ tán tu rời khỏi Thánh Sơn, hay là có đường tắt khác? Nếu bọn hắn đã bị ngươi phát hiện thân phận thì sẽ không rời khỏi từ con đường kia nữa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn còn có một vết nứt nguy hiểm, cũng kết nối đến bên ngoài, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn nơi đó. Ở đâu? Ngươi không cần biết, đây là bí mật của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Phàm đón đôi mắt lạnh lẽo của Khổng Tước ngũ sắc nói. Ngươi khẳng định biết thế lực của bọn hắn ở bên ngoài, cũng biết thế lực kia ở đâu. Ngươi có thể không nói, nhưng xin chỉ cho ta một phương hướng. Bây giờ còn phải không thời điểm ngươi nên trêu chọc bọn hắn. Ta không nói trêu chọc bây giờ, ta chỉ muốn biết bọn họ là ai, bọn hắn ở đâu. Ngươi bây giờ không cần biết, chờ đến ngày ngươi có tư cách biết, bọn hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Khổng Tước ngũ sắc giơ lên hai sợi linh vũ. Một sợi sẽ đâm vào ý thức của ngươi, một sợi sẽ đâm vào khí hải, chỉ cần ngươi phối hợp, bọn chúng chính là cơ duyên của ngươi, nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng sẽ lấy mạng của ngươi. Khương Phàm không còn kiên trì hỏi tới nữa, hắn nhắm mắt lại, nói. Bắt đầu đi. Hai sợi linh vũ nở rộ lên tia sáng lộng lẫy, kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Khương Phàm, liên tiếp chui vào mi tâm. Bọn chúng không phải là linh vũ thật sự, mà là lực lượng linh hồn cùng lực lượng hỏa diễm, một sợi đi đến ý thức, một sợi xông vào khí hải. Bọn chúng nở rộ tầng tầng cường quang ở hai nơi, ánh sáng xen lẫn, phân biệt ngưng tụ thành hình dáng Khổng Tước, dương cánh hoành không, hoa lệ tôn quý. Khương Phàm cảnh giác một lát, sau khi cảm thấy không có vấn đề mới mở mắt ra. Đây là thứ ngươi phải đưa đi, nhớ kỹ, không được loạn đụng, một mực dựa theo ta chỉ dẫn, đưa đến nơi ngươi nên tặng. Khổng Tước ngũ sắc ở trước mặt Khương Phàm thả ra một trứng ngũ sắc, nhưng rất rõ ràng không phải trứng Khổng Tước thật, mà là dùng vỏ trứng tế luyện ra một loại vật chứa nào đó. Cáo từ. Khương Phàm thu hồi trứng ngọc, bỏ vào thanh đồng tiểu tháp, trước khi đi liền liếc mắt nhìn tiểu Khổng Tước đang mê man ngủ. Trước đó hắn còn hoài nghi Khổng Tước muốn hắn mang tiểu gia hỏa đi. Nhưng, tiểu Khổng Tước lại còn ở đây. Sau khi Khổng Tước ngũ sắc đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, thì thào khẽ nói. Giúp ngươi có vận khí tốt, con của ta. Tiểu Khổng Tước, bên cạnh có chút run run, lấp lóe tia sáng, hóa thành ngọn lửa năm màu, về tới trong thân thể của nàng. Đây là giả. Thứ Khương Phàm mang đi, mới là thật. Xong việc. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài. Tặng thứ gì? Cơ Lăng Huyên tò mò hỏi. Không biết, dựa theo chỉ dẫn của nàng mà đưa qua, mau chóng kết thúc chuyện này. Bây giờ Khương Phàm không dám nói lung tung, cũng không dám nghĩ lung tung, để tránh kích thích đến linh vũ còn trong ý thức. Xuất phát, về nhà thôi. Tiêu Phượng Ngô không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra thu hoạch của bọn hắn trước mặt thánh chủ, chỉ là không biết thánh chủ ở bên ngoài có an phận hay không, có gây họa hay không. Bên ngoài Vĩnh Hằng Thánh Địa, Vô Hồi thánh chủ sớm đã trở thành tiêu điểm, để tất cả thánh chủ Tây Bộ khẩn trương lại kiêng kỵ. Bởi vì Vô Hồi thánh chủ cũng không có đợi đến khi sự kiện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc lại thẩm phán Ly Hỏa thánh chủ, mà là vào ngày thứ hai, sau khi bọn người Khương Phàm tiến vào đó, nàng đã kéo lấy Ly Hỏa thánh chủ đi đến thánh địa Tổ Sơn. Một cử động kia không chỉ có đánh đại diễn thánh chủ trở tay không kịp, cũng làm cho tứ đại thánh địa trung ương vừa mới được đại diễn thánh chủ thông báo, chuẩn bị tụ tập lại thương lượng thảo luận đã luống cuống tay chân. Khi tứ đại thánh địa trung ương nhận được tin tức, Vô Hồi thánh chủ đã đem Ly Hỏa thánh chủ đặt tại đỉnh Tổ Sơn, cũng gõ thánh trung Tổ Sơn. Mấy chục vạn dặm địa vực Thương Huyền trung ương đều vì chuyện này mà oanh động. Thánh địa Tổ Sơn trở thành tiêu điểm, khiến cho các phương chú ý. Sau khi trải qua nhiều tháng tranh luận kịch liệt, sự kiện tại Tổ Sơn tốt xấu xem như đã chìm xuống.
Vô hồi thánh chủ cũng vào 3 ngày trước về tới bên ngoài Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nữ tử này thật hung ác. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đường đường tôn chủ Nam Bộ, cứ như vậy để nàng phế đi. Các thánh địa trung ương cũng không có cách nào, ai bảo nàng chạy đến Tổ Sơn náo chứ. Không chỉ có chiêu cáo thiên hạ, lên án mạnh mẽ tội ác của Ly Hỏa, còn lên án mạnh mẽ tứ đại thánh địa trung ương đối với chuyện Nam Bộ gặp phải mà mặc kệ không hỏi, cùng một ruột với Ly Hỏa thánh địa. Tứ đại thánh địa trung ương toàn bộ đều địa vị có phi phàm tại Thương Huyền, lúc nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng qua. Ta nghe nói 4 vị cao quý thánh chủ kia trực tiếp cùng với nàng ở bên trong Tổ Sơn tổ từ mắng lên, các ngươi có thể tưởng tượng tràng diện kia không? Ngay trước pho tượng liệt tổ liệt tông thánh địa, nàng đứng ở trước điện mắng tứ đại thánh chủ trung ương. Mắng chưa xong, còn bổ nhào vào trước pho tượng thủy tổ gào khóc không về. Khiến cho 4 vị thánh chủ tức giận. Cuối cùng cũng đều quỳ gối trước pho tượng thủy tổ xin lỗi. Thật nhanh nhẹn dũng mãnh, ngay cả khi tứ đại thánh chủ trung ương cầu xin, tốt xấu cũng đã lấy nàng từ bên trên Tổ Sơn xuống. Hơn 1 tháng, tứ đại thánh chủ trung ương không có bị nàng làm tức chết, đều xem như kỳ tích. Bát phụ, quả nhiên là bát phụ, người đàn bà đanh đá. Các ngươi có chú ý đến sắc mặt đại diễn thánh chủ không? Tái nhợt, tái nhợt. Tứ đại thánh chủ trung ương không có cách nào kiềm chế được vô hồi thánh chủ, cuối cùng chỉ vào đại diễn thánh chủ lên án một trận, trách hắn không có việc gì lại chạy đến Nam Bộ gây phiền toái. Ai, Tô Thiên Sóc bây giờ đều bị nàng chụp chết tươi. Khó chịu nhất vẫn là 2 đại thánh chủ Hồn Thiên và Linh Kiếp. Tứ đại thánh địa trung ương trực tiếp lấy danh nghĩa Tổ Sơn, hạ huấn lệnh cho 2 đại thánh chủ bọn hắn, để bọn hắn tuân thủ sứ mệnh thánh địa, bảo vệ đại địa Nam Bộ. Còn dám trêu đến để vô hồi thánh chủ chạy đến Tổ Sơn, sẽ không dễ dãi như thế nữa. Các phương đang nhỏ giọng nghị luận, liên tiếp nhìn về phía vô hồi thánh chủ cùng đại diễn thánh chủ. Vô hồi thánh chủ bình tĩnh tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại diễn thánh chủ lại tái xanh cả mặt, rốt cuộc cũng hối hận khi đã nhúng tay vào sự kiện Nam Bộ. Sinh ra ở thánh địa, trưởng thành tại thánh địa, còn nửa đời người làm thánh chủ. Trong ấn tượng của hắn tư thái thánh chủ đều là tôn quý cao ngạo, nho nhã phong độ, coi như gặp được ủy khuất, tức giận, cũng phải biết cách khống chế. Hắn cũng không có suy nghĩ xử lý chuyện Nam Bộ lại nhiều phức tạp, nhiều khó khăn như thế. Kết quả vô hồi thánh chủ triệt để đổi mới ấn tượng của hắn đối với 2 chữ thánh chủ này. Khung cảnh gào khóc tại Tổ Sơn kia cũng coi như đã cho hắn thấy một đường nhân sinh mới. Ép tứ đại thánh địa trung ương quỳ theo xuống. Một tay nước mũi một tay nước mắt xin lỗi các tổ tông. Tràng diện kia, sợ rằng sẽ xoay quanh ở trong đầu hắn cả một đời. Mà sau đó, tứ đại thánh chủ trung ương liên tục mang theo nụ cười mời vô hồi thánh chủ xuống núi, còn lại nói là tốt, lại là tặng lễ, sau đó quay người đổ ập xuống chỉ vào hắn chửi rủa 3 giờ, từng câu từng chữ đều không giống nhau. Ai? Các túc lão đại diễn ở 2 bên lắc đầu thở dài, mất mặt thật, không phải vô hồi thánh địa mất mặt. Mà là đại diễn thánh địa bọn hắn mất mặt. Ta thật không nghĩ tới chuyện sẽ náo thành như thế này. Đại diễn thánh chủ cũng uất ức lắc đầu. Lúc trước Ly Hỏa thánh địa cầu cứu, hắn cảm giác làm tôn chủ Tây Bộ, có cần phải đi qua xử lý. Sau khi phát giác cảnh giới vô hồi thánh chủ có vấn đề, mới nghĩ đến mời tới để từ từ hiểu rõ. Kết quả, dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân, mua dây buộc mình, rời lên tảng đá nện vào chân mình. Hắn thật hận không thể quất mình 2 bàn tay. Nữ tử kia thật là đáng sợ. Một vị đại diễn túc lão liếc mắt nhìn vô hồi thánh chủ. Đây cũng không phải là bát phụ, mà là ngoan nhân, người hung ác nhưng rất biết suy tính. Biểu hiện của nàng tại Tổ Sơn nhìn mạnh mẽ hổ nháo, kỳ thật tiến thối có quy luật, khôn khéo cay độc. Cuối cùng đạt thành vài hạng quyết nghị, ngay cả hắn đều muốn bội phục. Đúng vào lúc này, con đường không gian như cơn lốc đột nhiên oanh động. Cường quang giống như thiểm điện va chạm tế đàn. Xảy ra chuyện gì? Dãy núi rừng rậm bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương tiếp cận không trung. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn đóng lại sớm? Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, các phương lo lắng nhất chính là cái này. Một khi Thánh Sơn đóng lại, thiên tài tinh anh bên trong liền không ra được nữa. Đó cũng đều là bảo bối của bọn hắn, là hy vọng của bọn hắn. À, có người đi ra. Con đường không gian rất nhanh đã khôi phục ổn định, nhưng có mấy bóng người liên tiếp đi ra trên tế đàn. Là đệ tử vô hồi thánh địa. Sao bọn hắn lại đi ra sớm rồi?
Kỳ hạn 3 tháng vẫn còn lại nửa tháng mà. Tất cả các cường giả thánh địa thoáng thở phào, nhưng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Người khác đều là đến 3 tháng kỳ hạn, còn lưu luyến ở bên trong, không nguyện ý đi ra. Vậy mà bọn hắn lại sớm chạy ra bên ngoài. Nhớ lầm thời gian sao? Hay là, gây hỏa, khiêu khích để cho nhiều người tức giận. Bọn người Khương Phàm cố ý làm cho máu me khắp người, tóc tai bù xù, còn mang theo bộ dáng rất chật vật gấp rút, hoang mang, rối loạn chạy xuống tế đàn, chạy tới Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó. Ha ha, nhìn cái bộ dáng hỏng bét kia, hẳn là đã gây hỏa. Vô Hồi Thánh Địa cùng hai đại thánh địa Hồn Thiên và Linh Kiếp đều có mâu thuẫn. Bọn hắn đi đến nơi đó chỉ có thể một mình phấn chiến, không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Thật sự nếu không biết thu liếm, rất dễ gặp phải phiền toái to lớn. Giống như không chỉ có một tên chật vật, thật không dễ dàng, ta còn đoán chừng đã chết một nửa. Vừa mới bắt đầu liền khiêu khích Hồn Thiên Thánh Địa, có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Tất cả thánh địa nhỏ giọng nghị luận một lát, không tiếp tục để ý. Chỉ cần không phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại sớm, liền không liên quan đến bọn hắn. Mà nhìn dáng vẻ uất ức của Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn còn có một số là rất vui mừng. Sao hắn lại còn sống? Hoàn Nhan Liệt đang làm cái gì vây? Hồn Thiên Thánh Chủ trao mày, những ngày này hắn vẫn một mực chờ đợi Hoàn Nhan Liệt mang Thiết Long Cổ Thụ ra. Nói không chừng đã đắc thủ, nhưng đã tha cho tính mạng của đám người Khương Phàm. Có Túc Lão ở bên cạnh nói nhỏ. Tốt nhất là như thế. Hồn Thiên Thánh Chủ nhìn về vết nứt trên không trung, nếu như Hoàn Nhan Liệt không có giúp hắn cầm lại Thiết Long Cổ Thụ, sau khi trở lại Thánh Địa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sao các ngươi lại đi ra sớm rồi? Vô Hồi Thánh Chủ nghênh đón bọn hắn, nhìn bọn người Khương Phàm cả người là máu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thánh Chủ đừng lo lắng, cái này máu là giả, hắc hắc, chúng ta cố ý. Tiêu Phượng Ngô cố ý hách thân thể, phóng xuất ra khí tức bát trọng thiên của mình. Các ngươi, bọn người Ngụy Thiên Thu tra xét rõ ràng khí tức của đám người, sắc mặt hơi đổi, trừ cảnh giới Lâm Nam không thay đổi ra, những người khác lại đều có đột phá lớn. Khương Phàm và Giả An Nhiên đều đã là cửu trọng thiên, bọn người Tịch Nhan, Tiêu Phượng Mô là bát trọng thiên. Thánh chủ, bọn hắn đều có đại cơ duyên mà ngài tưởng tượng không đến. Lâm Nam tươi cười, mặc dù cảnh giới mình không có đột phá, nhưng có thể đem bọn người Khương Phàm đi ra an toàn, đã rất may mắn. Huống chi nàng cũng đã nhận được cơ duyên, trở lại thánh địa tùy thời có thể tiến vào linh hồn cảnh. Vô Hồi Thánh chủ đều hiếu kỳ hỏi. Cơ duyên lớn gì? Giả An Nhiên nói. Ta gặp được ngũ hành thần thụ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nó sống ở nơi đó hơn 200.000 năm, khai phách thế giới ngũ hành. Nó giúp ta kích phát tiềm lực ngũ hành thụ miêu, cải tạo không gian khí hải, lại cho chỉ điểm. Tịch Nhan nói. Ta được một bộ linh hồn thánh pháp. Khương Phàm nói. Ta bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Hàn Ngạo nói. Khương Phàm cho ta thần binh đang ngủ say. Tiêu Phượng Ngô cười nói. Chúng ta đều đã thức tỉnh đại hoang ấn trong không gian ngũ hành. Cơ Lăng Huyên nói. Chúng ta thành công khởi động đại hoang tù thiên trận một lần. Được. Vô Hồi Thánh chủ kích động đến mức toàn thân đều nổi lên cơn sóng nhiệt, đang muốn hô to, lại tranh thủ thời gian ngăn chặn, biến cuồng hỉ thành bi phẫn. Tốt, giết rất tốt, chúng ta không sợ phiền phức, chúng ta cũng không gây chuyện. Xa xa tất cả thánh địa nhao nhao ghé mắt lại. Đều lộ ra ý cười, xem ra đám đệ tử kia đúng là đã gây chuyện. Tốt, quá tốt rồi. Ngụy Thiên Thu hạ giọng, kích động đến run rẩy, nhưng lại cưỡng ép làm ra tức giận, để cho mình thoạt nhìn như đã bị chọc giận đến nổi điên rồi. Đại diễn thánh chủ đều ở phía xa lắc đầu, ai, đám đệ tử Vô Hồi Thánh Địa này thật sự là rất được Vô Hồi Thánh chủ chân truyền, vừa điên vừa cuồng, làm việc không cố kỵ gì, bây giờ chỉ là gây chuyện, tương lai chỉ sợ còn muốn gây họa. Chúng ta rời khỏi trước. Vô Hồi Thánh chủ tế ra bảo điện, mang theo bọn người Khương Phàm phóng lên tận trời, không cho các phương chào hỏi liền chạy. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt cùng tất cả thánh chủ đều không có ngăn cản, thản nhiên liếc mắt, tiếp tục chú ý con đường không gian. Còn lại nửa tháng, các đệ tử đã sắp phải đi ra. Không biết đạt được bao nhiêu cơ duyên, có phát hiện Vĩnh Hằng Chi Linh hay không? Trong bảo điện, bọn người Khương Phàm giới thiệu chuyện phát sinh bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cũng giới thiệu hỏa diễm huyễn điểu cho thánh chủ. Bọn người Ngụy Thiên Thu rung động không thôi,
đám hài tử này thật sự là quá tranh khí. Chỉ muốn để bọn hắn tiến đến chỗ người khác uống chút canh thịt trong nồi, không nghĩ tới bọn hắn đều mang nồi đi. Cũng may mắn bọn hắn đã quả quyết rời khỏi, nếu không chuyện thật đúng là không có kết thúc tốt. Thánh chủ, thánh địa trung ương xử lý ly hỏa thánh địa như thế nào? Điều Dạ An Nhiên quan tâm hơn chính cái này, nếu đều đã náo thành như thế này lại không xử lý sạch sẽ, sợ rằng sau này sẽ vô cùng phiền phức. Vô hồi thánh chủ nói, thời hạn 10 năm, có ý gì? Bọn hắn đều chăm chú nhìn thánh chủ, ngay cả tặc điểu đều hiếu kỳ đánh giá vô hồi thánh chủ giống như thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người này. Ly hỏa thánh địa vẫn là thánh địa, trừ phi lại phát sinh sự kiện ác liệt, nếu không tư cách thánh địa sẽ không thay đổi, tiếp tục bảo vệ hoang mãng nguyên. Ly hỏa thánh chủ giữ lại tên thánh chủ, tiến hành quan sát 10 năm. Trong thời gian 10 năm, nếu như lại có quyết định sai lầm, do tứ đại thánh địa trung ương liên danh tuyên cáo, tước đoạt tên thánh chủ, áp giải đến tổ sơn cầm tù. Nếu như biểu hiện bình thường, sau 10 năm sẽ thoái vị bình thường, quy ẩn tại thánh địa. Còn gì nữa không? Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt. Bảo trụ tư cách thánh địa, cái này có thể hiểu, dù sao hoang mãng nguyên cũng cần phải có thánh địa bảo vệ. Trung ương thánh địa sẽ không bởi vì chuyện này liền xóa đi tất cả công tích của ly hỏa thánh địa từ xưa đến nay, cho nên nhiều nhất là xử lý ly hỏa thánh chủ. Nhưng, tại sao phải giữ lại kỳ hạn 10 năm? Ngụy Thiên Thu nói, trung ương thánh địa cần cố kỵ mặt mũi thánh địa thiên hạ. Nếu như trực tiếp tước đoạt tên thánh chủ, tương đương với thừa nhận tội danh của ly hỏa thánh địa, thừa nhận ly hỏa thánh địa tại thời điểm gặp phải chuyện nghiêm trọng lại không tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh bảo vệ. Đây đối với thánh địa khác mà nói, cũng là ảnh hưởng tín dự. Thời gian giữ lại tư cách, tương đương với tuyên bố đến thiên hạ, thánh địa trung ương cũng không hoàn toàn tán thành thánh chủ chúng ta nói lên toàn bộ tội danh, chỉ mong coi đây là giới hạn, cảnh cáo các đại thánh địa thiên hạ. Còn có một nguyên nhân, Ngụy Thiên Thu không tiện nói. Nếu để cho thánh chủ đến Tổ Sơn khóc giống một trận, liền trực tiếp phán quyết tôn chủ Nam Bộ, sẽ ảnh hưởng đến uy tín tứ đại thánh địa trung ương. Cho nên, vô hồi thánh chủ cũng rất sáng suốt ở vấn đề lựa chọn thỏa hiệp này. Khương Phàm nói, thời gian 10 năm có phải quá dài hay không? Hoắc Thiên Túng cười nhạt nói, cho nên thánh chủ tranh thủ đến điều kiện khác. Điều kiện gì? Mặt mũi Tiêu Phượng Ngô tràn đầy chờ mong liền biết thánh chủ của bọn hắn không phải dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Vô hồi thánh chủ cũng lộ ra mấy phần ý cười. Đầu tiên, sau 10 năm, vô hồi thánh địa tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ, thống lĩnh tam đại thánh địa là Ly Hỏa, Linh Kiếp, Hồn Thiên. Thứ hai, xin mời quốc quân Đan Quốc, Thường Huyền Nghĩa đến Ly Hỏa thánh địa, lấy tên phó thánh chủ làm quen với thánh địa, sau 10 năm tiếp quản vị trí thánh chủ. Thứ ba, Khương Hồng Võ dẫn đầu huyết ngục, tiến vào chiếm giữ Ly Hỏa thánh địa, tiếp quản Diêm La Điện. Chúng ta sắp thành tôn chủ rồi. Quốc quân làm thánh chủ. Vương gia thống lĩnh Diêm La Điện. Bọn người Khương Phàm vui mừng quá đỗi, mặc dù không thể phế bỏ ly hỏa thánh địa, nhưng người của bọn hắn tiếp quản nơi đó, đơn giản là càng vi diệu. Khi trở về ta sẽ tự mình nói chuyện cùng quốc quân, hẳn là hắn sẽ nguyện ý đến thánh địa. Còn Khương Hồng Võ, lấy thực lực cùng quyết đoán của hắn, ở lại La Phù làm tông chủ đúng là tiểu tài đại dụng, để hắn đến ly hỏa thánh địa, khống chế lực lượng mạnh nhất nơi đó, cũng bảo hộ quốc quân tốt hơn. Vô hồi thánh chủ đã nghĩ sâu tính kỹ qua, ly hỏa thánh địa từ xưa đến nay kết giao rất nhiều bằng hữu, nếu như trực tiếp phế bỏ, sẽ chỉ mang theo lên án, nếu như có thể do người của nàng khống chế, ngược lại có thể đạt được đám bằng hữu kia. Dù sao đám bằng hữu kia vốn là nhận cái tên ly hỏa thánh địa này, là đan dược ly hỏa thánh địa. Mà thanh danh của quốc quân Đan Quốc rất không tệ, do hắn tiếp quản, cũng có thể phục chúng. Diêm La Điện là chi đội hình luật mạnh nhất ly hỏa thánh địa, lực lượng uy hiếp cũng hẳn là tồn tại rất nhiều bí mật, cần người có năng lực, có thực lực càng có quyết đoán tới phụ trách mới có thể khống chế được, cũng sẽ bảo vệ tốt quốc quân Đan Quốc. Khương Hồng Võ chính là người thích hợp nhất. Hoắc Thiên Túng cười nói. Đại diễn thánh chủ rất khôn khéo, hình như đã đoán được đại hoang có bí mật, đề nghị các phương hiệp trợ phòng ngừa đại hoang. Tuy nhiên đã bị thánh chủ chúng ta cự tuyệt. Làm sao cự tuyệt? Tiêu Phượng Ngô sùng bái, nữ vương ơi nữ vương. Thánh chủ nói thẳng, chỉ cần nàng làm tôn chủ Nam Bộ, cam đoan sẽ trong 30 đến 50 năm giải quyết triệt để hắc ám đại hoang. Nếu như không giải quyết được, vô hồi thánh địa chủ động từ đi vị trí tôn chủ Nam Bộ.
Hoắc Thiên Túng bội phục tốc độ phản ứng của thánh chủ. Cứ như vậy, tức có thể tránh khỏi Tây Bộ cùng thánh địa trung ương nhúng tay vào đại hoang, còn có thể triệt tiêu lo lắng của thánh địa trung ương đối với việc vô hồi thánh địa tiếp quản Nam Bộ. Dù sao đã lập xuống quân lệnh, không giải quyết được liền xin từ chức, giải quyết được, cũng là một cái công lớn, có tư cách được chọn làm tôn chủ. Khương Phàm bội phục lắc đầu rung động. Thánh chủ anh minh, gừng càng già càng cay nha. Vô hồi thánh chủ mỉm cười, như lạc hà đầy trời, xinh đẹp không gì sánh được. Lại khen ta một lần nữa. Gừng càng già, già. Khương Phàm đánh quyển đầu lưỡi, tranh thủ thời gian phanh lại. Đáy mắt vô hồi thánh địa hiện lên tia sắt lạnh, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tiếp tục. Khương Phàm xấu hổ nhếch miệng. Thánh chủ, ta còn có việc, ngài cho ta xuống ở phía trước. Vô hồi thánh chủ hừ một tiếng, mới tha cho Khương Phàm. Đừng có chạy lung tung, chúng ta muốn trước khi Tây Bộ kịp phản ứng, trở lại La Phù. Ta thật có chuyện, Khổng Tước ngũ sắc để cho ta đưa một thứ, ta đưa qua liền trở về. Bao xa, chúng ta thuận đường mang ngươi đi qua. Ngươi để cho ta tự mình đi qua. Nơi này cách thánh địa quá xa, tự ngươi vừa đi vừa về rất nguy hiểm. Ngài yên tâm đi, những thế lực Tây Bộ này cũng là nghĩ ta đã đi theo về vô hồi thánh địa. Chỉ cần ta che giấu tung tích, sẽ không có vấn đề. Sau khi Khương Phàm liên tục tranh thủ, rốt cuộc cũng được thánh chủ đồng ý. Vô hồi thánh chủ nói, ta sắp xếp người cùng ngươi đi qua. Khương Phàm nói, không cần, ta chỉ là đưa tin, không gây chuyện, có tặc điểu bồi tiếp ta là được rồi. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh không khách khí đả kích. Lúc ngươi nói không gây chuyện, thường thường đều muốn gây đại sự. Cái này gọi bản tính khó rời, trong lòng lộ ra sức lực sao động. Khương Phàm trà sát hắn một chút, nói với vô hồi thánh chủ. Ta vừa đi vừa về có thể muốn tầm 5-3 tháng, hoặc có thể càng lâu hơn, trong thời gian này ta có thể đột phá đến linh hồn cảnh không? Đại hoang tù thiên trận còn thiếu diễn thiên ấn, giữa các cảnh giới ngươi không nên chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, ngũ hành thể chất bình yên mạnh lên, linh hồn tịch nhan mạnh lên, có hai người bọn họ đè ép, nếu như ngươi bây giờ đột phá. Vô hồi thánh chủ có chút lo lắng, nhưng Khương Phàm đều đã chiếm được vĩnh hằng chi linh, cưỡng ép đè ép cũng không thích hợp. Ngươi đột phá đi. Khương Phàm chỉ mang theo tặc điểu, nhảy xuống khỏi bảo điện, biến mất trong rừng rậm. Năm kiện thần binh bên trong luyện binh tràng ở dưới đất cũng đều ở lại trong bảo điện. Hàn Ngạo có thể dung hợp thần binh hay không thì còn phải cần thánh chủ làm quyết định. Ngụy Thiên Thu đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, nói. Hắn giống như đã trở nên sáng sủa, bị con chim kia ảnh hưởng sao? Dạ An Nhiên chợt nhớ tới lời ngũ hành thần thụ nói kia, ở giữa nàng và Khương Phàm hình như còn cách một người. Nàng không quá rõ ý tứ những lời kia, cũng không biết chính là ai, nhưng nàng vẫn luôn biết nội tâm Khương Phàm chưa bao giờ rộng mở qua với ai. Từ cái ngày khi hắn cho tới bây giờ đều là phong bế như vậy, cô độc như vậy. Tiêu Phượng Ngô nói, thánh chủ, hình như Khương Phàm tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo ở Vương quốc Hắc Ám đều chuẩn bị lễ vật cho mỗi người chúng ta. Chờ chúng ta trở về, có phải có thể đi đến Vương quốc Hắc Ám rồi hay không? Vô hồi thánh chủ nói, sau khi trở về, trước tiên bế quan một tháng cho ta, tranh thủ hấp thu cơ duyên, sau đó đến Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm muốn đột phá linh hồn cảnh, các ngươi phải đuổi theo, không thể kéo ra chênh lệch quá lớn. Khương Phàm rời khỏi bảo điện, dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, chạy tới Thương Huyền, Bắc Bộ. Đưa Thái Dương đồ đằng cho ta chuẩn bị dung hợp. Tặc điểu không kịp chờ đợi muốn dung hợp Thái Dương đồ đằng, nếm thử uy lực Thái Dương. Trước tiên chúng ta đưa đồ đến, trên đường trở về lại dung hợp. Khương Phàm đột nhiên tản ra hỏa dực, dừng ở phía trước. Ngươi mang theo ta bay. Dựa vào cái gì, ngươi xem điểu ra ta là cái gì. Tốc độ ngươi nhanh, đừng lề mề. Ai, vô tình thật, hoa ngôn xảo ngữ gạt ta đi ra, ngày đầu tiên liền để ta khổ lực. Tặc điểu kêu khóc hai tiếng, hóa thành cự ưng phóng lên tận trời. Khương Phàm ngồi tại trên lưng tặc điểu, nhận lấy Linh Vũ chỉ dẫn, cũng tại bên trong ý thức hải tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Hắn không thể lãng phí ở trên đường đi. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thánh Sơn đang càng ngày càng trở nên sao động. Theo tin tức vô hồi thánh địa đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh khuếch tán, không chỉ có tất cả thánh địa cùng đám tán tu bắt đầu lùng bắt Khương Phàm, ngay cả rất nhiều yêu tộc cũng bắt đầu tìm kiếm hắn.
Vĩnh hằng chi linh hành tung thần bí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thời điểm trước đó bất luận là yêu thú hay là con người, cũng cảm giác mình khả năng không có số may như vậy, sẽ không tốn hao tinh lực đi tìm. Bây giờ không giống với lúc trước, có người đạt được, chỉ cần tìm được người kia, liền có thể tìm tới vĩnh hằng chi linh. Mà, cũng giống như Khương Phàm nghĩ, nếu như người đạt được vĩnh hằng chi linh chính là đại diễn thánh địa, hoặc là huyền nguyệt hoàng triều, các phương sẽ không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại là thế lực Nam Bộ. Bọn hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại còn đang rất tức giận. Tây Bộ 100 năm mới xuất hiện bảo bối, sao có thể giao cho Nam Bộ? Hỗn loạn đang tăng lên, sao động cũng thăng cấp. Các phương đều muốn dùng tất cả biện pháp lùng bắt. Nhưng, bọn người Khương Phàm tựa như biến mất trong hư không, lại không có xuất hiện qua. Sốt cuộc bọn hắn trốn ở đâu rồi? Tiêu Lạc Lê trước sau triệu tập được 6 vị tán tu hoàng triều, nhưng liên tục lùng bắt mà từ đầu đến cuối vẫn không có phát hiện tung tích của bọn người Khương Phàm. Khương Phàm rất có đảm lượng, có khả năng hắn đã xông đến trong lãnh địa của đại yêu nào đó rồi. Lục Bình Yên nhìn quanh rừng mưa, vẻ mặt nghiêm trọng. Phạm vi Thánh Sơn quá lớn, kéo dài hơn vạn dặm, nếu như không có chỉ dẫn, không khác gì mò kim đáy biển. Dạ An Nhiên có thể khống chế năng lượng ngũ hành, muốn ẩn giấu khí tức kỳ thật rất dễ. Lư Kinh Vĩ vừa mới đầu không có xem đám người vô hồi thánh địa kia là gì, kết quả bọn hắn còn mạnh hơn đại diễn thánh địa. Có phải đã sớm đi ra ngoài rồi hay không? Lăng Thất Tung lạnh nhạt, trong lòng kỳ thật đang mừng thầm. Mặc dù không thể giết chết bọn người Tiêu Lạc Lê, nhưng trước sau đã chết 7 thiên tài, cũng vẫn không tệ. Sao, ý của ngươi là, bọn hắn sớm đã đi rồi. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu Khương Phàm đã chiếm được vĩnh hằng chi linh, còn đứng trước lùng bắt, hình như không cần thiết ở lại chỗ này. Bọn hắn hẳn là không nỡ rời khỏi nơi này, nói không chừng đang trốn ở nơi nào luyện hóa vĩnh hằng chi linh. Tiêu Lạc Sư cau chặt lông mày, đám người kia tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Bọn hắn giày vò đến bây giờ, cơ hồ không có thu hoạch gì, nếu như lại thả vĩnh hằng chi linh đi, sau khi trở về thực sự không có cách nào bàn giao. Không, cảnh giới Khương Phàm đã đạt tới cửu trọng thiên, nếu như dùng vĩnh hằng chi linh, liền sẽ đột phá đến linh hồn cảnh, hắn hẳn là sẽ không dùng ở chỗ này. Tiêu Lạc Lê lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có khả năng. Vậy chúng ta, Tiêu Lạc Sư lộp bộp trong lòng. Đừng lãng phí thời gian, đi. Thời điểm Tiêu Lạc Lê đuổi tới lối đi ra Thánh Sơn, lại phát hiện người của đại diễn Thánh Địa đã sớm canh giữ ở nơi này. Bọn hắn còn không có rời khỏi. Tô Triệt cưỡi kim bằng, thái độ lạnh nhạt. Lữ Lương Nhân các loại lập tức đề phòng. Nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi chờ ở chỗ này mấy ngày. Tiêu Lạc Lê dừng ở bên ngoài mấy trăm mét, ân oán giữa hai bên còn chưa có giải quyết xong. Nếu như không phải bởi vì vĩnh hằng chi linh, bây giờ khả năng vẫn còn đang đánh nhau. 8 ngày. Tô Triệt lùng bắt 2 ngày, bỗng nhiên suy đoán có thể Khương Phàm sẽ sớm rời khỏi, liền đề nghị đến lối đi ra chờ đợi. Nhưng, đề nghị của hắn bị bọn người Lữ Lương Nhân kiên quyết phản đối. Lữ Lương Nhân cho rằng nếu như Khương Phàm không có chọn rời khỏi, mà trốn ở một nơi nào đó, bọn hắn lại chạy đến lối ra thì tương đương với việc đem Khương Phàm chắp tay ném cho những người khác. Cũng may Tô Triệt coi như có chút uy tín, kẻ phản nghịch Thẩm Minh Thu này lại, tàn phế cho nên sau khi tranh luận nửa ngày, cuối cùng vẫn đến nơi này. Vẫn luôn không tới. Tiêu Lạc Lê khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bọn người Khương Phàm không có rời khỏi? Không thấy được người. Tô Triệt đánh giá bọn người Tiêu Lạc Lê, bọn hắn cũng không có đuổi tới. Hắn ở nơi này trông nhiều ngày như vậy, một mực không có phát hiện Khương Phàm, cũng hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không, có phải Khương Phàm đã bị người khác bắt được hay không. Nhưng nhìn bộ dáng, Khương Phàm còn trốn rất kỹ. Hắn chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện, liền không sợ biến thành mục tiêu công kích. Tiêu Lạc Sư không còn sốt ruột, chỉ cần Khương Phàm còn ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền dễ nói. Lục Bình Yên nói, một khả năng là, bọn hắn rất tự đại, cho rằng đến lúc đó các phương đều ở đây, không có người nào dám trước mặt mọi người giết bọn hắn. Khả năng thứ hai, bọn hắn đã dùng vĩnh hằng chi linh, không phải Khương Phàm, mà là những người khác. Tiêu Lạc Sư chậm rãi gật đầu. Khương Phàm điên cuồng lại tự ngạo, khả năng đầu tiên lớn hơn. Tiêu Lạc Lê gọi Tô Triệt. N oán giữa chúng ta tạm thời buông xuống, chờ Khương Phàm đến. Ai có thể cướp được,
Vĩnh Hằng Chi Linh liền thuốc về người đó. Như thế nào? Ai có thể mang Vĩnh Hằng Chi Linh ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, xem như của người đó? Tô Triệt cũng không còn cùng Tiêu Lạc Lê dây dưa ân oán, đều đã đến nơi này, nếu như hỗn chiến trước mặt mọi người, ảnh hưởng quá ác liệt. Huống chi, thương thế của Thẩm Minh Thu rất nặng, đến bây giờ còn chưa khôi phục, ưu thế của bọn hắn không lớn. Thời gian trôi qua mỗi ngày. Tất cả cường giả thánh địa liên tiếp từ bỏ đuổi bắt, chạy tới lối ra. Số lượng lớn tán tu cũng lần lượt trở về. Hoàn Nhan Liệt đâu? Triệu Thắng cũng chạy tới nơi này, vốn là một đội ngũ mà bây giờ chỉ còn lại 6 người, những người khác đều hao tổn trong cuồng nhân đạo tràng. Hình như không đến. Nghiêm Sâm ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đội ngũ hồn thiên thánh địa. Bọn hắn không quá hứng thú đối với Vĩnh Hằng Chi Linh. Vật kia căn bản cũng không phải là thứ thánh địa Nam Bộ có thể đụng. Khương Phàm từ đại diễn thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó nhổ răng cọp, quả thực là tự tìm đường chết. Là không đến, hay là bị Khương Phàm giết chết rồi? Thái Long chau mày, có loại dự cảm không tốt lắm. Hắn tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không, hồn thiên thánh địa chắc chắn liệt Khương Phàm vào số một kẻ địch. Ngữ khí Triệu Thắng nghiêm trọng, nếu như toàn giết, đó chính là một chuyện khác. Khương Phàm ơi Khương Phàm, người tốt nhất nên có chút lý trí. Thái Long nhẹ giọng tự nói. Tại thời điểm kỳ hạn 3 tháng chỉ còn một ngày, các phương bắt đầu kích động. Đại diễn Thánh Địa và Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã làm ước định, bất kể là ai, chỉ cần có thể mang Vĩnh Hằng Chi Linh đi ra ngoài, liền xem như là của người đó. Hắc hắc, thời điểm này liền phải xem ai cơ trí. Tóm lại không thể để cho Vĩnh Hằng Chi Linh rơi xuống trong tay đám người vô hồi Thánh Địa kia. Bảo bối của chúng ta, sao có thể về bọn hắn? Đám người vô hồi thánh địa kia quá không biết tốt xấu, để cho bọn họ tới tìm chút bảo bối đã coi như là ân huệ, lại còn dám đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh. Các phương khẩn trương chờ đợi. Nhưng, thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng thời gian hôm nay trôi qua hơn phân nửa, từ đầu đến cuối vẫn không có ai phát hiện ra bọn người Khương Phàm. Ánh mắt bén nhọn của Tô Triệt liếc nhìn dãy núi. Hắn khẳng định sẽ đến, chính là đang trốn ở nơi nào đó tốn thời gian với chúng ta. Thẩm Minh Thu tức giận gào thét. Khương Phàm, giao Vĩnh Hằng Chi Linh ra, các ngươi còn có thể sống, nếu không vô hồi thánh địa sẽ biến thành mục tiêu thảo phạt của toàn bộ thánh địa Tây Bộ. Tiêu Lạc Lê cao giọng hô to. Khương Phàm, đi ra ngay, ngươi không thể nào đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Giao ra, các phương cũng bắt đầu la lên, nhưng dãy núi tĩnh mịch. Từ đầu đến cuối không có người xuất hiện. Lúc này, con đường không gian bắt đầu lấp lóe, có xu thế đóng lại. Đây là các trưởng bối phía ngoài nhắc nhở bọn hắn nên rời khỏi. Không quan tâm tình huống trên Vĩnh Hằng Thánh Địa như thế nào, đều phải tuân thủ kỳ hạn 3 tháng một cách nghiêm chỉnh. Đi đi đi, đừng đợi nữa, một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chúng ta sẽ phải vây ở chỗ này chờ chết. Có người kìm nén không được, phóng tới con đường không gian. Một người dẫn đội, những người khác lần lượt đuổi theo. Tô Lăng quay đầu nhìn con đường bắt đầu ảm đạm. Chúng ta, chờ, đợi thêm. Tô Triệt dùng sức nắm tay, hắn tin tưởng Khương Phàm khẳng định đang chỗ tối, chẳng qua là muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng mới chạy ra ngoài. Chờ, bọn người Tiêu Lạc Lê cũng kiên trì. Chúng ta đi thôi, đừng chờ nữa. Giọng Triệu Thắng trầm thấp. Vẫn không có phát hiện đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa. Một kẻ đều không có. Chết hết rồi sao, Khương Phàm, người điên rồi. Vẻ mặt Thái Long nghiêm trọng. Toàn bộ người của Linh Kiếp Thánh Địa phóng tới con đường không gian, rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Khương Phàm đã chạy. Lúc nào? Nửa tháng trước đó. Cường giả các phương đi ra đều trừng to mắt, khó có thể tin được. Không phải nói bọn người Tô Triệt đã ở nơi đó một mực chờ lấy sao? Chẳng lẽ... Bọn người Khương Phàm đã sớm chạy ra ngoài trước khi Tô Triệt đuổi tới sao? Quả quyết như thế sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã gây ra họa gì? Tất cả thánh chủ đều cảm thấy kỳ lạ mà hỏi, bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Có người hô to. Vô hồi thánh địa sát hại số lượng lớn thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cái gì? Cường giả thánh địa các phương đều đồng loạt nhìn về phía nhân hoàng Huyền Nguyệt. Nghiêu bức thật. Cũng dám khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, còn trực tiếp giết người. Nhưng, Huyền Nguyệt có thể sẽ như thế nào đây?
Dù sao Vô Hồi Thánh Địa cũng là thánh địa, lại là thánh địa Nam Bộ, khoảng cách quá xa xôi, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhiều nhất sẽ chỉ là khiển trách, không dám trực tiếp tuyên chiến. Hắc hắc, giết thì tốt. Huyền Nguyệt Hoàng Triều tổn thất mấy thánh văn thiên tài, đối thánh địa Tây Bộ bọn hắn mà nói thì nên tính là chuyện tốt. Có người lại hô to. Vô Hồi Thánh Địa còn cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh. Cái gì, hỗn đản, không biết xấu hổ. Để bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã là ban ân, còn dám nhúng chàm Vĩnh Hằng Chi Linh. Thánh địa các phương tức giận. Vô Hồi Thánh Chủ đáng chết, trước đó còn giả vờ rất giống. Lúc này, con đường không gian nhanh chóng ảm đạm, bọn người Tiêu Lạc Lê, Tô Triệt ở tại thời khắc cuối cùng cũng xông ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Người đâu, chớ nói với ta đã sớm chạy. Giọng Tiêu Lạc Sư tức giận quanh quẩn trong núi rừng. Chạy nửa tháng rồi, bọn hắn hẳn là đã chạy trước khi chúng ta đuổi tới lối ra. Tô Triệt bất đắc dĩ thở dài, nếu như lúc ấy không giải thích cùng bọn người Thẩm Minh Thu quá nhiều, nói không chừng còn có thể ngăn chặn Khương Phàm. Quá xảo quyệt. Thẩm Minh Thu tức giận, nửa tháng, chỉ sợ Vô Hồi Thánh Địa đều đã trở lại La Phù Sơn Mạch. Lữ Lương Nhân lắc đầu. Chuyến đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn lần này, Vô Hồi Thánh Địa thắng lớn nhất, không biết Thánh Chủ có hối hận khi mời bọn hắn đến Tây Bộ hay không. Trở về đi. Tô Triệt nhắm mắt lại, cười khổ lắc đầu. Vô cùng không cam tâm, nhưng chuyện đã thành, kết cục đã định, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tô Triệt, dừng lại, có một số việc ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng. Tiêu Lạc Sư đột nhiên hô to, đằng đằng sát khí tiếp cận Tô Triệt. Mấy người Lục Bình Yên cũng đều lộ ra ý lạnh, 12 người đi đến. Vậy mà chỉ đi ra 5 người, tính luôn cả Thượng Thương Thiên Tước, bọn hắn đã chết 8 tên. Mặc dù Khương Phàm đáng giận, nhưng đại diễn thánh địa mới là kẻ cầm đầu. Phụ Hoàng, Tiêu Lạc Lê hướng về bầu trời phương xa, cao giọng bẩm báo. Tô Triệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn vô cớ khiêu khích, còn liên thủ Vô Hồi Thánh Địa thiết lập ván cục vây bắt chúng ta, để Thôi Ngọc Sơn và nhiều người khác chết thảm. Ồ, không phải Vô Hồi Thánh Địa sao? Làm sao biến thành đại diễn thánh địa rồi? Sơn lâm náo nhiệt an tĩnh lại, các phương đều rất kinh ngạc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đại diễn thánh địa là tôn chủ Tây Bộ, cho tới nay đều là đại biểu các đại thánh địa Tây Bộ cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết giao, giữa lẫn nhau chưa bao giờ phát sinh qua mâu thuẫn. Làm sao lại đột nhiên khiêu khích giết người? Các túc lão đại diễn thánh địa hai mặt nhìn nhau, đây cũng là vụ oan hãm hại đi. Tô Triệt làm việc cẩn thận. Làm sao có thể phạm sai lầm như thế này được? Ánh mắt Nhân Hoàng Huyền Nguyệt dần dần lăng lệ, khí thế kinh khủng tràn ngập từ trên thân Thương Thiên Tước, cách rất xa tiếp cận Tô Triệt trong rừng rậm. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Tô Triệt cười lạnh hai tiếng. Đưa Nhân Hoàng một cái tên, Tô Thiên Tịch, đưa Nhân Hoàng hai chữ, báo ứng. Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với Nhân Hoàng như thế. Tô Thiên Sóc, ngươi chính là dạy hài tử như thế này. Tướng lĩnh Hoàng Triều bên trên Thương Thiên Tước trước hết nhất giận dữ mắng mỏ, ngay cả Tô Thiên Sóc đều giữ vững tôn kính đối với Nhân Hoàng,